MC Thanh Show Audio Chuyện Hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện. Hóa Long Quyết tập 17. Trong lúc nhất thời, Thiên Võng Hội tin tức như gió truyền bá ra, tất cả mọi người đang nghị luận, nhưng đại đa số người đều cảm thấy Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử là vẽ vời cho thêm chuyện ra, Giang Trần chắc chắn sẽ không xuất hiện. Lại nói, hiện tại Giang Trần ở chỗ nào cũng không biết, vung xuống Thiên Võng, chỉ sợ cũng sẽ không có thu hoạch gì. Thiên Võng Hội, Thiên La Địa Võng, cái này nói rõ là vì Tiểu Trần Tử vung một chương Thiên Võng, nhìn xem Tiểu Trần Tử có đủ hay không đảm lượng chui vào trong. Nam Cung Vấn Thiên nói, Tiểu Trần Tử, ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta muốn hay không qua làm ồn ào cái Thiên Võng Hội này? Hàn Diễn nhìn về phía Giang Trần. Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đệ nhất thiên tài liên hợp, chỉ sợ mỗi ta Giang Trần mới có dạng này đãi ngộ, ta há có thể để bọn hắn thất vọng. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn lúc đầu nghĩ đến điều thấp một chút trực tiếp xuyên qua Kiếm Châu, tiến về Vũ Phủ, không nghĩ tới gặp được cái này Thiên Võng Hội, để hắn không thể không cải biến ý nghĩ. Hắn Giang Trần cả đời này, không e ngại chiến đấu, nếu như lần này Thiên Võng Hội là Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông thế hệ trước cao thủ bố trí xuống, Giang Trần có lẽ căn bản không rảnh để ý, nhưng lần này Thiên Võng Hội là lưỡng đại thế lực đệ nhất thiên tài tổ chức. Giang Trần liền muốn qua gặp một lần, hắn muốn làm cho cả Đông Đại Lục đều biết, người nào mới thật sự là đệ nhất thiên tài, người nào mới có tư cách tranh đoạt thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thanh. Oa cạc cạc, tốt, lại có trò vui để xem. Đại Hoàng Cầu cười lớn khằng khặc, vô cùng hưng phấn. Tiểu Trần Tử, ta cảm thấy vẫn là phải cẩn thận một chút, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử là lưỡng đại thế lực đệ nhất thiên tài, tu vi cùng thực lực chí ít sẽ không thua Vũ Thông, lại thêm hai người liên hợp, còn có Thiên La Địa Võng đại trận, sợ rằng sẽ cực khó đối phó. Nam Cung Vấn Thiên cao mày nói. Trần ca ca, A Nan nói không sai à, vẫn là cẩn thận một chút đi, không bằng chúng ta căn bản không để ý tới, thừa dịp Thiên Võng Hội hấp dẫn đại đa số ánh mắt cùng chú ý lực, chúng ta thừa cơ xuyên qua Kiếm Châu, tiến về Vũ Phủ. Yên Thần Vũ lo lắng nói. Ta đã quyết định muốn đi Thiên Nguyên Sơn tham gia cái này Thiên Võng Hội, ta là nhân vật chính đại hội lần này, nếu như ta không xuất hiện, trận này thịnh hội tựu không có ý gì, nhưng ta muốn một mình tiến về, mấy người các ngươi đi Vũ Phủ trước. Giang Trần nói ra. Tiểu tử ngươi rất không tử tế đi, sao không để cho chúng ta đi theo? Đại Hoàng Cầu nhất thời không làm. Chúng ta cùng nhau tiến về, mục tiêu quá lớn, đừng quên mục đích chúng ta lần này, ta xuất hiện tại Thiên Võng Hội về sau, các ngươi thừa cơ xuyên qua Kiếm Châu, đi Vũ Phủ tìm Võ Sóng, cho thấy thân phận, về sau, tin tưởng cửu ca sẽ đích thân tiếp các ngươi. Giang Trần nói ra. Trần ca ca, để ta cùng đi với ngươi đi, ta thực lực bây giờ, có thể trợ giúp ngươi. Yên Thần Vũ có chút không yên lòng. Không được, hiện tại nghe theo ta an bài, các ngươi hướng Vũ Phủ trước, chờ ta qua Thiên Nguyên Sơn, sẽ lập tức chạy tới Vũ Phủ, Tiểu Vũ không cần lo lắng cho ta, ta thế nhưng là không thể chinh phục, coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Giang Trần dùng vô cùng trịnh trọng ngữ khí nói ra, lần này hắn muốn độc thân tiến về Thiên Nguyên Sơn, qua gặp một lần lưỡng đại thế lực đệ nhất thiên tài. Tốt a, dù sao bằng vào chúng ta tu vi, theo tới chỉ sợ cũng giúp không được quá đại ân, chính ngươi cẩn thận một chút. Hàn Diễn vỗ vỗ Giang Trần bả vai. Yên tâm đi, ngươi căn bản không cần lo lắng tiểu tử này, giết người khác nhiều như vậy, hắn đến bây giờ còn sinh hoạt tốt mà. Đại Hoàng Cầu bĩu môi nói ra, đối Giang Trần vứt xuống chính mình chỉ đi một mình Thiên Nguyên Sơn rất là bất mãn, cho tới nay, hắn cùng Giang Trần đều là cùng một chỗ. Không sai, phải gánh vác, cũng là vì hai đại thiên tài này lo lắng. Nam Cung Vấn Thiên cười cười, hắn rất hiểu biết Giang Trần thủ đoạn, nếu như so đấu đơn thuần chiến lực, Giang Trần cùng này hai đại thiên tài có lẽ là tương xứng, nhưng Giang Trần trong tay cái kia Thanh Thiên Thánh Kiếm, lại là chân chính thần binh lợi khí, hai đại thiên tài liên hợp cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, về phần này Thiên La Địa Võng đại trận, Giang Trần chỉ sợ cũng có biện pháp ứng phó. Sau đó, mấy người hoàn toàn mỗi người đi một ngả, Hàn Diễn mấy người quay người ra khỏi thành ao, chuẩn bị tiến về Vũ Phủ, mà Giang Trần lựa chọn lưu lại. Này Giang Trần mặt mũi thật đúng là đại a, vậy mà làm Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử dạng này thiên tài liên hợp lại đối phó hắn, cái này bản thân liền là một loại vinh hạnh a. Vinh hạnh cái rắm, cái này là chịu chết có được hay không, dạng này mặt mũi nếu là ta mới không cần đây. Bất quá này Giang Trần cũng thật sự là ngưu bức có thể a, giết Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhiều thiên tài như vậy, như can đảm này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có, mà lại ta còn nghe nói này Giang Trần này đó kém chút liền đương triều 10 hoàng gia thế tử cho giết,
Chánh Thức là một kẻ hung ác à? Khắp nơi đều là có quan hệ Giang Trần tiếng nghị luận, lần này băng đảo chi chiến, hoàn toàn vì Giang Trần dương danh, Kiếm Châu lưỡng đại thế lực hạ đạt tất sát lệnh, còn có Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử liên hợp tổ chức Thiên Võng Hội, càng đem Giang Trần danh khí đẩy lên một cái đỉnh phong trình độ, trở thành không ai không biết không người không hay tồn tại. Giang Trần đem đây hết thảy nghe vào trong tai, một mặt đạm mạc, hắn nhanh chân đi đến bên trong một cái tu sĩ phụ cận, mỉm cười hỏi, vị này lão ca, xin hỏi Thiên Nguyên Sơn đi như thế nào? Nghe được có người muốn đi Thiên Nguyên Sơn, không ít người nhất thời nhìn qua, lúc này tiến về Thiên Nguyên Sơn, khẳng định đều là nhân vật thiên tài, bởi vì Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử mời đều là thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Vị tiểu huynh đệ này, không biết muốn đi Thiên Nguyên Sơn làm cái gì? Lúc này Thiên Nguyên Sơn cũng không quá bình a. Tu sĩ kia kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần. Ta chính là muốn tham gia này Thiên Võng Hội, bất quá ta đối Kiếm Châu địa hình không quá quen thuộc, còn mời lão ca cho cái nhắc nhở. Giang Trần nói xong, lật bàn tay một cái, trực tiếp đưa tới một viên thuốc, tu sĩ kia cúi đầu xem xét, lúc này giận mình, cái này lại là một khỏa địa nguyên đan a. Xoát! Tu sĩ kia lúc này lấy sét đánh chi thế đem địa nguyên đan từ Giang Trần trong tay đoạt lấy qua, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt trong nháy mắt biến không giống nhau, thiếu niên này xuất thủ thực sự quá xa hoa, vẹn vẹn hỏi thăm đường tự cho một khỏa địa nguyên đan, đây chính là một vạn khỏa nhân nguyên đan a. Oa cà cà, chính mình vận khí thực sự quá tốt, đơn giản muốn nghịch thiên a. Tiểu huynh đệ, ngươi xuất thủ xa hoa như vậy, ta liền bồi ngươi đi một chuyến, tự mình dẫn ngươi đi Thiên Nguyên Sơn, địa hình ta quen thuộc vô cùng. Tu sĩ kia vỗ bộ ngực nói ra, một khỏa địa nguyên đan đủ để cho hắn đối Giang Trần vô cùng nhiệt tình đứng lên, không tiếc tự mình xuất phát mang Giang Trần tiến về Thiên Nguyên Sơn, chính tốt chính mình cũng thuận tiện qua thưởng thức một chút này Thiên Võng Hội. Như thế mà nói, đa tạ lão ca. Giang Trần đối tu sĩ kia ôm một cái quyền, sau đó, hắn một phát bắt được tu sĩ kia bả vai, bay lên không, trong trước mắt tự biến mất không thấy gì nữa. Phía sau một số người đều trực tiếp mắt trợn tròn, kịp phản ứng về sau từng cái hô to người kia vận khí quá tốt, đơn giản như vậy liền đạt được một khỏa địa nguyên đan, thật sự là dẫm nhầm cứt chó a. Nãi nãi, người so với người làm người ta tức chết a, hiện tại thiên tài thật không coi tài phú là chuyện, hỏi thăm đường tựu cho một khỏa địa nguyên đan. Đúng đấy, thật sự là xa xỉ a, cái kia hỗn đản vận khí thật tốt, nếu là hỏi ta mà nói, ta cũng mang theo hắn qua, một khỏa địa nguyên đan a. Đây là số mệnh a. Chúng ta ở chỗ này đàm luận thời gian dài như vậy, cũng không có gặp được tốt như vậy sự tình, hâm mộ a. Rất hâm mộ, như thế nhẹ nhõm liền đạt được một khỏa địa nguyên đan, cùng trên mặt đất nhặt không hề khác gì nhau, như thế chuyện tốt không có rơi xuống trên người bọn họ, để trong lòng bọn họ cực kỳ không thoải mái. Viễn không, vô tận hoang mạch phía trên, Giang Trần tốc độ cực nhanh, bên cạnh tu sĩ đơn giản chấn kinh há to mồm, người thiếu niên trước mắt này thoạt nhìn cũng chỉ là 16-17 tuổi, vậy mà có thể có nhanh như vậy tốc độ. Chính mình dù sao cũng là thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng so với tốc độ đến, cùng thiếu niên này chênh lệch gấp trăm lần a. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a, tiểu huynh đệ ngươi bằng chừng ấy tuổi tựu có như thế hùng hậu tu vi, thật là khiến người ta hâm mộ a. Tu sĩ kia nhìn không được nói ra. Người không điên cuồng uổng thiếu niên, cho nên ta muốn đi tham gia Thiên Võng Hội, nghe nói rất náo nhiệt. Giang Trần cười cười. Đâu chỉ náo nhiệt a, để Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử lực thu hút, có thể hiểu triệu rất nhiều thiên tài nhân vật, đây quả thực là một trận thịnh hội a. Bất quá ta cảm thấy đi, này Giang Trần khẳng định là sẽ không xuất hiện, thịnh hội này sau cùng cũng sẽ bất chi, cho nên, tiểu huynh đệ ngươi tham gia Thiên Võng Hội tính toán là đúng, chẳng những không có mảy may nguy hiểm, còn có thể ôm vào Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông bắp đùi, sau này chỗ tốt vô cùng a. Tu sĩ kia nói mặt mày hớn hở, trong ngôn ngữ tràn đầy hâm mộ, chỉ hận chính mình tu vi không tốt, tuổi tác quá lớn, không thì, cũng muốn đi tham gia cái này Thiên Võng Hội. Này cũng khó mà nói không chừng đem chính trước khi đến Thiên Nguyên Sơn trên đường. Giang Trần cười cười nói. Vậy hắn nhưng chính là Chánh Thức ngu ngốc, biết rõ là Long Đàm Hổ Huyệt còn muốn đi sông, không phải người ngu là cái gì, bất qua nghe nói này Giang Trần thế nhưng là một cái mười phần ngoan nhân, đơn giản cũng là một người điên, thật có thể xuất hiện cũng khó nói như vậy, Thiên Võng Hội có chân chính có ý tứ. Tu sĩ kia nói ra, lại không biết bên cạnh mình đứng cũng là đại danh đỉnh đỉnh Giang Trần. Nếu như cho hắn biết Giang Trần thân phận, chỉ sợ tại chỗ tự hoảng sợ run chân. Thiên Nguyên Sơn, ở vào Kiếm Châu khu vực biên giới, sơn mạch bộ dáng cũng không có tên như vậy có khí thế, nơi này đã sớm hoang vu, ngày bình thường hiếm người đến. Giờ phút này, tại Thiên Nguyên Sơn chỗ sâu nhất, một ngọn núi trực tiếp bị người một kiếm cho chặt đứt, chém ra một cái bao la bình đài đến, tại cái này trên bình đài, đang có mấy chục người hội tụ.
Sân bãi thượng bày đặt một chút hoàn toàn dùng nham thạch chế tạo cái bàn, phân hai hàng bày đặt, giờ phút này, đại bộ phận trên mặt bàn đều ngồi đầy người, những người này đại đa số đều là thế hệ tuổi trẻ nhân vật, có người vượt qua 30 tuổi, nhưng cũng sẽ không vượt qua quá nhiều, những người này tu vi thịt không yếu, thấp nhất cũng là thần đan cảnh hậu kỳ, bên trong còn có mấy cái đạt tới chiến linh cảnh. Những người này đều là hướng về phía thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử đến, Kiếm Châu chính là thứ hai đại châu, tất cả thế lực lớn nhỏ chừng trên trăm, để thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử lực thu hút, hiểu triệu nhiều như vậy thiên tài, cũng là cực kỳ bình thường bất quá, muốn ôm bắp đùi người cũng sẽ không thiếu. Giờ phút này, mỗi người trước người trên mặt bàn, đều bày biện tiệc rượu, trên mặt bọn họ đều là vô cùng nhẹ nhõm, xem ra không phải đến tác chiến, ngược lại là đến du sơn ngoạn thủy. Đối với những người này tới nói, hôm nay tới đây tham gia thiên võng hội, trên tâm lý xác thực không có nửa điểm áp lực, bởi vì này Giang Trần 89 phần 10 là không dám tới, coi như đến, há có thể thoát khỏi thượng quan Nhất Thanh bố trí thiên la địa võng đại trận, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại phía trước nhất, hai người sóng vai ngồi cùng một chỗ, bên trong một người, một thân thanh bào, hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ khí phách, hắn nhìn 27-28 tuổi, toàn thân tản ra quý tộc khí thế, mái tóc màu đen tùy phong mà đáng, khóe miệng mang theo như có như không ý cười. Hắn bất là người khác, chính là lần này thiên võng hội người đề xuất, thượng quan gia tộc đệ nhất thiên tài, thượng quan Nhất Thanh. Mà có tư cách cùng thượng quan Nhất Thanh ngồi cùng một chỗ, dĩ nhiên chính là Vạn Kiếm Tông Huyền Ngọc Tử. Huyền Ngọc Tử toàn thân áo trắng như tuyết, tuấn lãng bất phàm, mái đầu bạc trắng càng là lộ ra đặc tính độc lập. Hắn bên tay trái trưng bày một thanh đại kiếm, một cái tay cầm bích ngọc chén rượu, giống như một cái tử kiếm tiên hạ phàm. Tại kiếm này châu, hai người này có thể hòa hòa khí khí ngồi cùng một chỗ uống rượu. Bản thân liền là một kiện chuyện lạ, ở đây người nào không biết hai người nổi danh là tử đối đầu, mỗi một lần gặp nhau đều là xung đột vũ trang, muốn đánh cái 300 hiệp mới bằng lòng dừng tay, về sau hai người đồng thời bế quan, vốn chỉ muốn xuất quan có quyết nhất tử chiến, không nghĩ tới xuất hiện Giang Trần nhân vật như vậy, cho nên hai người ân oán tạm thời để ở một bên, trước tiên liên thủ diệt sát Giang Trần. Khoảng cách hai người gần nhất mấy cái bàn đá, ngồi ngay ngắn đều là chiến linh cảnh nhân vật thiên tài, bên trong có hai cái càng là vũ phủ người. Trong âm thầm cùng hai người giao hảo, lần này được thỉnh mời trước tới tham gia thiên võng hội. Đến, chúng ta làm một cái. Thượng quan Nhất Thanh giơ ly rượu lên, đối mọi người uống một hơi cạn sạch, sau đó mở miệng nói ra, chư vị có thể trước tới tham gia thiên võng hội, là lên cho ta quan Nhất Thanh mặt mũi, đến sau này đều là người một nhà, ngày sau nếu là chư vị có gì khó xử, đều có thể tìm ta thượng quan Nhất Thanh hỗ trợ. Ha ha, thượng quan huynh sảng khoái, bất quá lần này thiên võng hội, ta suy đoán này Giang Trần hẳn là sẽ không đến, Kiếm Châu hai đại thiên tài liên hợp, Giang Trần có mấy cái mạng dám đi tìm cái chết. Có người lớn tiếng nói. Không sai, thượng quan huynh cùng huyền huynh thần uy ở đây, này Giang Trần cũng không phải người ngu, chỉ sợ sẽ không đến đây. Có người phụ họa. Khó mà nói, ta từng tiến vào băng đảo, tận mắt chứng kiến Giang Trần hung tàn, tuyệt đối không thể xem thường người này, không chút khách khí nói, người này cũng là một người điên, nếu để cho hắn biết được thiên võng hội tin tức, chỉ sợ thực biết trước tới tham gia. Một thanh niên lớn tiếng nói, hắn đã từng tham gia qua băng đảo chuyến đi, tận mắt mục đích Giang Trần chém giết thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông thiên tài, cùng đánh bại Vũ Thông tràng cảnh, sâu biết rõ được Giang Trần lá gan lớn đến bao nhiêu. Không sai, ngày đó ta cũng kiến thức Giang Trần khủng bố, người này to gan lớn mật, không có cái gì là không dám làm. Có người nói theo, phàm là tại băng đảo chi hành được chứng kiến Giang Trần thủ đoạn người, không một không đối Giang Trần đảm lượng cùng thực lực đại gia tăng bồi phục. Đến vừa vặn, nếu là không đến, chúng ta chẳng phải là mất công chuẩn bị, hối hận không thể tham gia băng đảo chuyến đi, không thì, ta nhất định phải gặp một lần hắn. Huyền Ngọc Tử lạnh hừ một tiếng, không có tham gia băng đảo chuyến đi, là hắn lớn nhất tiếc nuối, bây giờ vì Vạn Kiếm Tông uy nghiêm, vì bảo vệ chính mình thiên tài thân phận và địa vị, hắn không thể không ra tay đánh giết Giang Trần, điểm này, hắn cùng thượng quan Nhất Thanh là một dạng. Đúng đấy, chúng ta nhiều người như vậy, sẽ còn e ngại một cái Giang Trần không thành, nếu là hắn đến, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Một cái chiến linh cảnh cao thủ khắp khuôn mặt là tự ngạo. Nếu như ta là Giang Trần, ta nhất định sẽ xuất hiện, đây là thuộc về thiên tài ngạo khí. Thượng quan Nhất Thanh nói ra, này Giang Trần trong tay có một thanh cực kỳ khủng bố kiếm, có thể tùy ý chạm phá tuyệt phẩm chiến binh, bộc phát ra vương giả chi binh uy lực đến, ngày đó hắn cũng là bằng vào thanh kiếm kia, đánh bại thế tử Vũ Thông. Có người nói, không sao, ta đã tại dãy núi này âm thầm bố trí xuống thiên la địa võng đại trận, trận pháp này chính là ta nghiên cứu đã nhiều năm nghiên cứu ra được, liền xem như chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ tiến đến, cũng phải bị vây khốn, Giang Trần kiếm trong tay, sớm muộn cũng sẽ là vật trong túi ta.
Thượng quan Nhất Thanh một mặt cười lạnh. Như thế thần binh lợi khí, rơi xuống một cái không sử dụng kiếm trong tay người, chẳng phải là thật to lãng phí, kiếm này hẳn là quy ta sở hữu. Huyền Ngọc Tử coi trọng quan Nhất Thanh liếc một chút, mở miệng nói ra. Bây giờ Giang Trần còn không có xuất hiện, người đều còn không có giết chết, hai người liền bắt đầu tranh đoạt Giang Trần kiếm trong tay, xem ra trong mắt bọn hắn, Giang Trần đã cùng người chết không hề khác gì nhau. Tốt, kiếm thuộc về người nào vẫn là chờ giết Giang Trần lại nói, ta hiện tại không muốn cùng ngươi tranh đấu. Thượng quan Nhất Thanh quát lạnh một tiếng, bây giờ Giang Trần còn chưa có xuất hiện, hắn không nghĩ tới nội chiến, giết Giang Trần mới là vị thứ nhất, về phần phân chia như thế nào Giang Trần trong tay tài vật, vẫn là chờ giết Giang Trần sau này hãy nói. Hai giờ về sau, hai bóng người từ xa khoảng không bay tới, đứng ở Thiên Nguyên Sơn bên ngoài, chính là Giang Trần cùng tu sĩ kia. Tiểu huynh đệ, phía trước cũng là Thiên Nguyên Sơn. Tu sĩ kia chỉ phía trước hoang mạch nói ra. Đi thôi. Giang Trần gật gật đầu, nhanh chân hướng về phía trước bay đi, rất nhanh, hai người liền tới đến bên trong dãy núi bộ, đã có thể rõ ràng nhìn thấy ngọn núi bên trên tràng cảnh, tại ngọn núi kia bên ngoài cách đó không xa, cũng không ít người ẩn hiện, xem ra là chạy đến nơi đây xem náo nhiệt. Chư vị lần nữa tổ chức thiên võng hội, không có ta sao có thể được đây. Một cái cởi mở thanh âm cắt ngang mọi người uống rượu, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, hướng về cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân ảnh lăng không đi tới, đi đầu một cái thiếu niên áo trắng, trường ôn nhuận như ngọc, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, một đôi mắt sáng ngời tới cực điểm, không ngừng tách ra tinh mang, ở bên cạnh hắn, một cái trung niên tu sĩ toàn thân run rẩy, đó là kích động. Giang Trần, nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng này, có người nhất thời kinh hô lên, làm tại băng đảo họ hàng bên vợ từ gặp qua Giang Trần người, tự nhiên năng với liếc một chút nhận ra trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này thân phận chân chính. Cái gì, hắn cũng là Giang Trần. Nghe được Giang Trần tên, tất cả mọi người soát một chút từ chỗ ngồi đứng lên, bao quát thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử, Huyền Ngọc Tử trong tay kiếm đã ra hiện trong tay hắn, từ trên thân kiếm không ngừng lóe ra hàn mang. Không sai, chính là ta. Giang Trần nhún nhún vai, trên mặt hồn nhiên là không thèm để ý thần sắc. Đứng tại Giang Trần bên cạnh cái kia trung niên tu sĩ lại dọa cho hư, dưới chân hắn một cái lảo đảo, kém chút từ trên không ngã lộn chồng vó xuống, lúc này quay đầu liền chạy, chạy đến nơi xa trong đám người, đầy trán đều là mồ hôi, đơn giản là hoảng sợ vãi cả linh hồn a. Nương, lão tử lại đem Giang Trần cho mang đến. Tu sĩ kia cuồng bóp mồ hôi lạnh, thân thể còn tại kìm lòng không được run rẩy, bây giờ suy nghĩ một chút, người thiếu niên trước mắt này cùng trong truyền thuyết Giang Trần thật đúng là giống như đúc, toàn thân áo trắng, 16-17 tuổi thiếu niên bộ dáng, diện dung tuấn tú. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm tới. Thượng quan Nhất Thanh hơi híp cặp mắt, khó nén bên trong bắn ra tinh mang, hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, thượng hạ dò xét muốn đem Giang Trần nhìn một cái thấu triệt. Đương nhiên, ta nếu là không đến, ngươi chẳng phải là hội rất thất vọng. Giang Trần nói xong, từng bước một hướng về sơn phong đi đến, mấy bước liền đi tới ngọn núi bên trên, trên người hắn không có nửa điểm nguyên lực ba động, lại làm cho người không dám có nửa điểm khinh thị, những cái kia khoảng cách Giang Trần khá gần thần đan cảnh hậu kỳ thiên tài, vậy mà nhìn không được lui lại. Cái gọi là người có danh cây có bóng, Giang Trần cái tên này cũng là một cái chữ hoạt bảng hiệu, người nào không e ngại, riêng là mấy cái kia từng tại băng đảo tự mình được chứng kiến Giang Trần người khủng bố, càng là kinh hồn bạt vía, không có được chứng kiến Giang Trần xuất thủ, vĩnh viễn không biết người thiếu niên trước mắt này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Giang Trần xuất hiện làm nơi rất xa những nguyên bản đó buồn bực ngán ngẩm chờ lấy xem kịch các tu sĩ cũng táo động, từng tia ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân. Đây chính là Giang Trần sao? Nhìn thật sự là tuổi trẻ a, không nghĩ tới hắn vậy mà thật xuất hiện. Xong, nơi này đã bị thượng quan Nhất Thanh bố trí xuống thiên la địa võng, Giang Trần một mình mà đến, cái kia chính là đi tìm cái chết a. Vậy cũng không nhất định, ta nhìn cái này Giang Trần cũng không giống như là cái kẻ ngu, hắn dám xuất hiện ở đây, khẳng định có lấy nhất định thủ đoạn, hãy chờ xem, hôm nay sẽ có một trận ác chiến. Phàm là nghe qua Giang Trần sự tích người đều hiểu, lấy Giang Trần làm người, thế tất yếu đem hôm nay thiên võng hội náo long trời lỡ đất. Giang Trần, không biết ngươi là thật ngốc vẫn là quá mức tự tin, không ngại nói cho ngươi, hôm nay nơi này đã bị ta bố trí xuống thiên la địa võng, đã ngươi đến, vậy liền hoàn toàn lưu lại đi. Thượng quan Nhất Thanh nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc. Đã từng có rất nhiều người đều lưu lại ta, nhưng ta hiện tại vẫn là muốn đi đâu thì đi đó. Giang Trần nói phong khinh vân đạm, hắn tiện tay ở một bên trên bàn đá cầm lấy một cái bầu rượu, uống một hơi cạn sạch, tán một tiếng, hảo tửu. Giang Trần, ngươi một mình đến đây, đảm lượng xác thực để cho người ta bồi phục,
Vì sao không mang tới ngươi mấy cái kia trợ thủ? Thượng quan Nhất Thanh cười lạnh nói. Ta không cần trợ thủ, ta không biết ngươi tụ tập những này thối khoai lang, mục trứng chim ở chỗ này là có ý gì, chẳng lẽ coi là chỉ bằng bọn họ liền có thể cùng ta Giang Trần chống lại sao? Vẫn là nói để cho bọn họ tới chịu chết. Giang Trần chỉ bên người những thần đan đó cảnh thiên mới, không chút khách khí nói ra. Cái này vừa nói, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều cực khó nhìn lên, bọn họ dù sao cũng là các đại thế lực bên trong người nổi bật, khó được nhân vật thiên tài, bây giờ lại bị người nói thành mục khoai lang rút ra xú điều đản, làm sao không tức giận, đơn giản không thể nhìn a. Hỗn trướng, ngươi cho là mình là cái gì, hôm nay nhất định phải để ngươi chết không có chỗ chôn. Một cái tuổi trẻ khí thịnh cái thứ nhất thủ bất nhảy ra, dùng tay chỉ Giang Trần cái mũi quát to, phía sau có Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử cho mình chỗ dựa, cái này khiến người này đảm lượng đề bạt không ít. Đáng tiếc là, hắn quá không rõ Giang Trần. Thật sao? Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, cánh tay nhoáng một cái, như thiểm điện nắm thanh niên kia cái cổ, tốc độ quá nhanh, thanh niên kia liền phản ứng thời cơ đều không có. Trong nháy mắt này, thanh niên kia rốt cục cảm giác được tử vong khí tức, đó là một loại phát ra từ tâm linh hoảng sợ, tại sinh mệnh vẫn là cái cuối cùng trong chốc lát, thanh niên duy nhất tư tưởng cũng là hối hận chính mình vì sao muốn trước tới tham gia cái này thiên võng hội, càng hối hận chính mình vì sao muốn cái thứ nhất đứng ra nói chuyện. Đáng tiếc, hối hận chung quy là vô dụng, trên cái thế giới này có rất nhiều thuốc, thậm chí có thần đan diệu dược, nhưng chính là không có thuốc hối hận. Xoạt xoạt, Giang Trần thủ trưởng hơi hơi dùng lực, bóp chặt lấy thanh niên cái cổ, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn, Giang Trần giết hắn, cùng tiện tay bóp chết một con kiến không có nửa điểm khác nhau. Thanh niên trừng to mắt, thân thể chậm rãi ngã xuống, Giang Trần thu về bàn tay, không tiếp tục nhìn thanh niên này liếc một chút. Xoạt, lần này, tràng diện nhất thời xôn xao, những cái kia đứng tại phía trước nhất thần đan cảnh cao thủ, từng cái kinh hồn bạt vía, hoảng sợ không ngừng lùi lại, đối mặt dạng này một cái giống như ma quỷ thiếu niên. Bọn họ hoàn toàn mất trước khi đi phách lối cùng tự tin, coi như Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử đứng sau lưng bọn họ cũng không có chút nào cảm giác an toàn. Riêng là mấy cái kia đã từng tham gia qua băng đảo chuyến đi, tận mắt chứng kiến qua Giang Trần thủ đoạn người, tâm lý hoảng sợ càng là nồng đậm tới cực điểm, tránh thức cùng Giang Trần đứng tại mặt đối lập, bọn họ mới cảm nhận được còn tựa như núi cao áp lực. Giang Trần, dưới loại tình huống này ngươi còn dám động thủ giết người, xem ra ngươi lá gan thật sự là quá lớn. Huyền Ngọc Tử nâng lên trường kiếm trong tay, nhắm ngay đứng tại đối diện Giang Trần, khí thế của hắn bắt đầu một chút xíu kéo lên, trường kiếm trong tay tách ra từng tầng hàn mang, để cho người ta sợ hãi. Các ngươi hai cái còn với nhìn, bất quá ta thật rất lợi hại không hiểu, các ngươi vì sao muốn triệu tập những người này đi tìm cái chết, hẳn là chỉ là vì thỏa mãn các ngươi cao cao tại thượng dục vọng đi, chỉ là để cho bọn họ tới trong nhờ các người lực thu hút cũng khá, đổi lấy các ngươi cảm giác ưu việt, ta nói đúng à. Giang Trần thấy rõ Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử, hai người làm cái này thiên võng hội căn bản không có nửa điểm tác dụng, nếu quả thật muốn giết mình, đại khách có thể trực tiếp ngạch càng đánh, hoàn toàn không cần hiệu triệu nhiều người như vậy, Giang Trần tin tưởng trong lòng hai người hẳn là rất rõ ràng, những người này xuất hiện, căn bản không giúp đỡ được cái gì. Giang Trần, ở đây đều là ta Thượng quan Nhất Thanh bằng hữu, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi lại sát hại bọn họ. Thượng quan Nhất Thanh hét lớn một tiếng, lời nói này ngược lại là có chút trượng nghĩa, để ở đây trong lòng người dễ chịu không ít. Ha ha, ta nếu như các ngươi, hiện tại tự mau chóng rời đi nơi này, không muốn lùi chuyến này vũng nước đục, ta hiện tại cho các ngươi thời cơ, lập tức rời đi, ta sẽ không giết hắn, không thì, hôm nay liền sẽ theo Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử cùng một kết cục. Giang Trần cười ha ha, ánh mắt liếc nhìn một vòng, hắn đây là đang cho những người này thời cơ. Cái này vừa nói, ở đây người trong nháy mắt xuất hiện một chút dao động, riêng là mấy cái kia tham gia qua băng đảo chuyến đi, bọn họ rất biết Giang Trần khủng bố, nếu như lưu lại, rất có thể tự mất mạng, nói thật, hôm nay có thể xuất hiện ở đây, đại đa số tâm lý đều ôm Giang Trần sẽ không xuất hiện tâm tư mà đến, lời như vậy, bọn họ không cần đối kháng chính diện Giang Trần, còn có thể kết giao đến Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử nhân vật như vậy. Ai có thể ngờ tới, Giang Trần vậy mà xuất hiện, mà lại xuất hiện nhanh như vậy, nhưng lúc này rời đi, đó là càng không khả năng, đắc tội Thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử, bọn họ sau này cũng căn bản không cần lăn lộn. Đến bây giờ, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Thượng quan Nhất Thanh Thiên La Địa Võng đại trận có thể giết chết Giang Trần. Bớt nói nhiều lời, đã đến, cũng không cần đi, tất cả mọi người nghe, lập tức chiếm cứ Thiên La Địa Võng phương vị, hoàn toàn phong tỏa cái này một vùng núi, không cho Giang Trần bất luận cái gì chạy trốn thời cơ. Thượng quan Nhất Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng. Vâng, mọi người xác nhận,
Từng cái hướng về bốn phương tám hướng bay đi, phân biệt chiếm cứ không cùng vị trí, nguyên bản một trận nhẹ nhõm tiệc rượu, trong nháy mắt tựu muốn biến thành hung tàn sát lục chiến trường. Thiên La Địa Võng đại trận, có chút ý tứ, liền để ta xem một chút trận pháp này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, đem chính mình khí thế hoàn toàn phóng thích ra, một cỗ cường hãn khí lãng không ngừng phiêu đáng, cuộn trào chiến ý trực trùng vân tiêu, mạnh mẽ như thế khí thế liền Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử đều chấn kinh, rất khó tưởng tượng, một cái chỉ có thần đan cảnh hậu kỳ người, vậy mà có thể bộc phát ra như thế cuồng bạo khí thế tới. Thượng Quan Nhất Thanh cánh tay nhoáng một cái, một đạo kim sắc linh phù ra hiện trong tay hắn, hắn tiện tay đem linh phù hướng lên ném đi, một cỗ lực lượng truyền vào đến linh phù bên trong. Linh phù trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành điểm điểm kim quang biến mất trong hư không. Ngay tại lúc đó, trong phạm vi mười mấy dặm phía trên dãy núi, xuất hiện một tầng nhàn nhạt màn sáng, trước đó những người kia phân biệt chiếm cứ màn sáng phương vị khác nhau, hoàn toàn đem cái này một mảnh địa vực cho phong tỏa ngăn cản. Xem ra bọn họ còn có chút dùng, đáng tiếc, trận pháp này thực sự rất vụng về, không chịu nổi một kích. Giang Trần tùy tiện nhìn một chút trận pháp, cái gọi là Thiên La Địa Võng. Ở trong mắt Giang Trần lại là trăm ngàn chỗ hở, chỉ cần hắn muốn phá, có mấy chục loại phương pháp đem phá mất. Thượng Quan Nhất Thanh đối với trận pháp một đường xác thực là có chút tạo nghệ, tối thiểu nhất trong thế hệ tuổi trẻ hiếm người có thể cùng sánh vai, nhưng cùng Giang Trần thiên hạ này đệ nhất thánh so ra, chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Thật sao, để ta nhìn ngươi dựa vào cái gì lớn lối như thế? Huyền Ngọc Tử nói xong, trường kiếm trong tay một hồi, một đạo rực rỡ kiếm mang hướng về Giang Trần chém tới, những nơi đi qua hư không đều muốn bị chảm vì làm hai nửa, Vạn Kiếm Tông thiên tài kiếm pháp đều là hàng đầu, bình thường người rất khó tới. Giang Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, khi kiếm quang sắp đến chính mình phụ cận thời điểm, hắn mới đột nhiên nhấn một ngón tay, một cây hoàng kim cự chỉ trống rỗng xuất hiện, cùng kiếm quang đụng vào nhau. Dư ba dập dờn, hủy diệt tính năng lượng dốc sức tản ra đến, đem trước mắt sở hữu bàn đá đều cho công kích vỡ nát. Chiến lực cùng Vũ Thông tương đương. Giang Trần lập tức đánh giá ra Huyền Ngọc Tử chân thực chiến lực, cùng ngày đó Vũ Thông không kém bao nhiêu, liền xem như chính diện chống lại, Giang Trần cũng không sợ chút nào, nếu như tế ra Thiên Thánh Kiếm, hắn có nắm chắc đánh chết. Khai Thiên Trảm, đệ nhất thức. Huyền Ngọc Tử xuất thủ lần nữa, trường kiếm trong tay hoàn toàn hóa thành nhất điều trường long, chém ra một đầu rực rỡ vô cùng cự đại tấm lụa, mang theo khai thiên chi thế, trong chớp mắt tiểu xuất hiện tại Giang Trần phụ cận. Kiếm pháp không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Tốc chiến tốc thắng đi, không có công phu cùng các ngươi chơi. Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, Thiên Thánh Kiếm xuất hiện trong tay, phát ra một tiếng bén nhọn minh rít gào, hắn cái này nói rõ là muốn tốc chiến tốc thắng, chính mình đột nhiên xuất hiện tại Thiên Nguyên Sơn, bản thân đã vượt qua tất cả mọi người đoán trước, nếu như dây dưa thời gian quá dài, nói không chừng sẽ dẫn tới Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông thế hệ trước cao thủ, loại kia kết quả cũng không phải hắn muốn xem đến. Vù vù, Thiên Thánh Kiếm không ngừng chấn động, tản mát ra vù vù thanh âm, tại Giang Trần trong tay vạch ra một đường vòng cung, cùng Huyền Ngọc Tử công kích đụng vào nhau, cường thế Thiên Thánh Kiếm trực tiếp đem Huyền Ngọc Tử công kích phá hủy. Hây! Sau đó, Giang Trần hét lớn một tiếng, giơ lên cao cao Thiên Thánh Kiếm, đối Huyền Ngọc Tử cũng là dữ dội một kiếm, không có chút nào sức tưởng tượng một kiếm, lại nhanh lại vô cùng. Khai Thiên Trảm, đệ nhị thức. Huyền Ngọc Tử lần nữa bạo khởi, thân là Vạn Kiếm Tông đệ nhất thiên tài nhân vật. Hắn kiếm pháp mạnh, không có mấy người có thể so với được. Hư không chấn động, ánh kiếm bảy màu ở trên không tùy ý phiêu đáng, Huyền Ngọc Tử đánh ra một mảnh kiếm vóng, giống như vòng xoáy một dạng tại hình xoắn ốc thức lăn lộn. Nhưng Giang Trần kiếm tựa hồ nặng như vạn tấn, chém bổ xuống đầu, hư không đều bị vạch ra một cái khe hở đi ra, dữ dội bổ vào kiếm vóng phía trên. Ầm ầm, đinh tai nhức óc oanh minh, phía dưới sơn phong trực tiếp bị phá hủy một nửa. Không gì không phá kiếm khí đem Huyền Ngọc Tử kiếm võng trực tiếp phá hủy sạch sẽ, mà một kiếm này năng lượng còn xa xa không có hao hết, còn như thủy triều giã thú một dạng tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh. Bạch bạch bạch. Tại cuốn này bàng bạc đại lực phía dưới, Huyền Ngọc Tử một liền lui về phía sau vài chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân thể mình, nhận lực lượng phản phệ, hắn sắc mặt tái nhợt, thể nội khí huyết bắt đầu không ngừng cuồn cuộn. Làm sao có thể? Huyền Ngọc Tử quá sợ hãi, lấy chính mình chiến lực vậy mà lại thua với một cái thần đan cảnh tiểu tử, đây quả thực giống như nằm mơ. Nhưng là chợt, Huyền Ngọc Tử ánh mắt tựu rơi vào Giang Trần trường kiếm trong tay phía trên, kinh hãi sau khi, còn toát ra một tia tham lam. Quả nhiên là thần binh lợi khí, nếu như không có thanh kiếm này, Giang Trần chưa chắc là đối thủ của ta. Huyền Ngọc Tử đem chỗ có nguyên nhân tất cả thuộc về tại đến Giang Trần kiếm trong tay bên trên.
Kẻ này quả nhiên cùng nói một dạng lợi hại, Huyền Ngọc Tử, người ta liên thủ. Kiến thức đến Giang Trần khủng bố về sau, Thượng quan Nhất Thanh cũng không dám lại chậm trễ chút nào, thân thể của hắn lăng không mà đi, khoanh chân ngồi trong hư không, tại hắn hai chân trước, xuất hiện một tấm màu hồng cổ cầm. Dây đàn bén nhọn, còn như dao, đây chính là Thượng quan Nhất Thanh chiến binh. Thượng quan Nhất Thanh hai tay đặt ở cầm trên dây, ngón tay ba động dây đàn, mỹ diệu thanh âm nhất thời ở trong dãy núi vang lên, nghe thanh thúy uyển chuyển, cực làm êm tai. Ta từ đánh đàn hướng thiên tiếu. Đột nhiên, tiếng đàn khí thế nhất chuyển, từng đạo thanh âm giống như phiên giang đảo hải một dạng điên cuồng từ dây đàn bên trong phun ra, mênh mông cuồn cuộn, uy thế mười phần, mỗi một đạo thanh âm đều giống như một thanh dao nhọn, sắc bén tới cực điểm. Tiếng đàn này chẳng những có cực mạnh lực công kích, âm sắc bản thân sẽ còn đối với địch nhân thức hải tiến hành công kích, kinh khủng phi thường. Khai thiên trảm, đệ tam thức. Một bên khác, Huyền Ngọc Tử cũng xuất thủ lần nữa, trường kiếm trong tay giống như sống tới một dạng, vô số kiếm quang nhộn nhạo lên, trực tiếp hình thành óng ánh khắp nơi kiếm hải. Kiếm châu hai đại thiên tài lần đầu tiên liên hợp, đã từng đối thủ hai người, phối hợp lại thường thường hội càng thêm ăn ý, trong lúc nhất thời, âm ba cùng kiếm hải phổ thiên đậy lại mà đến, những nơi đi qua, sơn phong sụp đổ, đá vụn lan lộn. Hừ, tại ta thiên thánh dưới thân kiếm, không có cái gì là không thể phá hủy. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn đem thiên thánh kiếm tiện tay ném đi, thiên thánh kiếm trong nháy mắt hóa thành mấy lần đại kiếm, sau đó, mấy cái thanh đại kiếm trong nháy mắt biến thành thành trên ngàn bách kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều cùng thiên thánh kiếm bản thân giống như đúc, vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn lại, căn bản nhìn không ra cái nào mới là thiên thánh kiếm bản thể. Siêu siêu siêu, thiên thánh kiếm huyễn hóa ra đến vô số kiếm ảnh, hóa thành một đạo đường rực rỡ lưu quang, tại toàn bộ phía trên không dãy núi chạy như bay, uyển như một thanh đem kinh thiên động địa thiên kiếm, làm lòng người rét lạnh. Khanh khanh khanh, ầm ầm, kiếm hải xen lẫn, lại cùng âm ba phát sinh va chạm, toàn bộ tràng diện đều bạo ngược đứng lên, đầu tiên là va chạm ra tiếng leng keng, tia lửa bốn phía, sau cùng càng là một tiếng bạo phá thanh âm, phía dưới một ngọn núi bị phá hủy một nửa. Khiếu, thiên thánh kiếm bản thể lần nữa phát ra một tiếng lệ khiếu, đại kiếm được trao cho linh tính, trằn trọc mà quay về, rơi xuống Giang Trần trong tay. Một bên khác, Huyền Ngọc Tử lần nữa lui mấy bước, sắc mặt càng thêm khó coi, thượng quan nhất thanh dây đàn trực tiếp đoạn một cây. Đây là hắn yêu mến nhất chiến binh, này bình thường hiếm người địch, không nghĩ tới hôm nay đối đầu Giang Trần, vẹn vẹn một lần đối bính, cổ cầm tự xuất hiện vết sách. Tình hình chiến đấu lên tựu kịch liệt như thế, nhưng kết cục càng làm cho người hoàn toàn không tưởng tượng nổi, những cái kia đứng tại Thiên Nguyên Sơn bên ngoài vây xem tu sĩ, cả đám đều chấn kinh mất hồn mất vía, càng là trước kia mang theo Giang Trần mà đến tu sĩ kia, càng là hung hăng lau mồ hôi. Lão Thiên, người này đến cái kia mạnh bao nhiêu, lấy một địch hai lại còn có thể chiếm được thượng phong. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không thể tin tưởng a. Rất hung tàn, quá khỏe khoắn, hắn có vẻ như còn không có chiến linh cảnh, so với thiên tư, Giang Trần mới hẳn là Đông Đại Lục đời mới đệ nhất nhân đi. Xem đi, chiến đấu vừa mới bắt đầu, còn xa xa không có kết thúc đây, thượng quan nhất thanh thiên la địa võng đại trận còn chưa sử dụng, nghe nói đại trận này cũng là phi thường khủng bố, có thể đem chiến lược tăng thêm. Tất cả mọi người cảm thấy hôm nay không có uổng phí đến. Chứng kiến dạng này một trận trò vui, tận mắt chứng kiến Giang Trần cường thế cùng dùng lỗ tai nghe nói, mang đến rung động là hoàn toàn không giống. Những thủ hộ đó tại thiên la địa võng đại trận các cái phương vị các tu sĩ, từng cái sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, bọn họ như thế nào cũng là không nghĩ tới Giang Trần hội cường thế đến trình độ như thế này, bọn họ vốn. Coi là thượng quan nhất thanh cùng Huyền Ngọc Tử liên hợp, tất nhiên có thể đem Giang Trần chém thành muôn mảnh, lại chỗ nào nghĩ đến hội là như thế này kết cục. Kiếm châu hai đại thiên tài liên hợp, lại còn muốn bị đối phương áp chế. Người này chiến lực cùng chúng ta tương đương, trong tay hắn kiếm quá lợi hại. Huyền Ngọc Tử nói ra, thanh kiếm này rơi trong tay hắn, đơn giản cũng là vô cùng lãng phí. Thượng quan nhất thanh trong mắt cũng toát ra vẻ tham lam, thiên thánh kiếm cường thế, đủ để có thể so với bình thường vương giả chi binh, cái này để bọn hắn làm sao không tham lam. Nghe ta hiệu lệnh, thượng thiên vô lộ, hạ địa vô môn, thiên la địa võng. Thượng quan nhất thanh đột nhiên bạo khởi, hắn hét lớn một tiếng, cả người khí tức đều cùng thiên la địa võng đại trận liên hợp đến cùng một chỗ, ngay tại lúc đó, một từng chùm sáng từ những cái kia đứng tại phương vị khác nhau tu sĩ trên thân tràn ra, phân biệt rơi vào thượng quan nhất thanh cùng Huyền Ngọc Tử trên thân. Ong ong, hư không chấn động, hai người bên ngoài thân bên ngoài, khắp nơi đều là cổ động năng lượng đang lăn lộn, thượng quan nhất thanh lợi dụng thiên la địa võng đại trận. Đem ở đây tất cả mọi người chiến lực trong thời gian ngắn toàn bộ dung nhập vào hắn cùng Huyền Ngọc Tử thể nội,
Như vậy tăng thêm phía dưới, hai người tổng hợp chiến lực chí ít tăng lên gấp đôi. Cầm Huyền Hòa Sắc, Loan Phượng Tề Minh. Thượng Quan Nhất Thanh ôm lấy cổ Cầm, bắn ra không giống nhau âm ba, này âm vừa ra, Xuân Phong đắc ý, đầy trời đều là thải quang, giống như điểm lành buông xuống một dạng, nhưng này chút thải quang lại là hủy diệt tính, có cực mạnh lực công kích, mà lại, cỗ này êm tai cầm âm, giống như tránh thức ma âm một dạng, một khi tiến vào người thức hải, liền sẽ dập dần tâm thần định nhân, để cho người ta xuất hiện ngắn ngủi thất thần, tại chân chính cao thủ trong quyết đấu, ngắn ngủi thất thần không thể nghi ngờ cũng là chí mạng. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thiên thánh kiếm chém ra rực rỡ kiếm mang, cùng cầm âm thải quang đụng vào nhau, đồng thời, hắn vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, đem chính mình thức hải cùng linh hồn hoàn toàn bảo vệ, căn bản không cho những cầm âm đó nhích lại gần mình thời cơ. Bá Thế Trảm, thực lực tăng vọt gấp đôi, Huyền Ngọc Tử cũng xuất thủ, một kiếm chém ra, có bá vương lâm thế khí thế, vô biên kiếm hải nhộn nhạo lên, đem cái này một mảnh chiến trường đều bao phủ lại. Ha ha, tới đi. Giang Trần cười ha ha, chiến ý vô song, hắn ưa thích loại này nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, mỗi lần trong đắm chìm, chiến huyết đều có một loại thiêu đốt cảm giác, đó là một loại thiết huyết đàn ông tình hoài, độc chiến thiên hạ. Thiên Thánh Kiếm chính là Giang Trần bản mệnh chiến binh, cùng Giang Trần bản mệnh tương liên, tùy thời có thể làm được nhân kiếm hợp nhất, liền giống với hiện tại, Giang Trần cùng Thiên Thánh Kiếm tựu là chân chính nhân kiếm hợp nhất, thường thường Giang Trần một cái ý niệm trong đầu, Thiên Thánh Kiếm liền đã làm ra phản ứng, đây mới là người cùng chiến binh ở giữa hoàn mỹ nhất phối hợp. Ầm ầm, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chiến đấu ba động bốn phía ra, đánh hôn thiên ám địa, toàn bộ Thiên Nguyên Sơn đều nhanh muốn bị đánh nát, những cái kia đứng ở bên ngoài quan chiến các tu sĩ, từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn họ không ngừng lùi lại, sợ bị khủng bố như vậy chiến đấu dư ba cho trùng kích đến, đó cũng không phải là đùa giỡn, lấy về phần bọn hắn chỉ có thể đứng ở rời xa Thiên Nguyên Sơn bên ngoài mười mấy dặm trong hư không xem chừng. Kịch đấu phảng phất không dừng được, vài phút về sau, ba người mới riêng phần mình dừng tay, Giang Trần so lúc trước vị trí lui lại mấy bước, không thể không nói, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử chiến lược đồng đều tăng lên gấp đôi về sau, lại thêm giữa hai người phối hợp coi như ăn ý, đã có thể thay đổi cục thế. Giang Trần coi như ỷ vào Thiên Thánh Kiếm, nhưng cũng không phải thiên hạ vô địch, dưới loại tình huống này lấy một địch hai, thật sự là có chút cố hết sức, phe này đối chiến xuống tới, chính mình lại là rơi xuống hạ phong. Dù vậy, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử tâm lý chấn kinh cũng là giống như nghiêng trời lệch đất, Giang Trần cường đại vượt xa khỏi bọn họ đoán trước, bọn họ đã dung hợp đại trận, mà lại là lấy hai chọi một tình huống dưới, vậy mà cũng chỉ là chiếm thượng phong mà thôi, khẽ đảo kịch đấu xuống tới, liền cho Giang Trần lưu lại chút điểm thương thế đều không có. Tiếp tục xuất thủ, hôm nay nhất định phải đem hắn lưu lại. Huyền Ngọc Tử lớn tiếng nói, ha ha, Giang Trần, ta thừa nhận ngươi chiến lược rất mạnh, nhưng hôm nay lại chạy không thoát ta cái này thiên la địa võng đại trận, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tiếp tục đánh xuống, ngươi bị chúng ta đánh giết cũng là sớm tối sự tình. Thượng Quan Nhất Thanh cười to nói, thật sao? Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn thân thể nhoáng một cái, tốc độ cực nhanh, xoát một chút tiểu xuất hiện tại thiên la địa võng đại trận một cái tu sĩ trước người. Phốc phốc, tu sĩ kia hoảng hốt, nhưng còn chưa kịp phản ứng, liền bị Giang Trần một kiếm gọt sạch đầu lâu, chết thảm tại chỗ, thi thể từ trên không rơi xuống, sau đó, Giang Trần tốc độ không giảm, hướng về người thứ hai đánh tới. Hắn đã nhìn ra, hôm nay muốn giết Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử, trước hết phá mất cái này thiên la địa võng đại trận, trước hết giết những người này, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử liền không chiếm được lực lượng tăng thêm, chính mình liền có thể toàn lực phía dưới đem hai người đánh giết. Giang Trần không muốn lại trì hoãn thời gian, chiến đấu kéo dài thời gian càng dài, đối với mình càng là không có lợi. Giang Trần động tác quá nhanh, khi mọi người kịp phản ứng lúc đợi, đã có ba người chết tại Giang Trần dưới kiếm, thiên la địa võng đại trận hoàn toàn bị Thượng Quan Nhất Thanh trưởng khống, đứng tại những cái kia phương vị bên trong mỗi một cái tu sĩ, đều có thể đạt được lực lượng tăng thêm, tới Giang Trần, nhưng Thượng Quan Nhất Thanh cũng không nghĩ tới Giang Trần lại đột nhiên đến chiêu này, ngay cả mình đều chưa kịp xuất thủ ngăn cản. Hỗn trướng! Thượng Quan Nhất Thanh giận dữ, hắn cùng Huyền Ngọc Tử đột nhiên vọt lên, tiền hậu giáp kích, đem Giang Trần hạng ở trung tâm, không cho Giang Trần tiếp tục giết nhân cơ hội, nếu để cho Giang Trần dạng này tiếp tục kéo dài, tổn thất tựu lớn. Lang ảnh cửu biến. Giang Trần khẽ quát một tiếng, chín đạo ảo ảnh xoát một chút xuất hiện, trong lúc nhất thời xuất hiện nhiều như vậy Giang Trần, tựu liền Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử đều xuất hiện ngắn ngủi ngây người, mà liền tại hai người ngây người thời khắc, Giang Trần chân thân đã lóe ra qua, đi vào bên trong một cái chiến linh cảnh cao thủ phụ cận. Chết đi. Giang Trần xuất thủ vô tình, thiên thánh kiếm giơ lên cao cao, sinh chém mạnh xuống,
Này chiến linh cảnh cao thủ trong nháy mắt này, cũng là đạt được lực lượng tăng thêm, bản thân chiến lực chí ít trong nháy mắt tăng lên gấp ba nhiều. Đáng tiếc, một cái chiến linh cảnh sơ kỳ thiên tài, coi như chiến lực đề bạt gấp 5 lần, cũng căn bản không phải Giang Trần đối thủ. Phốc phốc, một kiếm, liền đem này chiến linh cảnh cao thủ chảm vì làm hai nửa, chết thảm tại chỗ. Xoát xoát xoát, không đợi Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử kịp phản ứng, Giang Trần lần nữa thi triển lang ảnh cửu biến, trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Nguyên Sơn chi thượng khắp nơi đều là Giang Trần ảo ảnh, để cho người ta nhìn hoa mắt. Đây là cái gì thân pháp? Huyền Ngọc Tử mắng to. À, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cái khác chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ chết tại Giang Trần dưới kiếm, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử rõ ràng có thể cảm nhận được trên người mình lực lượng tăng thêm chính đang không ngừng yếu bớt. Sau đó tràng cảnh đơn giản cũng là những cái kia chiếm cứ thiên la địa võng phương vị thiên tài tận thế, Giang Trần chân thân lần lượt tránh né mất Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử công kích, ra hiện tại bọn hắn phụ cận, mặc dù bọn hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Giang Trần mỗi một lần xuất thủ đều là đại biểu cho bọn họ diệt vong. Rất nhanh, tựu có mười mấy người chết tại Giang Trần trong tay, Giang Trần thật giống như một cái tới từ địa ngục bên trong lấy mạng ma vương một dạng, đi tới chỗ nào liền phải chết. Ta tìm tới hắn chân thân. Thượng Quan Nhất Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn khóa chặt Giang Trần chân thân, cùng Huyền Ngọc Tử hai người vội vàng xuất thủ. Ha ha, đã xong. Giang Trần cười ha ha, Thượng Quan Nhất Thanh phát hiện mình chân thân lại như thế nào, hết thảy đều quá muộn, thiên la địa võng trung tâm tại Thượng Quan Nhất Thanh trên thân, nhưng mất đi nhiều người như vậy trèo trống, thiên la địa võng đại trận đã xuất hiện lơi lỏng cùng vết nứt, đối Giang Trần không còn có nửa điểm uy hiếp. Cậy mạnh phá ngươi đại trận, cho ta nát. Giang Trần quát lên một tiếng lớn, giống như một đầu báo nổi hùng sư một dạng, cao cao cử khởi trong tay thiên thánh kiếm, đối phía trên màn sáng tựu chém tới. Xoẹt! Thiên thánh kiếm không gì không phá, lại thêm Giang Trần 4.500 đầu long văn gia trì, màn sáng căn bản ngăn cản không nổi, bị trực tiếp xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Hây! Giang Trần lần nữa quát lên một tiếng lớn, từng đầu long văn phiêu đáng ở trên trời thánh kiếm bên ngoài, giống như thủy triều năng lượng từ Giang Trần thể nổi phun ra, xinh xinh đem màn sáng cho xé thành phấn vụn. Ken két, một cái phương vị bị xé nứt, toàn bộ đại trận tự hoàn toàn hủy, cự đại màn sáng bắt đầu phát ra ken két thanh âm, khắp nơi đều là vết nứt, sau đó, oanh một tiếng, trận pháp hoàn toàn vỡ vụn. Phốc, a, à, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, những nguyên bản đó giữ vững đại trận phương vị các thiên tài, từng cái phun máu tươi tung tóe, nhao nhao từ trên không rơi xuống dưới, có người phản ứng tương đối nhanh, cuống quýt bên trong ổn định thân thể, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Trước đó, bọn họ đem chính mình chỗ có tâm thần đều dung nhập vào trong đại trận, có thể nói, bọn họ tất cả mọi người đã cùng thiên la địa võng đại trận dung hợp một chỗ, bọn họ đã cùng đại trận có vinh cùng vinh, một hủy đều hủy. Giờ phút này, thiên la địa võng đại trận bị Giang Trần hoàn toàn vỡ nát, những thiên tài kia tự nhiên nhận đến từ đại trận bản thân mãnh liệt phản phệ, loại này lực phản là hủy diệt tính, không có ngay tại chỗ chết thảm đã tính toán không tệ, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực là khẳng định, sau khi trở về ít nhất phải tu dưỡng 2-3 tháng mới có thể khôi phục lại. Tự liền cách đó không xa Huyền Ngọc Tử cũng nhận cực kỳ chấn động mạnh động, thân thể hướng về sau không ngừng lùi lại, rời khỏi vài chục trượng mới ổn định lại, ngược lại là thiên la địa võng đại trận trung tâm Thượng Quan Nhất Thanh một chút sự tình không, sắc mặt bình tĩnh như trước. Ngươi vậy mà không có việc gì. Giang Trần nhắm lại hai mắt, thật không thể tin nhìn lấy Thượng Quan Nhất Thanh, thiên la địa võng xuất từ Thượng Quan Nhất Thanh chi thủ, bản thân càng là để Thượng Quan Nhất Thanh làm trung tâm, nếu như đại trận bị hủy, nhận phản phệ mạnh nhất liền hẳn là Thượng Quan Nhất Thanh. Nhưng bây giờ người khác nhận cực lớn phản phệ, ngược lại Thượng Quan Nhất Thanh một chút sự tình không, cái này quá không bình thường. Giang Trần, không thể không nói, ngươi cường đại thật sự là vượt qua ta tưởng tượng, bất quá ngươi cho rằng ta tựu điểm ấy chuẩn bị sao? Thượng Quan Nhất Thanh một mặt cười lạnh. Xem ra thiên la địa võng đại trận bị ngươi chia làm hai bộ phận, trước đó bị ta phá hủy, tính không được tránh thức thiên la địa võng đại trận. Giang Trần nói, ngươi quả nhiên rất lợi hại thông minh, nói cho ngươi, tránh thức thiên la địa võng đại trận là nơi này. Thượng Quan Nhất Thanh lật bàn tay một cái, xuất hiện lần nữa một chương kim sắc linh phù kia tại hắn trên lòng bàn tay không ngừng phiêu đáng, lộ ra đến mức dị thường thần dị. Giang Trần, tiếp xuống liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta tránh thức lợi hại. Thượng Quan Nhất Thanh cười lạnh liên tục, linh phù bị hắn dùng lực nắm nát, hóa thành một đạo đạo kim quang dung nhập vào trong thân thể của hắn, chợt, chỉ nghe một tiếng ầm vang, toàn bộ Thiên Nguyên Sơn đều tại run rẩy theo. Ầm ầm, từng đạo thổ cột sáng vàng từ Thiên Nguyên Sơn chung quanh vọt lên,
trong nháy mắt đem trọn cái Thiên Nguyên Sơn đều cho vây khốn, hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Đại địa chi lực. Giang Trần ánh mắt run lên, những quang trụ đó lại là đại địa bản nguyên lực lượng, cái này Thượng Quan Nhất Thanh vậy mà câu thông đại địa lực lượng cho mình dùng, cái này ít nhiều khiến Giang Trần có chút giận mình. Ha ha, Giang Trần, sợ hãi à, nói cho ngươi, đây mới thực sự là thiên la địa võng, ta trước đó đã tìm được Thiên Nguyên Sơn người địa mạch, bố trí xuống tinh diệu trận pháp, bây giờ, toàn bộ Thiên Nguyên Đan đại địa lực lượng đều có thể làm việc cho ta, toàn bộ sơn mạch lực lượng ta đều có thể tùy ý điều động, đừng nói là ngươi, liền xem như một cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng phải chết tại trên tay của ta. Thượng Quan Nhất Thanh cười ha ha, hắn vừa dứt lời, từng đạo quang trụ liền hướng về trong cơ thể hắn vòn mạnh mà đến, trong nháy mắt, Thượng Quan Nhất Thanh chiến lực tự trọn vẹn tăng lên gấp ba nhiều, cái này cũng chưa tính cái gì, Thượng Quan Nhất Thanh bản thân càng là có thể khống chế sơn mạch lực lượng, cái này thực sự quá kinh khủng. Thượng Quan Nhất Thanh, nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi chiêu này, có phải là vì Huyền Ngọc Tử chuẩn bị đi, nhất tiến song điêu, đây là mưu kế hay a, quả nhiên đủ hung ác, với độc ác. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra. Lời này vừa nói ra, hậu phương Huyền Ngọc Tử sắc mặt trong nháy mắt biến, ánh mắt của hắn còn như dao, xoát một chút rơi tại Thượng Quan Nhất Thanh trên thân, Giang Trần lời nói thật đúng là nhắc nhở chính mình, làm nửa ngày, cái này ẩn tàng thiên la địa võng đại trận, không phải vì Giang Trần chuẩn bị, mà chính là chuẩn bị cho mình. Sự tình đã rất rõ ràng, dựa theo nguyên lai đoán chừng, trước đó thiên la địa võng đại trận, cũng đủ để đem Giang Trần đưa vào chỗ chết, Thượng Quan Nhất Thanh hoàn toàn không cần thiết chuẩn bị còn lại những này, nhưng Thượng Quan Nhất Thanh lại chăm chú chuẩn bị, cái này ý đồ thực sự rất rõ ràng lộ ra, một khi giết chết Giang Trần về sau, Thượng Quan Nhất Thanh tựu sẽ vận dụng vùng núi này lực lượng giết chết chính mình, nhất cử diệt trừ chính mình hai cái kình địch, còn có thể đạt được Giang Trần trong tay sở hữu tài phú. Dạng này tính toán, quả nhiên là đánh cực kỳ vang dội a. Tốt, Thượng Quan Nhất Thanh, không nghĩ tới ngươi ngay cả ta cũng cùng tính một lượt mà tính, cùng ngươi liên minh, thật sự là mù ta Huyền Ngọc Tử mắt. Huyền Ngọc Tử trên mặt khó mà che giấu phẫn nộ, loại kia bị tính kế cảm giác, để hắn cảm giác được vô cùng khó chịu cùng biệt khuất. Huyền Ngọc Tử, ngươi đừng nghe Giang Trần nói mò, đây là ta chuẩn bị đối phó Giang Trần chuẩn bị ở sau. Thượng Quan Nhất Thanh giải thích nói. Cho cười, nếu như là ngươi chuẩn bị ở sau, vì sao không nói cho ta biết trước, đừng nói cho ta giấu giếm ta là vì ta tốt, vẫn là trước ngươi tự liệu định Giang Trần cường thế như vậy. Huyền Ngọc Tử hoàn toàn nổi giận, ở cái này vốn hẳn nên cùng chung mối thù thời khắc, hắn lại có một loại muốn xuất thủ giết Thượng Quan Nhất Thanh tâm tư, có thể tưởng tượng, nếu như trước đó Giang Trần bị giết chết, hiện tại tựu đến phiên chính mình, dạng này âm hiểm tính kế, để Huyền Ngọc Tử đối Thượng Quan Nhất Thanh hận ý, trong nháy mắt siêu qua Giang Trần. Ha ha, Huyền Ngọc Tử, đã bị các ngươi xem thấu, vậy ta Thượng Quan Nhất Thanh cũng không có cái gì bất dám thừa nhận, không sai, chiêu này chính là vì ngươi Huyền Ngọc Tử chuẩn bị, tốt đẹp như vậy thời cơ, ta há có thể bỏ lỡ giết các ngươi cái này hai đại kình địch, để cho ta không nghĩ tới là, trước đó vậy mà không thể giết chết Giang Trần, còn để Giang Trần phá vỡ ta trận pháp, bất quá bây giờ cũng giống vậy, ta hiện tại trường khống toàn bộ sơn mạch lực lượng, các ngươi hai cái đều phải chết. Nơi này hết thảy đều bị phong tỏa, các ngươi người nào cũng đừng hòng chạy đi. Thượng Quan Nhất Thanh lên tiếng cuồng tiếu, tiếng cười ở trong tràn ngập đắc ý, hôm nay bố trí hết thảy, chính là vì diệt trừ Giang Trần cùng Huyền Ngọc Tử. Huyền Ngọc Tử, có nghe hay không, Thượng Quan Nhất Thanh mới sẽ không vô duyên vô cớ làm cái này thiên võng hội, bởi vì hắn căn bản cũng không biết ta Giang Trần hội sẽ không xuất hiện, hiện tại xem ra, coi như ta không xuất hiện, Thượng Quan Nhất Thanh cũng sẽ không lãng phí thời giờ, bởi vì hắn còn có thể giết ngươi. Giang Trần lớn tiếng nói, hắn rất muốn nhìn một chút Huyền Ngọc Tử cái này Vạn Kiếm Tông thiên tài bạo giận lên bộ dáng, để cho địch nhân tự giết lẫn nhau, cũng là một loại khoái ý. Khai Thiên Trảm. Huyền Ngọc Tử hét to một thân, tiếng quát to này, mang theo như tê liệt lửa giận, điên cuồng một kiếm tiểu chém ra qua, bất quá, hắn lần này chém giết người yêu không phải Giang Trần, mà chính là hắn minh hữu Thượng Quan Nhất Thanh. Huyền Ngọc Tử hoàn toàn nổi giận, trước đó chưa từng có phẫn nộ, nguyên bản mình mới là cái thứ nhất bị thiết kế nhân vật. Soạt, một mảnh kiếm võng trong chớp mắt liền đến Thượng Quan Nhất Thanh phụ cận, Thượng Quan Nhất Thanh không có nửa điểm e ngại, hắn tiện tay một điểm, nhất điều trường long bản năng lượng quang trụ nhất thời hướng về Huyền Ngọc Tử đánh tới. Ầm ầm, đại địa lực lượng cùng Huyền Ngọc Tử khai thiên chạm đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa oanh minh thanh âm, địa dưới một ngọn núi trực tiếp vỡ nát. Vỡ nát đá cuội đều bị Thượng Quan Nhất Thanh cho khống chế, hóa thành bạo ngược cuồng phong hướng về Huyền Ngọc Tử đánh tới. Đại lực lực lượng thực sự quá mạnh, cơ hồ khống chế toàn bộ sơn mạch lực lượng, Huyền Ngọc Tử quá sợ hãi, trường kiếm trong tay không ngừng múa, làm ra bản thân toàn thân lực lượng,
mới đưa một kích này cho chống đỡ đỡ được, nhưng sắc mặt lại khó coi tới cực điểm. Ha ha, Huyền Ngọc Tử, tại ngày này Nguyên Sơn bên trong, ta chính là chúa tể tuyệt đối, ngươi hôm nay phải chết, Giang Trần cũng phải chết, các ngươi đều sẽ thành ta thượng quan nhất thanh tiến lên trên đường bàn đạp, các ngươi chỉ là pháo hôi thôi, ta mới là Đông Đại Lục đời mới đệ nhất nhân. Thượng quan nhất thanh tóc đen tung bay, cả người phách lối cuồng vọng tới cực điểm, chi phối đại địa lực lượng, để hắn có một loại chi phối cảm giác, loại kia cường đại, đơn giản để hắn si mê. Lão Thiên, cái này phát sinh cái gì? Thượng quan nhất thanh vì sao đột nhiên biến cường thế như vậy? Cái này thượng quan nhất thanh thực sự thật đáng sợ, tâm cơ vậy mà thâm trầm đến trình độ như thế này, liền đồng minh mình đều tính kế ở bên trong, này người tinh thông trận pháp, bây giờ đã trưởng khống toàn bộ Thiên Nguyên Sơn lực lượng, mượn nhờ đại địa chi lực, thực sự quá kinh khủng, xem ra, hôm nay không đơn thuần là Giang Trần, liền Huyền Ngọc Tử đều muốn chôn vùi ở chỗ này. Đúng vậy a, không nghĩ tới thượng quan nhất thanh tàn nhẫn như vậy, cùng dạng này người kết giao, thật sự là một chuyện vô cùng nguy hiểm sự tình. Đứng tại Thiên Nguyên Sơn bên ngoài quan chiến người đều thổn thức không thôi, ai có thể nghĩ tới tình hình chiến đấu hội trong nháy mắt biến thành dạng này, nguyên lai Minh Hữu đột nhiên biến thành cựu địch, tràng diện càng thêm hỗn loạn. Đại địa lực lượng sao? Đáng tiếc chỉ là cái này một mảnh hoang bại sơn mạch mà thôi, liền xem như mượn nhờ đại địa lực lượng, lấy thực lực ngươi, cũng trưởng khống không bao nhiêu. Giang Trần cười lạnh nói, giết ngươi cũng đủ. Thượng quan nhất thanh thủ trưởng vung lên, một cỗ đại địa chi lực ngưng tụ ra long hình, bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, hướng về Giang Trần tựu vồ giết tới, này long hình những nơi đi qua, vỡ nát sơn phong, đá vụn đều bị cuốn lại, trực tiếp nhấc lên cuồng bạo long quyển phong. Tới đi! Giang Trần sừng sững không sợ, thiên thánh kiếm nhảy lên kịch liệt lấy, tựa hồ tại nghênh đón để nó hưng phấn chiến đấu, từng đầu long văn đem thiên thánh kiếm bao trùm ở, tại Giang Trần khống chế xuống, thiên thánh kiếm thân kiếm đột nhiên tăng vọt, trong chớp mắt biến thành vài chục trượng lớn nhỏ, năng lượng sôi trào, gào thét chém ra. Ầm ầm, thiên thánh kiếm đem này một cỗ đại địa chi lực xé rách, nhưng là chợt, thượng quan nhất thanh tụ lại ngưng tụ ra mấy cỗ đại địa chi lực, hướng về Giang Trần vọt mạnh mà đến, một bên khác, Huyền Ngọc Tử cũng xuất thủ lần nữa, nhưng tương tự bị đại địa chi lực cho ngăn cản. Nguyên bản cựu địch trạng thái Giang Trần cùng Huyền Ngọc Tử, lúc này vậy mà liên hợp đánh giết thượng quan nhất thanh đến, dạng này tình hình chiến đấu cũng là để cho người ta say. Ha ha, các ngươi hôm nay chết chắc. Thượng quan nhất thanh thần uy cái thế, một cái ý niệm liền có thể điều động đại địa chi lực, lấy một địch hai tình huống dưới, vẫn như cũ chiếm thượng phong, Giang Trần cả người bị phong bảo vây khốn, trong lúc nhất thời vậy mà cũng là không vọt ra được. Ầm ầm, toàn bộ thiên nguyên đan đều cuồng bạo, cắt bay đá chạy, cơn bão năng lượng ở trên không không ngừng tàn phá bừa bãi, nghiễm nhiên chính là một bộ ngày tận thế cảnh tượng, nơi xa quan chiến người đều là sắc mặt tái nhợt, trên mặt toát ra nồng đậm e ngại, rất khó tưởng tượng, kinh khủng như vậy chiến trường, nếu như là bọn họ tiến vào bên trong, chỉ sợ lập tức liền muốn bị rào sát thành hư vô. A, à, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ thiên nguyên sơn phía dưới khắp ngõ ngách ra vang lên, một cái thần đan cảnh hậu kỳ thiên tài nhận sóng năng lượng cùng tại chỗ bị rào sát thành bột mịn. Giờ phút này, những cái kia trước đó hướng về phía thượng quan nhất thanh cùng Huyền Ngọc Tử danh khí mà tới tham gia thiên võng hội các thiên tài, toàn bộ trở thành đợi làm thịt cừu non, bọn họ vốn là đã bị thương thật nặng, chỉ có thể cuốn rúc vào Thiên Nguyên Sơn ẩn nấp địa phương, nhưng bây giờ ba người đại chiến đã đem toàn bộ Thiên Nguyên Sơn đều tàn phá bừa bãi, bọn họ liền ẩn thân địa phương đều không có, này khủng bố chiến đấu ba động, chỉ là dư ba đều không phải là bọn họ có thể chống lại. Có người bị tác động đến về sau, tại chỗ tựu chết thảm. Thượng quan huynh, xin mở ra một cái khe để cho chúng ta ra ngoài. Có người đối trên không thượng quan nhất thanh hô to, bây giờ toàn bộ Thiên Nguyên Sơn đều bị thượng quan nhất thanh phong tỏa, bọn họ trước đó từ trên không ngã xuống, còn chưa kịp đi ra ngoài liền bị hoàn toàn vây khốn, mắt thấy nơi này hết thảy đều muốn hủy diệt tại trong chiến đấu, bọn họ nếu là hiện tại không đi, liền muốn toàn bộ táng thân vu thử, biến thành cùng những đá vụn đó kết cục giống nhau. Thượng quan nhất thanh kịch chiến Giang Trần cùng Huyền Ngọc Tử, nơi nào có công phu qua quản những người kia chết sống, để hắn triệt tiêu trận pháp khe hở, càng là không thể nào, thượng quan nhất thanh thật vất vả mới bày xuống đại trận, đem Giang Trần cùng Huyền Ngọc Tử cho vây khốn, một khi triệt tiêu, vậy liền thất bại trong gang tấc. Nếu như hắn không thể mượn nhờ đại địa chi lực, Giang Trần cùng Huyền Ngọc Tử có thể bắt hắn cho xé nát. A, à, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, theo tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, lại có một thiên tài chết oan chết uổng, liền thân thể đều bị hoàn toàn xé rách, bị rào sát máu thịt be bét, chết quá thê thảm. Thượng quan huynh, chúng ta vốn là tới giúp ngươi, hy vọng ngươi thả chúng ta một con đường sống. Có nhân đại hô, không có người muốn chết, riêng là loại này không có chút ý nghĩa nào kiểu chết. Thượng quan nhất thanh,
Ngươi vậy mà hoàn toàn không để ý chúng ta chết sống, không khỏi quá nhẫn tâm đi. Có người thụ bất, tiếp tục như vậy bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, vốn là bản thân bị trọng thương bọn họ, căn bản không chịu nổi những này dư ba trùng kích. Đến lúc này, rất nhiều người trong lòng vẫn là hối hận tới cực điểm, cho tới bây giờ bọn họ mới nhận rõ thượng quan Nhất Thanh bộ mặt thật sự, hắn liền Huyền Ngọc Tử đều tính kế ở bên trong, đây là một cái vô cùng âm hiểm cười cùng xảo trá người, mà lại tương đương ích kỷ, hiện tại vì đánh giết Giang Trần cùng Huyền Ngọc Tử, nơi nào sẽ quản bọn họ chết sống. Đáng chết, thượng quan Nhất Thanh cái này hỗn đản, hoàn toàn không để ý chúng ta chết sống. Ta hận a, hối hận không nên tới tham gia cái này thiên võng hội, kết quả đem chính mình cũng cho tiến đến. Thượng quan Nhất Thanh, van cầu ngươi thả chúng ta một con đường sống đi. Đáng chết vương bát đản, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng, làm tử vong chánh thức buông xuống, không có người có thể thản nhiên đối mặt, không có người muốn chết, riêng là những chuyện lặt vặt kia so với bình thường người đều tốt hơn người, bọn họ thường thường càng thêm trân quý sinh mệnh mình. Đáng tiếc hiện thực cũng là như thế tàn khốc, làm tử vong muốn phủ xuống thời giờ đợi, cản cũng đỡ không nổi. A, à, tiếng kêu thảm thiết tái khởi, Thiên Nguyên Sơn cứ như vậy lớn, làm chiến đấu ba động bao phủ toàn bộ Thiên Nguyên Sơn thời điểm, đối với nơi này hết thảy sinh linh tới nói, đều là một tràng tai nạn. Ầm ầm, khủng bố chiến đấu ba động tràn ngập tại toàn bộ Thiên Nguyên Sơn phía trên, có thể tưởng tượng, trận chiến ngày hôm nay về sau, Thiên Nguyên Sơn sẽ thành một vùng phế tích. Giang Trần cầm trong tay Thiên Thánh Kiếm, ở vào phong bảo bên trong, Thượng quan Nhất Thanh đem đại bộ phận lực công kích đều tác dụng tại Giang Trần trên thân, đây cũng là Huyền Ngọc Tử còn có thể đau khổ trèo chống nguyên nhân, nếu như Thượng quan Nhất Thanh lợi dụng đại địa chi lực toàn lực công kích Huyền Ngọc Tử hiện tại đã là người chết. Giang Trần chạm phá một đạo đại địa chi lực, nhìn qua bốn phía tạo thành tường vây một dạng năng lượng thủy triều, bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra bằng vào ta hiện tại chiến lực, muốn ở chính diện chống lại trường khống đại địa chi lực Thượng quan Nhất Thanh là không thể nào, những này đại địa chi lực bên trong, có một cỗ là Thượng quan Nhất Thanh trường khống Thiên Nguyên Sơn quan trọng, chỉ cần đem chặt đứt, thiên la địa võng đại trận tục tự động bài trừ. Giang Trần thầm nghĩ, hắn thân thể nhoáng một cái, xích dương chiến giáp bỗng nhiên bao trùm tại mặt ngoài thân thể, đồng thời, Thiên Thánh Kiếm tự động bay lên, không ngừng múa, tại quanh người hắn bên ngoài xoay tròn thành một chương hoàn toàn do kiếm ảnh tạo thành màn sáng, có xích dương chiến giáp cùng kiếm ảnh cái này hai đạo phòng ngự, Giang Trần trong thời gian ngắn không sợ Thượng quan Nhất Thanh đối với mình tạo thành thương tổn. Làm tốt phòng ngự về sau, Giang Trần bắt đầu vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, một chút vô hình linh hồn chi lực bốn phía ra, thăm dò đến những đại địa chi lực đó nội bộ, đem sở hữu kết cấu bên trong đều cho xem xét Nhất Thanh nhị sở. Thượng quan Nhất Thanh, ta và ngươi không đội trời chung. Huyền Ngọc Tử vẫn như cũ ở vào nổi giận bên trong, hắn chiến lực cũng thực mạnh mẽ, một tay kiếm pháp biêu hắn tới cực điểm, nếu là đổi thành người bình thường, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, sớm đã chết ở Thượng quan Nhất Thanh trong tay. Hừ, Huyền Ngọc Tử, ta tưởng trước hết là giết ngươi. Thượng quan Nhất Thanh lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, một đạo mang theo cổn thạch phong bảo hướng về Huyền Ngọc Tử tự cuồn cuộn cuốn tới, lần này phong bảo lực lượng, so trước đó không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Ầm ầm, Huyền Ngọc Tử công kích trực tiếp bị vỡ nát, hắn trường kiếm bị chính diện va chạm, suýt nữa tuột tay mà bay, một cỗ cực khí tức nguy hiểm từ tâm hắn dâng lên, Huyền Ngọc Tử quá sợ hãi, vội vàng lui lại, cho dù là phản ứng nhanh như vậy, vẫn như cũ nhận trọng thương, một cánh tay kém chút vỡ nát, máu tươi tuôn ra không ngừng. Huyền Ngọc Tử, cùng ta Thượng quan Nhất Thanh là địch, kết cục cũng chỉ có một, này liền là chết, ta hiện tại đã vây khốn Giang Trần, trước hết là giết ngươi, sau đó lại giết Giang Trần kiếm trong tay chính là ta. Thượng quan Nhất Thanh cuồng ngạo vô biên, bên cạnh hắn khắp nơi đều là đại địa chi lực tổ thành hàng dài, những nơi đi qua, hết thảy đều muốn bị phá hủy. Thượng quan Nhất Thanh mang theo vô biên sóng gió, đem Huyền Ngọc Tử trực tiếp bao phủ lại, làm phong bảo đi qua về sau, Huyền Ngọc Tử một cánh tay hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, tóc trắng phơ đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ, trường kiếm trong tay của hắn cũng không cánh mà bay, thân thể thượng khắp nơi đều là vết thương, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, giờ phút này hắn đã hoàn toàn ra trở thành nỏ mạnh hết đà. Đường đường vạn kiếm tông đệ nhất thiên tài, không còn có chiến đấu năng lực, chỉ có trong mắt lóe ra căm hận cùng độc ác quang mang. Ha ha! Thượng quan Nhất Thanh cười ha ha, trong tiếng cười nói không nên lời thoải mái, đối với hắn mà nói, một ngày này thật sự là rất thoải mái, tại hắn cho tới nay mộng tưởng tràng cảnh, cho tới nay, hắn cùng Huyền Ngọc Tử cũng là đối thủ lớn nhất, 10 năm qua không biết tranh đấu bao nhiêu lần, đều muốn đưa đối phương vào tử địa, lại đều không thể toại nguyện. Hôm nay chính mình rốt cục đạt được ước muốn, sẽ phải giết chết Huyền Ngọc Tử.
Đối với mình lợi dụng loại này ti tiện thủ đoạn đánh giết Huyền Ngọc Tử, Thượng quan Nhất Thanh cũng không cảm giác có cái gì, hai người bản thân liền là sinh tử đối thủ, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, ngươi không chết thì là ta vong, lịch sử cho tới bây giờ đều là thành bại luận anh hùng, quá trình ánh sáng ám muội, người nào sẽ quan tâm, tối thiểu nhất, hắn Thượng quan Nhất Thanh không quan tâm. Cách đó không xa, Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật đã thi triển đến cực hạn, tại đại diễn luyện hồn thuật phía dưới, Giang Trần rõ ràng nhìn thấy một cây tản ra thâm trầm lộng lẫy quang trụ ở vào Thượng quan Nhất Thanh hậu phương. Cái này một cỗ đại địa chi lực, nhìn rõ ràng muốn so hắn đại địa chi lực nặng nề rất nhiều, ẩn chứa càng thêm nồng đậm đại địa bản nguyên, cùng cái này thiên nguyên sơn nội bộ khí tức cũng là bình thường vô nhị. Cũng là cái này một cỗ. Giang Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, một bà nhấc lên thiên thánh kiếm, xoát chạm phá trước người phong bảo, hướng về Thượng quan Nhất Thanh tựu sông tới giết. Bởi vì trước đó Thượng quan Nhất Thanh đem đại bộ phận năng lượng đều dùng tại Huyền Ngọc Tử trên thân, cho nên Giang Trần rất dễ dàng tựu xông phá trước đó vòng vây. Giang Trần, tiếp xuống tựu đến phiên ngươi. Nhìn thấy Giang Trần chém giết tới, Thượng quan Nhất Thanh quát lên một tiếng lớn, hắn thanh thế chấn động mãnh liệt, dưới loại tình huống này, hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, chỉ cần hắn tùy ý một cái ý niệm trong đầu, Giang Trần tựu muốn lần nữa bị khốn trụ, mặc cho chính mình xâm lược. Chỉ là, Thượng quan Nhất Thanh còn chưa kịp khống chế đại địa chi lực, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện chính cái giống như đúc Giang Trần, cảnh tượng này cùng trước đó đơn giản giống như đúc, quỷ dị như vậy mà huyền diệu thân pháp, nhất là để người đau đầu. Giang Trần chiến đấu kinh nghiệm rất phong phú, chỉ cần hắn quyết định xuất thủ, bình thường liền sẽ không cho đối thủ quá nhiều phản ứng thời cơ, lang ảnh cửu biến cũng không phải là kinh khủng nhất, tránh thức khủng bố là không gian độn. Cái gọi là không gian độn, cũng là hư không độn. Chỉ có đạt tới chiến vương cấp bậc mới có thể thi triển đi ra, hành tẩu ở trong hư không, một độn vạn lý, đây là Giang Trần kiếp trước đắc ý nhất thân pháp, tuy nhiên Giang Trần bây giờ cách chiến vương cấp bậc còn có cực lớn chênh lệch, nhưng phối hợp lang ảnh cửu biến, còn có thể đưa đến ra bất ngờ hiệu quả. Liền giống với hiện tại, làm Thượng quan Nhất Thanh kịp phản ứng lúc đợi, Giang Trần chân thân đã xuất hiện sau lưng Thượng quan Nhất Thanh, lúc này, Thượng quan Nhất Thanh mới ý thức tới, trước mắt 9 cái Giang Trần, chỉ còn lại có một cái. Chỉ là, hết thảy đều muộn, Giang Trần động tác, sẽ không cho người bất luận cái gì chần chờ thời cơ, dù là chỉ là một cái nháy mắt. Khiếu. Thiên thánh kiếm phát ra đinh tai nhức óc minh khiếu, không gì không phá kiếm phong, từ này một đạo quang trụ trung ương chém qua, chỉ nghe xoẹt một tiếng, quang trụ ứng thân mà đứt, bị chém làm hai đoạn. Ngay tại cái này quang trụ bị chém đứt trong nháy mắt, nguyên bản cuồng bạo vô biên đại địa chi lực, giống như phát sinh thủy triều xuống một dạng, lấy cực nhanh tốc độ chui vào đại địa chi hạ. Nguyên bản sao động vô cùng thiên nguyên sơn, vậy mà cũng lập tức an tĩnh lại. Oa! Nguyên bản phách lối vô hạn Thượng quan Nhất Thanh, oa phun ra một đạo huyết tiễn, cả người khí thế trong nháy mắt uể oải xuống tới, nơi nào còn có nửa điểm trước đó cuồng ngạo bộ dáng. Đây mới thực sự là phản phệ, so trước đó thiên la địa võng vỡ vụn mang đến phản phệ khủng bố hơn quá nhiều, đối với Thượng quan Nhất Thanh tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Thiên nguyên sơn khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ lúc trước cái loại này khiến người ta run sợ ba động biến mất không thấy gì nữa, bầu trời dần dần khôi phục thư thái, tại Thiên Nguyên Sơn nổi những cái kia may mắn còn sống sót các thiên tài, từng cái kém chút khóc lên, mấy chục người tới tham gia thiên võng hội, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ không đến 10 người, mà lại một cái so một cái chật vật. Bọn họ nhìn về phía Thượng quan Nhất Thanh ánh mắt đều biến vô cùng ngoan độc đứng lên, tràn ngập oán hận, nếu như không phải Giang Trần sau cùng bài trừ thiên la địa võng đại trận. Bọn họ sau cùng kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Những cái kia tại Thiên Nguyên Sơn bên ngoài quan chiến các tu sĩ, cũng là nhìn không được thổn thức đứng lên, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều hoàn toàn biến, tuy nhiên bọn họ không biết trước đó phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định, nhất định là Giang Trần bài trừ Thượng quan Nhất Thanh thiên la địa võng đại trận, mới khiến cho Thiên Nguyên Sơn khôi phục lại bình tĩnh, mà lại Thượng quan Nhất Thanh bị trọng thương. Lợi hại a, cái này Giang Trần đơn giản là cái yêu nghiệt a. Loại này hẳn phải chết cục diện đều có thể bị hắn đảo ngược. Xong, lần này Thượng quan Nhất Thanh muốn xong đời, đây là rời lên thạch đầu nện chính mình chân a. Đáng đời a, người này thủ đoạn độc ác, chết ngược lại để cho người ta thống khoái, cái này hỗn đản tổ chức thiên võng hội, vì lợi ích một người, không biết hố bao nhiêu người. Không ít người đều là vô cùng tức giận, bất kể nói thế nào, Thượng quan Nhất Thanh hôm nay cách làm thật sự là rất không tử tế, vì chính mình lợi ích, đem tất cả mọi người hố. Tàn phá Thiên Nguyên Sơn trên không, Thượng quan Nhất Thanh cưỡng ép ổn định run run rẩy rẩy thân thể, lộ ra tơ máu ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đối diện Giang Trần, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi làm sao có thể xem thấu ta trận pháp? Thượng quan Nhất Thanh khắp khuôn mặt là rung động,
hắn căn bản là không có cách tiếp nhận hiện thực này, chính mình bố trí đại trận hạng gì tinh diệu, coi như là bình thường trận pháp đại sư đến đây, cũng đừng hòng xem thấu, nhưng lại bị Giang Trần cho xem thấu, mà lại nhẹ nhóm bài trừ. Ha ha ha, thượng quan nhất thanh, buồn cười, thật sự là buồn cười a. Đã là nỏ mạnh hết đà Huyền Ngọc Tử nhìn thấy thượng quan nhất thanh kết cục, vậy mà cười lên ha hả, tựa như trừ một thanh phiền muộn chi khí, liền xem như lập tức phải chết, vậy cũng tính toán chết nhắm mắt. Thượng quan nhất thanh, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, còn có thủ đoạn gì nữa sao? Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, thượng quan nhất thanh nhận trận pháp phản phệ vô cùng lợi hại, căn bản không có khả năng có tái chiến năng lực, Huyền Ngọc Tử cũng là như thế, hắn hiện tại muốn giết hai người, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Giang Trần, nếu như ngươi hôm nay thả ta, ta có thể hướng ra người xin chỉ thị, từ nay về sau, ngươi cùng thượng quan gia tộc ân oán xóa bỏ, như thế nào? Ngươi hẳn phải biết thượng quan gia tộc thực lực, ngươi bây giờ đã bị thượng quan gia tộc dưới tất sát lệnh, nếu như ngươi hôm nay lại giết ta, thượng quan gia tộc nhất định sẽ đưa ngươi vỡ nát. Thượng quan nhất thanh vừa cười vừa nói, hắn thấy, điều kiện này thật sự là vô cùng mê người, Giang Trần căn bản không có cự tuyệt chính mình lý do. Thật sao, ta thật tốt sợ a. Giang Trần lắc đầu. Sợ hãi tiểu đúng, ta thượng quan gia tộc trả thù, không có người không sợ. Thượng quan nhất thanh một mặt đắc ý. Ta thật không biết, ngươi vì sao đến loại tình trạng này còn có thể xuất sắc cảm giác ưu việt. Giang Trần ngữ khí đột nhiên biến đổi, hắn thân thể như quỷ mị xuất hiện tại thượng quan nhất thanh trước người, trường kiếm trong tay thổi phù một tiếng xuyên thấu thượng quan nhất thanh thân thể, hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Ngươi, thượng quan nhất thanh kinh hãi, cảm thụ được thể nội chính đang không ngừng học hành lưng chừng máy bay, hắn mới biết được nguyên lai cảm giác tử vong lạnh như vậy, khủng bố như vậy, thẳng đến cái này tối hậu quan đầu, thượng quan nhất thanh mới hiểu được Giang Trần là một người như thế nào, hắn là sẽ không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Giết loại người như ngươi, ta liền con mắt đều không nháy mắt một chút, yên tâm, thượng quan gia tộc tất sát lệnh ta hồi còn trở về, ở phía dưới chờ lấy gia tộc người từng cái qua cùng ngươi đoàn tụ đi. Giang Trần chậm rãi quất ra trường kiếm, làm mũi kiếm rời đi thượng quan nhất thanh thân thể trong nháy mắt, thượng quan nhất thanh cũng nhắm mắt lại, thi thể từ trên không rơi xuống. Giết chết thượng quan nhất thanh, Giang Trần quay người nhìn về phía máu me khắp người Huyền Ngọc Tử. Ta biết ngươi là sẽ không bỏ qua ta, yên tâm, ta sẽ không hướng thượng quan nhất thanh như thế cầu xin tha thứ. Huyền Ngọc Tử cười khổ một tiếng, Giang Trần thủ đoạn hắn đã giải, thân thể là địch nhân, chính mình hôm nay vận mệnh đã nhất định, trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Giang Trần, hắn vừa rồi sẽ chết tại thượng quan nhất thanh trong tay, là Giang Trần để hắn sống lâu một hồi, để hắn nhìn thấy thượng quan nhất thanh chết ở phía trước chính mình, đối với hắn mà nói, đây chính là lớn nhất vui mừng. Huyền Ngọc Tử, ngươi là một cái người không bình thường thất bại, theo chính mình địch nhân liên thủ, cái này bản thân liền là một loại não tử bị môn chen biểu hiện, nhưng ngươi ngược lại là một cái người có huyết tính, nhưng ta nhất định phải giết ngươi, bởi vì ngươi ngay từ đầu là muốn giết ta. Giang Trần từ tốn nói. Động thủ đi, đây chính là ta Huyền Ngọc Tử mệnh, nếu như hôm nay là ngươi rơi trong tay ta Huyền Ngọc Tử cũng nhất định sẽ giết ngươi. Huyền Ngọc Tử nhắm mắt lại, chờ lấy Giang Trần kiếm xẹt qua chính mình cái cổ, đầu một nơi thân một nẻo. Giang Trần đi về phía trước một bước, thủ trưởng đặt ở Huyền Ngọc Tử đỉnh đầu, một cỗ lực lượng thẩm thấu đến Huyền Ngọc Tử trong thức hải, đem Huyền Ngọc Tử thức hải hoàn toàn vỡ nát. Huyền Ngọc Tử phát ra rên lên một tiếng, sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể hướng rơi xuống. Giang Trần đánh ra một cỗ nhu hòa lực đạo, đệm ở Huyền Ngọc Tử dưới thân, để chậm rãi hạ xuống. Lưu ngươi một cái toàn thây. Giang Trần nói xong, nghênh ngang rời đi, một cái không sợ chết người, cuối cùng sẽ bị người kính nể. Huyền Ngọc Tử mặc dù là chính mình địch nhân, nhưng dù sao để Giang Trần cảm nhận được một tia kính ý, cho nên, Giang Trần cho Huyền Ngọc Tử lưu toàn thây. Về phần Huyền Ngọc Tử này một đầu đứt rời cánh tay, đó là thượng quan nhất thanh gây nên, không có quan hệ gì với chính mình. Nhìn qua Giang Trần biến mất thân ảnh, tất cả mọi người nhìn không được thổn thức, độc thân mà đến, nghênh ngang rời đi, hắn thành Thiên Võng Hội lớn nhất người thắng lớn, Kiếm Châu hai đại thiên tài, hoàn toàn vẫn lạc. Giang Trần dùng thủ đoạn mình hướng mọi người chứng minh ai mới là đời mới đệ nhất nhân. May mắn còn sống sót mấy cái kia thiên tài, gặp Giang Trần vậy mà bỏ qua cho tính mạng bọn họ, từng cái âm thầm cuồng bóp mồ hôi lạnh, trên mặt tất cả đều là may mắn thần sắc, bọn họ đơn giản là từ quỷ môn quan đi một vòng. Mà kinh lịch hôm nay sinh sau khi chết, bọn họ hoàn toàn minh bạch một cái đạo lý, mà lại ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, từ nay về sau, vô luận như thế nào cũng không thể cùng Giang Trần là địch, cái này thật sự là một kiện vô cùng có thể lo sự tình. Mà liền tại Giang Trần nghênh ngang rời đi không lâu, một bóng người theo trời nhi hàng, đi vào Thiên Nguyên Sơn trên không, người tới là một cái lão giả,
khí vũ hiên ngang, nhưng giờ phút này nhìn thấy Thiên Nguyên Sơn tràng cảnh, sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Rất nhanh, lão già tìm đến Thượng Quan Nhất Thanh thi thể, lúc này kinh hô một tiếng, Nhất Thanh. Lão già tên là Thượng Quan Ưng, chính là Thượng Quan Nhất Thanh gia gia, càng là Thượng Quan gia tộc đức cao vọng trọng trưởng lão, tu vi càng là khủng bố, đã đạt tới hiếm thấy chiến linh cảnh hậu kỳ, mặc dù là vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh A hậu kỳ không lâu loại kia, nhưng dù vậy, cũng đã tương đương khủng bố, dạng này tu vi, tại Đông Đại Lục bất kỳ địa phương nào đều có thể đi ngang. Thiên Võng Hội sự tình rất nhiều người đều biết, Thượng Quan Ưng cũng biết Nhất Thanh nhị sở, nhưng lại không để ý, bởi vì hắn cùng đại đa số người muốn một dạng, Giang Trần là căn bản không có khả năng xuất hiện, bây giờ lưỡng đại thế lực đã dưới tất sát lệnh, Giang Trần tránh còn tránh không kịp, làm sao cũng sẽ không mạo hiểm hiện thân. Cho nên, đối với cái này Thiên Võng Hội, Thượng Quan Ưng còn có một đám thượng quan gia tộc cao tầng, đều không có để ở trong lòng, trước đây không lâu cảm giác được Thiên Nguyên Sơn năng lượng sao động, Thượng Quan Ưng mới chạy tới tra nhìn một chút, không nghĩ tới nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Này Giang Trần đâu? Thượng Quan Ưng tùy tiện bắt một cái tu sĩ, quát to. Chạy, chạy. Tu sĩ kia hoảng sợ run run rẩy rẩy, một cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ lửa giận, tùy ý tàn mát ra uy thế đều không phải người bình thường có thể chống cự. Chạy chỗ nào, đi bao lâu? Thượng Quan Ưng song mắt đỏ bừng, quả thực phẫn nộ hư, Thượng Quan Nhất Thanh chính là Thượng Quan gia tộc đệ nhất thiên tài, là hắn cháu trai ruột, ngày bình thường cũng làm thành bảo bối đến đối đãi, chính là Thượng Quan Ưng đời này lớn nhất kiêu ngạo, ngày bình thường để hắn tại hắn trước mặt trưởng lão dương mi thổ khí. Mà lại, Thượng Quan Nhất Thanh cực có tài năng, càng tại trận pháp một đường tạo nghệ, đã siêu việt thế hệ trước cao thủ, tại toàn bộ Đông Đại Lục, đều rất khó tìm đến đối thủ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai vô cùng có khả năng trở thành chiến vương tồn tại. Hôm nay lại chết thảm tại mảnh này hoang mạch bên trong, để Thượng Quan Ưng làm sao không đau lòng. Không chút khách khi nói, Thượng Quan gia tộc tổn thất một cái Thượng Quan Nhất Thanh, so tại băng đảo nội tổn thất những thiên tài kia chung vào một chỗ còn lớn hơn nhiều. Hướng bên kia, đi có một hồi. Tu sĩ kia dùng ngón tay hướng Giang Trần rời đi phương hướng. Đáng chết tiểu tử, lão phu nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hôm nay tuyệt không để ngươi còn sống rời đi Kiếm Châu. Thượng Quan Ưng giống như một đầu nổi giận hùng sư, hắn đem Thượng Quan Nhất Thanh thi thể thu lại, trong chớp mắt biến mất tại viễn không, hướng về Giang Trần rời đi phương hướng đuổi theo. Ngưu bức cái gì, lão tử nguyền rủa ngươi Thượng Quan gia tộc bị Giang Trần giết sạch, phi. Tu sĩ kia một bên bóp một vệt mồ hôi lạnh, vừa mắng, vừa rồi thật sự là hù chết chính mình, nếu là Thượng Quan Ưng sắp chết tôn tử thống khổ phát tiết trên người mình, một bàn tay chụp chết chính mình chẳng phải là oan uổng cực độ. Thượng Quan Ưng điền cuồng truy kích 2 giờ, liền Giang Trần nửa điểm bóng dáng đều không có tìm được, sau đó lợi dụng linh phù truyền âm đến Thượng Quan gia tộc, để Thượng Quan gia tộc toàn diện xuất động, ngăn cản Giang Trần. Mà 2 canh giờ, Thiên Nguyên Sơn đã phát sinh hết thảy đã sớm truyền khắp toàn bộ Kiếm Châu, giống như Thượng Quan Nhất Thanh, Huyền Ngọc tử chết, đối Vạn Kiếm Tông tới nói cũng là một cái trầm trọng đả kích, tông môn lớn nhất hy vọng vẫn lạc, đây là không được đền bù tổn thất. Thế là, toàn bộ Kiếm Châu trong nháy mắt sôi trào, Giang Trần thật xuất hiện, mà lại qua Thiên Nguyên Sơn tham gia Thiên Võng Hội, người này đảm lượng thực sự để cho người ta khâm phục, dưới loại tình huống này còn dám đến đây Kiếm Châu, đồng thời quả quyết xuất thủ lần nữa, diệt sát Kiếm Châu 2 đại thiên tài, khiến mọi người bồi phục Giang Trần dũng khí cùng đảm lượng đồng thời, càng thêm kinh hãi Giang Trần thực lực. Điên, lần này thật điên, cái kia Giang Trần thật đúng là huyết tính có thể, vậy mà thật chỉ đi một mình Thiên Nguyên Sơn tham gia Thiên Võng Hội. Còn giết Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử Kiếm này Châu 2 đại thiên tài, thật sự là dữ dội a. Nãi nãi, nghe nói này Giang Trần hiện tại mới chỉ là thần đan cảnh đỉnh phong, liền ủng có mạnh mẽ như thế chiến lực, cho dù là dựa vào trong tay một thanh sắc bén kiếm, cũng quá kinh thiên động địa giật mình nghe, thật muốn mở mang kiến thức một chút này Giang Trần hình dạng thế nào. Hung ác a, 10 phần ngoan nhân, đây là muốn cùng Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đối làm đến tiết tấu a, tại lưỡng đại thế lực vừa mới hạ đạt tất sát lệnh mới không bao lâu. Liền giết chết lưỡng đại thế lực đệ nhất thiên tài, đây đối với lưỡng đại thế lực tới nói, đơn giản cũng là khó mà đánh giá tổn thất a. Bây giờ toàn bộ Kiếm Châu đều bị Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông phong tỏa, Kiếm Châu to to nhỏ nhỏ trên 100 cái thế lực toàn bộ bị Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông điều động, khắp nơi đều là tai mắt, không biết Giang Trần có thể trốn ra ngoài hay không. Toàn bộ Kiếm Châu đều sôi trào, Giang Trần xuất hiện gây nên sóng to gió lớn, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử chết càng đem Kiếm Châu cho tạc một dạng. Không ai từng nghĩ tới Giang Trần vậy mà thật dám xuất hiện tại Thiên Nguyên Sơn, tại mọi người tâm lý, Giang Trần lúc này hẳn là lựa chọn trốn hướng mới đúng, ai có thể nghĩ tới hắn lá gan lại to lớn như thế, nếu như trước đó biết,
Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông thế hệ trước cao thủ chỉ sợ đều muốn sớm tiến vào Thiên Nguyên Sơn mai phục. Cũng không trở thành tổn thất hai đại nhân vật thiên tài. Mà liền tại toàn bộ Kiếm Châu khắp nơi tìm kiếm Giang Trần tung tích thời điểm, tại Kiếm Châu bên ngoài xa xa phía trên dãy núi, một đạo áo trắng thân ảnh không ngừng nhảy vọt, tốc độ nhanh như quỷ mị, thiếu niên khóe miệng mang theo thoải mái ý cười, tốc độ cực nhanh. Kiếm Châu cũng đã sôi trào, bất quá các ngươi làm sao cũng không nghĩ ra, ta đã rời đi Kiếm Châu. Thiếu niên bất là người khác, chính là Giang Trần, hơn 2 giờ thời gian, từ Thiên Nguyên Sơn xuyên qua Kiếm Châu, dạng này tốc độ, liền xem như thượng quan gia tộc gia chủ cũng không nghĩ ra, cho nên, thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân đều nhận định Giang Trần còn tại Kiếm Châu nội. Kiếm Châu cực lớn, nhưng từ Thiên Nguyên Sơn đến Vũ Phủ Phương Vị, cũng chỉ có Kiếm Châu 1/4 lộ trình, Giang Trần một đường chạy như bay, lang ảnh cửu biến phối hợp không gian đột, vội vã như vậy nhanh, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái này cũng khiến cho hắn vẻn vẹn dùng 2 canh giờ tự hoàn toàn đi ra Kiếm Châu. Vượt qua Kiếm Châu về sau, Giang Trần liền tiến vào Đông Đại Lục Đệ Nhất Đại Châu, nơi này là Thánh Vũ Vương Triều thống trị địa phương, cái này châu ngược lại cũng không phải là quá lớn, hoặc là nói, Đông Đại Lục nguyên bản chỉ có 27 Đại Châu mà thôi, bởi vì Thánh Vũ Vương Triều mới ở vùng trung tâm cách ly đi ra nhất đại khối địa vực, làm Thánh Vũ Vương Triều trung tâm cùng căn cơ. Nơi này thiên địa nguyên khí, là Đông Đại Lục nồng nặc nhất bộ phận. Nơi này hoàn cảnh, cũng là Thánh Vũ Vương Triều xinh đẹp nhất, tại mảnh này Đại Châu trung tâm, càng là tọa lạc lấy một cái quái vật khổng lồ, Thánh Vũ Vương Triều Hoàng Thất. Trừ cái đó ra, còn có một cái khác quái vật khổng lồ, cái kia chính là Vũ Phủ trực tiếp thuộc về Thánh Vũ Vương Triều quản hạt, là Đông Đại Lục tối cao học phủ, nơi này thiên tài căn cứ, bình thường người căn bản vào không được, có thể ở chỗ này học tập, không thể nghi ngờ không phải có thân phận quý tộc, Hoàng Thất tử đệ, quận vương con cháu, Đông Đại Lục các đại thế lực anh tài tuấn kiệt. Dù sao có thể tiến đến Vũ Phủ học tập, vô luận thân phân địa vị vẫn là thiên phú, đều tài trí hơn người. Điểm này là không thể hoài nghi. Cho nên, Vũ Phủ thành là một cái nôi, thiên tài cái nôi, vô số thiên tài muốn đi vào Vũ Phủ học tập, bởi vì tiến vào Vũ Phủ không đơn thuần là thân phận biểu tượng, còn có thể có được tốt nhất tài nguyên tu luyện, tương lai có hy vọng đạt được vương triều thưởng thức, thân phận và địa vị càng thêm không giống nhau. Vũ Phủ tọa lạc tại một mảnh non xanh nước biếc dãy núi trung tâm nhất, cái này một vùng núi chính là Đông Đại Lục đẹp nhất địa phương, cả ngày bạch vụ cuồn cuộn, giống như tiên cảnh một dạng. Mảnh này núi, tên tựu là dùng võ phủ mệnh danh, gọi là Vũ Phủ Sơn. Giờ phút này, tại Vũ Phủ Sơn bên ngoài, ba người một chó nghênh phong đứng thẳng, trước người bọn họ, một cái cự đại thạch bia chừng cao mấy trượng, phía trên long phi phượng vũ điêu khắc ba chữ Vũ Phủ Sơn. Từ chữ viết chiều sâu không khó coi ra, điêu khắc ba chữ này người, công lực bất phàm. Tấm bia đá này cũng là Vũ Phủ Sơn tiêu chí cùng biên giới, nơi này là vô số tu sĩ trong suy nghĩ thánh địa, là lớn nhất hướng tới địa phương, mỗi ngày đều sẽ có người đến đây ngừng chân xem chừng, nhưng không ai dám vượt qua bia đá, tránh thức tiến vào bên trong dãy núi, bởi vì nơi này thật không phải ai đều có thể tiến đến, xâm phạm Vũ Phủ uy nghiêm, đây chính là tử tội. Vũ Phủ Sơn, nơi này chính là Vũ Phủ sao? Nam Cung Vấn Thiên nhìn chằm chằm phía trước không ngừng chập trùng dãy núi, hí hư nói, ba người này một chó bất là người khác, chính là Hàn Diễn bốn người bọn họ xuyên qua Kiếm Châu về sau, tựu thẳng đến Vũ Phủ mà đến. Thật đẹp cảnh sắc a, so Huyền Nhất Môn có thể xinh đẹp nhiều. Yên Thần vỗ tán một tiếng. Nơi này chính là Đông Đại Lục tối cao học phủ, há lại Huyền Nhất Môn có thể so sánh, nơi này gánh chịu vô số thiên tài mộng tưởng. Hàn Diễn nói ra, đã từng hắn cùng vô số thiên tài một dạng, Vũ Phủ là lớn nhất hướng tới địa phương, cho dù là hiện tại, dạng này tình hoài cũng là có. Nơi này nhìn còn không có Huyền Nhất Môn lớn. Nam Cung Vấn Thiên nhìn qua dãy núi nội bộ tu kiến từng dãy kiến trúc, nhìn không được nói ra. Đó là đương nhiên, Huyền Nhất Môn mặc dù chỉ là Tề Châu môn phái, nhưng môn hạ đệ tử vô số, sơn môn tự nhiên lớn, Vũ Phủ tựu không giống nhau, nơi này đều là tinh anh, vẹn vẹn từ nhân số bên trên, khẳng định không thể cùng Huyền Nhất Môn so sánh. Hàn Diễn cười nói, được, đến đều đến, lên núi. Đại Hoàng Cầu lung lay đầu to, liền muốn hướng về Vũ Phủ Sơn nội đi đến. Không biết Trần ca ca hiện tại thế nào? Yên Thần Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng, bọn họ một đường phi nước đại tới đây, còn không biết Thiên Nguyên Sơn chỗ chuyện phát sinh, càng thêm không biết giờ phút này đã vỡ tổ Kiếm Châu. Yên tâm đi, tiểu tử kia không có việc gì. Đại Hoàng Cầu nói ra, hắn đối Giang Trần có thể là có cực lớn tự tin. Đúng đấy, lấy tiểu Trần tử thực lực, coi như đánh không lại, chạy trốn còn là hoàn toàn không có vấn đề. Hàn Diễn nói, ai nói ta đánh không lại, ta đây không phải tới sao. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, mọi người vội vàng quay đầu,
chỉ thấy Giang Trần không biết lúc nào đã xuất hiện, chính là một mặt mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Tiểu Trần Tử, ngươi tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi, vẫn là ngươi ép căn bản không hề qua Thiên Nguyên Sơn a. Nam Cung Vấn Thiên kinh hãi nói. Là các ngươi tốc độ quá chậm được không? Thiên Nguyên Sơn ta đã qua, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử cũng bị ta giết, hiện tại Kiếm Châu đã bị lưỡng đại thế lực phong tỏa, đáng tiếc a, ta đã đi tới, cạc cạc. Giang Trần thoải mái cười to. Nhưng Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên lại là kinh hãi trừng to mắt, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử bị giết, cái này là quá nhanh bị giết chết, đây cũng quá hoang đường đi, nhưng lời này từ Giang Trần trong miệng nói ra, hai người lại là 100 cái tin tưởng. Oa cạc cạc, cầu ra ta liền biết tiểu tử ngươi làm được. Đại Hoàng Cầu cười lớn khăng khặc. Thế nhưng là, đây cũng quá nhanh đi, hai tên gia hỏa này không phải là kém cỏi a. Nam Cung Vấn Thiên thổn thức không thôi. Tiểu Trần Tử, nhanh nói tình huống như thế nào? Hàn Diễn vội vàng hỏi. Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử xác thực triệu tập không ít thiên tài, bố trí xuống Thiên La Địa Võng chờ lấy ta tiến về. Giang Trần đem Thiên Nguyên Sơn phát sinh tràng cảnh đại khai nói một lần, mấy người càng là chấn kinh mất hồn mất vía, không thể không đối Giang Trần duỗi ra ngón tay cái, không thể không nói, Giang Trần thủ đoạn quá kinh khủng, dạng này tràng diện đều có thể thong dong đối mặt, chuyển bại thành thắng. Biến thái. Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên vô cùng có ăn ý đồng thời nói ra. Lần này Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông khẳng định càng thêm phẫn nộ, sau này muốn cùng Trần ca ca không chết không thôi. Yên Thần Vũ lo lắng nói. Không sao, coi như ta không giết Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử, ta cùng lưỡng đại thế lực ở giữa quan hệ, cũng là không chết không thôi, lẫn nhau thâm hậu ân oán là không thể nào tiêu tan, chúng ta hiện khi tiến vào Vũ Phủ. Giang Trần nói xong. Nhanh chân vượt qua bia đá, hướng về Vũ Phủ nội đi đến. Đi vào Vũ Phủ, mấy người trong nháy mắt cảm thấy thiên địa nguyên khí chí ít nồng đậm gấp đôi, nơi này thật sự là một cái tu luyện thánh địa. Tiểu Trần Tử, chúng ta hiện tại muốn đi tìm Vũ Cửu sao? Đại Hoàng Cầu hỏi. Trước tiên không cần, chúng ta trước tiên đi xem một chút Tử Hàm bọn họ ở chỗ này qua như thế nào, Cửu ca nếu là biết ta đến, sẽ tự động hiện thân gặp ta. Giang Trần cười cười. Ngày đó Vũ Cửu cho ra ba cái danh ngạch, Giang Trần để Ngự Tử Hàm, Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn theo Huyền Dạ đến đây Vũ Phủ tu hành, trong chớp mắt 2-3 tháng trôi qua, cũng không biết ba tên này ở chỗ này qua như thế nào, hôm nay đi vào Vũ Phủ, vừa vặn gặp nhau. Người đến ngừng bước, một cái thanh âm hùng hậu đột nhiên từ tiền phương cách đó không xa vang lên, chỉ thấy bốn cái người mặc hoàng kim chiến giáp nam tử dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay mang theo trường thương, ngăn trở Giang Trần bọn người đường đi. Bốn người này hẳn là Vũ Phủ thủ vệ, rất có thể là Thánh Vũ Vương triều phái tới, mỗi một cái đều chính mình thần đan cảnh tu vi. Nương, mấy cái thủ vệ đều là thần đan cảnh, tại Tề Châu có thể làm môn phái trưởng lão. Hàn Diễn phiền muộn nói ra, Tề Châu cùng Vũ Phủ so ra, chênh lệch thực sự không phải một điểm hai điểm. Các ngươi là người phương nào, cũng dám tự tiện xông vào Vũ Phủ, chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào sao? Đi đầu một cái hoàng kim chiến sĩ hét lớn một tiếng, không bình thường ngông cuồng. Tuy nhiên bọn họ chỉ là thần đan cảnh tu vi, nhưng lại có mông cuồng tư bản, bởi vì nơi này Vũ Phủ, cho dù là phổ thông thủ vệ cũng không ai dám trêu chọc, người nào cũng không dám ở nơi này nháo sự, bởi vì đó cùng muốn chết cơ hồ không có khác nhau. Chúng ta tới tìm Vũ Lãng. Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn không có báo Vũ Cửu tên, mà chính là báo Vũ Lãng, ngày đó băng đảo chuyến đi, Vũ Lãng lúc rời đi đợi, nói qua tại Vũ Phủ chờ mình. Các ngươi tìm thiếu phủ chủ, các ngươi là ai? Làm sao lại nhận biết thiếu phủ chủ? Đầu lính kia giật mình, ánh mắt nhìn không được tại Giang Trần bọn người trên thân không ngừng dò xét, nhưng nghe đến Vũ Lãng tên về sau, ngữ khí rõ ràng hòa hoãn không ít. Mà cái này dẫn đầu đối Vũ Lãng xưng hô, càng làm cho Giang Trần bọn người vững tin Vũ Cửu thân phận, Vũ Lãng là cửu hoàng gia nhi tử, tại cái này Vũ Phủ nội nhưng lại có thiếu phủ chủ thân phận, rất lợi hại hiển nhiên Vũ Lãng lão tử cũng là Vũ Phủ phủ chủ. Thiếu phủ chủ. Xem ra cái này cửu ca thật sự là phủ chủ a. Hàn Diễn thổn thức không thôi, suy đoán thì suy đoán, cùng tránh thức chứng thực này là hoàn toàn không giống, đối với Giang Trần bọn họ tới nói, Vũ Cửu thân phận càng là tôn quý, đối bọn hắn thì càng có lợi, cửu hoàng gia cộng thêm Vũ Phủ phủ chủ dạng này song trọng địa vị, cũng đủ dùng. Tại hạ Giang Trần, là Vũ Lãng bằng hữu. Giang Trần cười nhạt nói. Giang Trần. Đầu lính kia nhíu mày lại, chỉ cảm thấy cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua một dạng. Quen thuộc rất lợi hại, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra, phía sau hắn ba cái kia người mặc hoàng kim chiến giáp chiến sĩ cũng là một mặt mờ mịt. Bất quá bọn hắn mờ mịt vẻn vẹn tiếp tục một lát, liền đột nhiên trừng to mắt.
Giang Trần, ngươi là Giang Trần. Đầu lĩnh kia trực tiếp kinh hô lên, là cái kia băng đảo bên trong chém giết thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông thiên tài, đánh bại vũ thông thế tử Giang Trần. Chính là ta. Giang Trần cười cười, đến vũ phủ, thân phận của hắn là không cần giấu giếm. Lão đại, không sai, ngươi nhìn con chó kia, hùng tráng như vậy chó thực sự ít có a, hắn khẳng định là Giang Trần. Đây chính là cái sát tinh a, không thể gây a. Thiếu phủ chủ đã từng thông báo, nếu như là Giang Trần đến, trực tiếp cho đi. Ba người thấp giọng nghị luận, bây giờ Giang Trần hung danh người nào không biết a, băng đảo chuyện phát sinh, đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục, vũ phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên lai Giang Trần công tử đến, thật sự là thất kính, thiếu phủ chủ đã từng thông báo, nếu như Giang Trần công tử đến, có thể trực tiếp cho đi, Giang Trần công tử xin mời. Đầu lĩnh kia đối Giang Trần làm ra một cái xin tư thái, cũng không dám lại cũng có trước vênh váo hung hăng, nói đùa, trước mắt đây là nhân vật nào, gây gấp liền thiên vương lão tử cũng dám sát chủ, người nào dám đắc tội a? Huống chi, Giang Trần là thiếu phủ chủ bằng hữu, thiếu phủ chủ đã từng cố ý đã thông báo, nếu như là Giang Trần đến, không cho phép ngăn cản. Giang Trần cười cười, nhanh chân hướng về vũ phủ nội đi đến, hắn mới đi chưa được hai bước, lại trở lại nhìn về phía đầu lĩnh kia, mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Nghe vậy, đầu lĩnh kia hoảng sợ thân thể khẽ run rẩy, cho là mình vừa rồi ngăn cản đắc tội Giang Trần, hiện tại hỏi mình tên khẳng định là muốn hướng thiếu phủ chủ cáo trạng, cái này nếu là trách tội xuống, chính mình có 8 cái đầu cũng không đủ chết a. Trong lòng người này hối hận không thôi, bất quá vẫn là thành thành thật thật nói là nói, Giang Trần công tử, ta gọi Ngưu Nhị. Ách, mấy người đều là sững sờ. Thật sự là với hai tên chữ, Ngưu Nhị a, ta hiện tại có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi dẫn ta đi tìm tới Ngự Tử Hàm cùng Quan Nhất Vân nơi ở địa phương, viên này địa nguyên đan, tính toán làm thù lao. Giang Trần tiện tay ném ra một khỏa địa nguyên đan, rơi vào Ngưu Nhị trong tay, Ngưu Nhị con mắt nhất thời trừng lớn, chỉ cảm thấy trên trời rơi xuống tới một cái đại đĩa bánh, muốn đem chính mình cho nện ngu. Hắn hiện tại chẳng qua là thần đan cảnh trung kỳ tu vi, tại vũ phủ bên trong, cũng chỉ là một người thủ vệ mà thôi, cùng những thiên tài đệ tử đó không cách nào so sánh được, vũ phủ tư nguyên là phi thường hùng hậu. Nhưng tốt tư nguyên đều là vì những cái kia có thân phận, có địa vị, có ngày phú thiên tài chuẩn bị, cùng hắn quan hệ thực sự không lớn, một khỏa địa nguyên đan đối với một cái thần đan cảnh cao thủ tới nói, cũng không tính được quá chân quý, dù sao cũng là tương đương với một vạn khỏa nhân nguyên đan. Huống chi, đơn giản như vậy việc phải làm, coi như Giang Trần không cho hắn mảy may chỗ tốt, hắn cũng phải dẫn đường a. Càng làm cho Ngưu Nhị may mắn là, Giang Trần hỏi mình tên, nguyên lai không phải vì hướng thiếu phủ chủ báo cáo chính mình. Làm vũ phủ thủ vệ, những thiên tài đệ tử đó chỗ nơi ở địa phương ta đều biết, Ngự Tử Hàm cùng Quan Nhất Vân còn có cái kia Điền Nhất Sơn, là 3 tháng trước mới đến vũ phủ, ta biết bọn họ nơi ở địa phương. Ngưu Nhị vỗ bộ ngực nói ra, mang theo Giang Trần hướng về vũ phủ nội đi đến. Phía sau ba cái kia hoàng kim chiến sĩ trên mặt gọi là một cái hâm mộ a, chuyện tốt quả nhiên không tới phiên bọn họ những tôm tép này. Từ vũ phủ sơn bên ngoài đến vũ phủ bên trong, có một đầu hoành không thiên kiều, đứng tại ngày này cầu phía trên. Có thể đem chọn cái vũ phủ sơn toàn cảnh để ở trong mắt, giờ phút này, Giang Trần bọn người đi ở trên trời cầu phía trên, dưới chân vũ khí tràn ngập, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ vũ phủ sơn đều thu hết mắt, non xanh nước biếc, thác nước thương tùng, bên trong có cung điện san sát, có tinh xảo biệt viện xếp lên. Nơi này thật đẹp, Yên Thần Vũ một đôi mắt đẹp đã nhìn đáp ứng không xuể, so sánh với nơi này giống như tiên cảnh, Yên Thần Vũ mới phát giác được, cuộc đời mình xích thành, thật sự là quá nhỏ, thế giới bên ngoài mới là mỹ lệ, nếu như mình bất đi theo Giang Trần đi tới, đời này đều không có cơ hội nhìn thấy dạng này cảnh sắc. Nơi đó chính là thiên tài đệ tử khu ký túc xá, Ngự Tử Hàm bọn họ liền tại bên trong. Ngưu Nhị chỉ hướng khu ký túc xá. Tại vũ phủ bên trong, trừ vừa đi vừa về thủ vệ bên ngoài, người rất ít nhìn thấy có thiên tài đệ tử không ngừng ẩn hiện, nơi này cạnh tranh thực sự quá lớn, người bất nỗ lực liền bị người ta đuổi kịp, sở hữu thiên tài đều đang cố gắng tu luyện, giành giật từng giây. Giờ phút này chính vào trạng vạn tối, vũ phủ sơn nhìn từ bề ngoài cũng là người ở thưa thớt, ngẫu nhiên mấy người ẩn hiện, liền đối với Giang Trần bọn người quang tới hiếu kỳ ánh mắt. Rất nhanh, tại Ngưu Nhị chỉ huy xuống, mấy người liền đến vũ phủ khu ký túc xá, nơi này khu ký túc xá so với Huyền Nhất Môn khu ký túc xá cần phải hào hoa nhiều, khắp nơi đều là tinh xảo biệt viện, tu luyện hoàn cảnh đều là thượng giai. Giang Trần công tử, bên trái cái thứ ba biệt viện cũng là Ngự Tử Hàm bọn họ nơi ở địa phương, ta tiểu bất đi vào. Ngưu Nhị đối Giang Trần nói ra, thân là thủ vệ, tại vũ phủ địa vị là phi thường thấp, thấp đến không có địa vị có thể nói, cho nên, không có đặc thù sự tình,
thủ vệ là sẽ không tiến nhập thiên tài đệ tử khu ký túc xá. Tốt, làm phiền ngươi. Giang Trần cười nói. Giang Trần công tử mà nói, ngươi tại băng đảo làm ra những chuyện kia, tuy đắc tội không ít thế lực của người, nhưng ta thế là bội phục rất lợi hại đây, nếu như ta Ngưu Nhị có một ngày cũng có thể giống như ngươi như thế uy phong một thanh, dương danh lập vạn, coi như lập tức phải chết cũng đáng. Ngưu Nhị khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái, nam nhân đều là có huyết tính, Giang Trần một cái hỗn thế ma vương hình tượng, lại trong lúc bất chi bất giác đã trở thành không ít người trong suy nghĩ thần tượng, có người thường xuyên nằm mộng cũng nhớ lấy có thể giống như Giang Trần như thế uy vũ bá khí một lần, danh dương thiên hạ, coi như đánh đổi mạng sống đại giới, đời này cũng coi là không có uổng phí sinh hoạt. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút Tử Hàm bọn họ qua như thế nào. Giang Trần cười nói, mang theo mấy người nhanh chân hướng về khu ký túc xá đi đến, trên đường cũng không nhận mảy may ngăn cản, đi thẳng tới Ngưu Nhị trước đó biết cái thứ ba biệt viện. Biệt viện đại môn lại là mở rộng ra, khoảng cách rất xa liền có thể nghe được bên trong truyền ra ồn ào thanh âm. Ba người các ngươi thật sự là thật lớn mật, vừa tới mới 3 tháng tựu lớn lối như thế, ngay cả ta Khâu Thiên Phách người hầu đều dám đánh, đơn giản cũng là không biết sống chết. Một cái vô cùng bá đạo thanh âm từ trong biệt viện truyền ra, giờ phút này, tại không tính toán rộng rãi trong biệt viện, trọn vẹn hội tụ 7-8 người, phía trước nhất 3 cái, một mặt vẻ lo lắng, trên mặt hiện ra khó mà ức chế lửa giận, chính là Ngự Tử Hàm cùng Quan Nhất Vân còn có Điền Nhất Sơn 3 người. Giờ phút này, tại đối diện bọn họ, đứng đấy 5 người, đi đầu một cái cao to lực lưỡng, lưng hùm vai gấu, dáng người vậy mà so Nam Cung Vấn Thiên còn hùng tráng hơn 3 phần, toàn thân trên dưới đều mang bá đạo khí tức, nhưng này người khí thế lại phi thường cường hãn, lại nhưng đã đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ, phía sau hắn 4 người, tu vi cũng đều là tại thần đan cảnh hậu kỳ, bên trong 3 cái mang trên mặt tụ huyết, rất rõ ràng trước đó bị đánh không nhẹ. Một người khác, tu vi đạt tới thần đan cảnh đỉnh phong, khoảng cách chiến linh cảnh cũng chỉ là cách xa một bước, trên người hắn mặc cùng Ngự Tử Hàm bọn người một dạng phục sức, hẳn là vũ phủ đệ tử, theo sau lưng Khâu Thiên Phách, giống như một cái côn đồ. Khâu Thiên Phách, ngươi đừng khinh người quá đáng, chúng ta tuy nhiên tu vi không bằng ngươi, nhưng dầu gì cũng là vũ phủ đệ tử, cái này biệt viện là chúng ta nơi ở địa phương, ngươi nô bộc vậy mà đến cướp chúng ta biệt viện, đánh bọn hắn đã là nhẹ, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì. Ngự Tử Hàm lớn tiếng nói, hắn khí nghiến răng nghiến lợi, bọn họ tuy nhiên vừa tới vũ phủ 3 tháng, nhưng tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh, riêng là Ngự Tử Hàm, trực tiếp từ thần đan cảnh sơ kỳ tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ, cùng Quan Nhất Vân, Điền Nhất Sơn một dạng. Bọn họ đi vào vũ phủ về sau, vẫn luôn không bình thường điệu thấp, xưa nay không chủ động gây chuyện, nhưng cũng ngăn không được có người chọc tới, hôm nay có 3 người đến đây bọn họ biệt viện, vậy mà tuyên bố muốn để bọn hắn dọn đi, đem ở lại chỗ chiếm lấy. Càng để cho người tức giận là, 3 tên này không phải vũ phủ nội nhân vật thiên tài, chẳng qua là Khâu Thiên Phách nô bộc mà thôi, vũ phủ nội có rất nhiều có bối cảnh đệ tử, lúc đến đợi đều mang người hầu hầu hạ, cả ngày trừ tu luyện bên ngoài, qua theo đại gia một dạng. Khâu Thiên Phách người hầu quá phách lối, ỷ vào chủ tử mình thân phận cùng tu vi, không coi ai ra gì, càng bất đem bọn hắn những này vừa tới đệ tử để ở trong mắt, lấy Ngự Tử Hàm 3 người bảo tính khí, chỗ nào nhận được, càng thêm không có khả năng đem biệt viện nhường ra qua, thế là liền đem 3 tên khốn kiếp kia đánh một trận tơi bời. Hiện tại Khâu Thiên Phách chủ động tìm tới cửa, xem ra sẽ không thiện. Lão tử thân phận so với các ngươi chân quý nhiều, nói cho các ngươi biết, hôm nay chuyện này không xong, 3 người các ngươi lập tức quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, sau đó lấy ra chút đan dược làm đền bù tổn thất, lại chuyển ra biệt viện. Người hầu kia nhìn hơn 40 tuổi, xem ra so Khâu Thiên Phách còn muốn phách lối, dùng tay chỉ Ngự Tử Hàm 3 lỗ mũi người lớn tiếng nói, chỉ bất quá hắn trước đó hàm răng bị Quan Nhất Vân phá hủy 3 khỏa. Bây giờ nói chuyện đều ô ô lạp lạp, mơ hồ không rõ, rất là buồn cười. Cút đi. Ngự Tử Hàm trong nháy mắt thụ bất, làm bộ liền muốn đối cái kia hỗn đản đá tới, lại bị Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn cho giữ chặt, lúc này động thủ, bọn họ có thể không dính nổi tiện nghi gì, Khâu Thiên Phách đã là chiến linh cảnh cao thủ, chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hừ, ngươi gọi Ngự Tử Hàm đúng không? Hỏa khí còn không nhỏ, bất quá ta Khâu Thiên Phách người còn không người dám đánh, các ngươi đánh. Tựu muốn trả giá đắt, chính như ta người làm này nói, 3 người các ngươi hiện tại quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, xuất ra đan dược bồi thường bọn họ tổn thất, sau đó chủ động chuyển ra nơi này, cho ta người hầu đưa ra địa phương. Khâu Thiên Phách lạnh hừ một tiếng. Ha ha, có nghe hay không, lập tức quỳ xuống đến, không thì, đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Đúng đấy, dám đắc tội chúng ta Thiên Bá công tử, đơn giản là không biết sống chết, tựu các ngươi cái này 3 cái tiểu tôm tép, liền cho Thiên Bá công tử sách giày cũng không xứng. Mặt khác 2 cái người hầu cũng lớn lối, hoàn toàn là một bộ không ai bì nổi bộ dáng.
Ngự Tử Hàm ba người sắc mặt cực kỳ khó nhìn, chuyện hôm nay tình thoạt nhìn là không có khả năng thiện, cái này Khâu Thiên Phách hung danh bên ngoài, mà lại có nhất định hậu trường, vũ phủ bên trong rất nhiều đệ tử cũng không nguyện ý đắc tội hắn, bởi vì sau cùng đều không có kết cục tốt. Khâu Thiên Phách, ngươi không nên quá phận, Giang Trần cái tên này ngươi hẳn nghe nói qua, chúng ta đều là Giang Trần bằng hữu, ngươi dám đụng đến chúng ta, hậu quả chính mình suy nghĩ kỹ càng. Điền Nhất Sơn lớn tiếng nói, Giang Trần bằng hữu, ta rất sợ hãi a, ha ha, Giang Trần đây, hắn người ở đâu đây, hiện tại thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đã đối Giang Trần hạ đạt tất sát lệnh, hiện tại chỉ sợ là sinh là tử cũng không biết, ngươi vậy mà cầm một kẻ hấp hối sắp chết đến uy hiếp ta Thiên Bá, thật sự là ngu không ai bằng, nói cho ngươi, chớ nói Giang Trần tới hay không, coi như Giang Trần xuất hiện ở đây, lão tử cũng không quan tâm. Khâu Thiên Phách cười ha ha, Giang Trần tên hắn tự nhiên là nghe qua, nhưng Giang Trần hiện tại tình cảnh hắn càng rõ ràng hơn, đây cũng là hắn không quan tâm nguyên nhân. Bớt nói nhiều lời, ba người các ngươi lập tức quỳ xuống đến dập đầu bồi tội, sau đó đem trên thân sở hữu tài phú hết thảy lấy ra làm bồi thường. Mặt kia bên trên bị đánh ra bọc mủ đến người hầu lớn tiếng hét lớn, hắn đi đến Ngự Tử Hàm trước người, dùng tay chỉ Ngự Tử Hàm cái mũi mắng to. Ngự Tử Hàm hỏa khí cọ một chút tựu chui lên đến, từ khi đi theo Giang Trần về sau, hắn tính khí cùng huyết tính đều đề bạt không ít. Một cái người hầu chạy đến trước mặt mình la lối om sòm, là tuyệt đối không thể chịu đựng. Ngự Tử Hàm đột nhiên một chân đá vào người hầu kia trên bụng, phù phù một tiếng đạp bay ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất như cái vương dạng, trong miệng phun ra một đảo huyết tiễn trên mặt đất. Đần độn đồ chơi, cũng không nhìn chính mình là cái thứ gì. Ngự Tử Hàm phi một tiếng, hắn đây là không thèm đếm xỉa, dù sao chuyện hôm nay tình vô pháp thiện, để bọn hắn quỳ xuống đến dập đầu này là không thể nào. Không bằng trước đem con chó này người hầu cho hành hung một trận hả giận. Đáng chết, ngươi dám đánh ta. Người hầu kia từ dưới đất chỗ sâu ngón tay chỉ hướng Ngự Tử Hàm, hắn vừa mới ngẩng đầu, lại phát hiện mình trước mặt chẳng biết lúc nào thêm một gương mặt to, không phải mặt người. Là một con chó, thật là hùng tráng một đầu đại hoàng cẩu. Hắc hắc, đánh ngươi tính là gì? Một đầu biết nói chuyện chó, miệng lớn mở ra, soạt soạt một tiếng liền đem người hầu kia chỉnh cánh tay đều cho cắn mất. Trắng hiếu xương cốt lộ ra, máu tươi tuôn trào ra. Một tên cẩu nô tài, cũng dám ở chỗ này diệu võ dương oai, cẩu ra tiến ngươi một đoạn đường. Đại hoàng cẩu nói xong, hùng tráng thân thể toàn bộ đặt ở người hầu kia trên thân, soạt soạt cắn một cái mất người hầu kia đầu lâu, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, một đầu tươi sống sinh mệnh, cứ như vậy bị sống sờ sờ cắn chết, đơn giản hung tàn tới cực điểm. Một màn này xem ở biệt viện bên trong tất cả mọi người trong mắt, tự liền Khâu Thiên Phách cũng nhìn không được đánh run một cái này không biết từ nơi nào xuất hiện chó, vậy mà như thế hung tàn. Mà Ngự Tử Hàm ba người ánh mắt rơi vào đại hoàng cẩu trên thân, nguyên bản vẻ lo lắng sắc mặt, trong nháy mắt cuồng hỉ đứng lên. Đại hoàng! Ba người đồng thời kinh hô một tiếng, khó mà che giấu vẻ mừng như điên, ở thời điểm này nhìn thấy đại hoàng, thật sự là một kiện không bình thường vui vẻ sự tình, cái này biểu thị bọn họ phiền phức không còn là phiền phức, mà biến thành Khâu Thiên Phách phiền phức. Bởi vì ba người rất là rõ ràng, đại hoàng cẩu xuất hiện, đại biểu cho người kia cũng tới. Nơi nào đến chó, cũng dám cắn chết ta người hầu, muốn chết. Khâu Thiên Phách lửa giận ngút trời, lúc này nhất trưởng hướng về đại hoàng cẩu vô tới, một đạo hùng hậu trường phong tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đến đại hoàng cẩu phụ cận. Khâu Thiên Phách làm chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, ra chiêu xác thực rất nhanh, nhưng đại hoàng cẩu lại là càng nhanh, hắn hóa thành một đạo quang ảnh. Xoát một chút đem Khâu Thiên Phách trưởng phong cho tránh né mất, này một cái trưởng phong công bằng, vừa vặn rơi vào bị đại hoàng cẩu muốn chết bộc người thi thể bên trên, thi thể oanh một tiếng vỡ vụn ra, biến thành toái phiến. Hỗn đản! Khâu Thiên Phách lần nữa giận dữ, hắn hôm nay đến đây là muốn thu thập Ngự Tử Hàm ba người, không biết từ nơi nào xuất hiện một con chó, lên tự giết người. Rác rưởi! Đúng lúc này, biệt viện bên ngoài vang lên một thanh âm, sau đó, bốn bóng người đi vào biệt viện đại môn. Ba nam một nữ, đều là khí vũ hiên ngang, đi đầu một cái thiếu niên áo trắng, hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn cất bước. Nhìn thấy người tới, Ngự Tử Hàm ba trên mặt người nhất thời toát ra hoa một dạng nụ cười, đồng thời, bọn họ nhìn về phía Khâu Thiên Phách ánh mắt, bắt đầu tràn ngập đồng tình. Giang Trần mấy người từ Khâu Thiên Phách bên cạnh đi qua, đi vào Ngự Tử Hàm ba người phụ cận, toàn bộ quá trình liền nhìn Khâu Thiên Phách liếc một chút đều không có. Đối với lòng tự trọng cực mạnh Khâu Thiên Phách tới nói, không thể nghi ngờ là cự đại thương tổn. Tử Hàm, tiến bộ rất nhanh nha. Giang Trần vỗ vỗ Ngự Tử Hàm bả vai, đồng thời đối Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn cười cười, ba người này tiến bộ trên thực tế cũng đều tại chính mình trong dự liệu, Ngự Tử Hàm cũng không cần nói,
từ trong đảo bên ngoài đều chiếm được linh mạch bổn nguyên chi khí tịnh hóa, tu vi đột nhiên tăng mạnh cũng là chuyện đương nhiên. Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn tại luyện ngục bên trong đợi một năm, kinh lịch thế nhưng là sinh cùng tử tẩy lễ, hiện tại chính là ở vào thuế biến giai đoạn. Các ngươi là ai, cũng dám đi vào Vũ phủ giết người? Khâu Thiên Phách lớn tiếng nói. Giang huynh, cái này hỗn đản. Ngự Tử Hàm khí cắn răng. Ta đều biết. Giang Trần cười cười, xoay người nhìn về phía Khâu Thiên Phách, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, hắn vừa sải bước ra, đi vào Khâu Thiên Phách phủ cận, một cái bàn tay tự đập tới qua. Đùng. Một bạt tay này thực sự quá vang dội, hung hăng phiến tại Khâu Thiên Phách trên mặt, Khâu Thiên Phách này hùng tráng thân thể giống như đạn pháo một dạng bị phiến ra một trượng có hơn. Oa. Khâu Thiên Phách hoa phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn pha tạp hai cái răng cửa. Công tử. Này hai cái người hầu dọa sợ, vội vàng đi vào Khâu Thiên Phách trước người, đem dìu dắt đứng lên, mặt khác vị kia Vũ phủ đệ tử lại là trừng to mắt nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng, tâm lý chấn kinh giống như phiên giang đảo hải một dạng. Quá khiếp sợ, lấy Khâu Thiên Phách thực lực, thậm chí ngay cả né tránh thời cơ đều không có, thiếu niên trước mắt này thực lực, cái kia mạnh bao nhiêu. Ngươi dám đánh ta? Khâu Thiên Phách ngao một cuống họng, đại thủ đem hai cái nô bộc đẩy qua một bên, khí thế song song về hướng Giang Trần trùng kích, chiến linh cảnh sơ kỳ khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, Khâu Thiên Phách chén kia miệng kích cỡ tương đương quyền đầu xoát một chút tiểu xuất hiện tại Giang Trần trước mắt. Đùng. Đáng tiếc, lúc đầu lực công kích 10 phần quyền đầu cũng không còn cách nào hướng về phía trước nửa phần, bị một cái tay bắt lại, mặc cho Khâu Thiên Phách dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát đại thủ này. Xoạt xoạt. Giang Trần thủ trưởng dùng lực, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, đem Khâu Thiên Phách cổ tay trực tiếp cho vặn gãy, đau Khâu Thiên Phách kêu thảm một tiếng, toàn bộ trên đầu đều là mồ hôi. Ngươi, ngươi đến là ai? Khâu Thiên Phách liền xem như có ngốc, cũng cảm giác được đối phương không dễ chọc. Ngươi không phải mới vừa nói coi như ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không quan tâm sao? Giang Trần trên mặt chất đầy cười lạnh, đối với Khâu Thiên Phách dạng này người, hắn căm ghét nhất, hôm nay nếu như không phải mình kịp thời xuất hiện, Ngự Tử Hàm ba người tình cảnh có thể nghĩ, không chừng phải bị cái dạng gì nhục nhã đây. Ngươi là Giang Trần? Khâu Thiên Phách đại trừng mắt, Giang Trần cái tên này từ trong miệng mình nói ra, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, trước đó nói không quan tâm đó là bởi vì Giang Trần chưa từng xuất hiện. Để hắn tránh thức cùng Giang Trần đối lập, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám, tên sát tinh này tên tuổi đó cũng không phải là đắp, cái này là thằng điên, là cái sát nhân của ma. Mặt khác này Vũ phủ đệ tử còn có hai cái người hầu nghe được Giang Trần tên, sắc mặt đều biến tái nhợt, băng đảo chi hành đã phát sinh hết thảy, bọn họ đều nghe nói. Đùng, Giang Trần lại một cái tát đập vào Khâu Thiên Phách trên mặt, đem trực tiếp đập trên mặt đất, đến cái ngã gục. Tụi ngươi cái này hùng dạng còn đến bắt nạt ta Giang Trần bằng hữu. Nếu như ở bên ngoài, ngươi bây giờ đã chết. Giang Trần lạnh lùng nói ra, nếu là ở bên ngoài, giết Khâu Thiên Phách dạng này người, Giang Trần căn bản sẽ không có chút nương tay, nhưng nơi này dù sao cũng là Vũ phủ, hắn không thể vừa tới tự giết người. Giang Trần, ngươi không muốn phách lối, nơi này là Vũ phủ, một mình ngươi ngoại nhân, dựa vào cái gì tại Vũ phủ nội dương oai, không người nào dám tại Vũ phủ nội làm càn, nói cho ngươi, ta là Thế tử Võ Nghiêm người, ngươi dám đụng đến ta đó là tìm phiền toái cho mình. Khâu Thiên Phách lớn tiếng uy hiếp nói. Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đều thẳng không chịu nhận, thật vì con hàng này IQ sốt ruột, gia hỏa này đều người ở dưới mái hiên còn không biết cúi đầu, Khâu Thiên Phách nếu là thông minh một điểm, tự xéo đi nhanh lên, hiện tại mở miệng uy hiếp, gọi là tự tìm tội thủ. Đánh cho ta, sau khi đánh xong ném ra. Giang Trần phất phất tay, Ngự Tử Hàm cái thứ nhất lao ra. Làm đại gia ngươi. Ngự Tử Hàm nhất quyền nện ở Khâu Thiên Phách trên mặt. Một cái mắt gấu mèo nhất thời xuất hiện. Hắc hắc. Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên nhìn nhau âm u cười một tiếng, hai người xoa xoa trưởng, đi đến Khâu Thiên Phách phủ cận. Quan Nhất Vân cùng Điền Nhất Sơn đi tới, bất quá bọn hắn mục tiêu không phải Khâu Thiên Phách, mà chính là biệt viện bên trong ba người khác. Phanh phanh phanh. A à. Trong lúc nhất thời, như giết heo kêu thảm từ biệt viện truyền ra, liên tiếp, liên miên bất tuyệt, đem chọn cái Vũ phủ khu ký túc xá đều cho kinh động. Phát sinh chuyện gì, cái này kêu thảm quá khốc liệt, là Khâu Thiên Phách phát ra tới. Tựa như là từ Ngự Tử Hàm bọn họ biệt viện bên trong truyền ra, Khâu Thiên Phách qua tìm bọn họ để gây sự, không thể nào, phát ra tiếng kêu thảm tựa như là Khâu Thiên Phách ra, đến chuyện ra sao, lấy Ngự Tử Hàm ba người bọn họ thực lực, cũng không phải Khâu Thiên Phách đối thủ. Đi, đi qua nhìn một chút, ha ha, Khâu Thiên Phách bị đánh, nghe còn rất khốc liệt bộ dáng, hả giận a. Nãi nãi, Khâu Thiên Phách cháu trai này ỷ vào phía sau có thế tử chỗ dựa, này bình thường hoành hành không sợ,
khắp nơi khi dễ người, bất đem chúng ta để ở trong mắt, nếu là hắn bị đánh, lão tử cao hứng 3 ngày không ngủ được. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh khu ký túc xá, trong nháy mắt vỡ tổ, Khâu Thiên Phách là Vũ Phủ cũng coi là một cái so khá nổi danh nhân vật, bởi vì hắn phách lối cùng bá đạo, khiến cho hắn danh tiếng cũng không tốt lắm, không ít người đều biết hôm nay Khâu Thiên Phách qua tìm Ngự Tử Hàm 3 người phiền phức, lúc đầu đều tại đồng tình Ngự Tử Hàm 3 người, nhưng bây giờ lại nghe được Khâu Thiên Phách tiếng kêu thảm thiết, để cho người ta không thể không ngoài ý muốn. Khâu Thiên Phách cố nhiên chán ghét, nhưng hắn thực lực lại không thể khinh thường, có thể đem một cái chiến linh cảnh cao thủ đánh kêu thảm thành dạng này, người xuất thủ cái kia mạnh mẽ cỡ nào a? Tối thiểu nhất Ngự Tử Hàm 3 người không có dạng này thực lực, mà lại, Khâu Thiên Phách phía sau có thế tử chỗ dựa, bình thường người cũng không có đảm lượng qua gây. Rất nhanh, Ngự Tử Hàm khác ngoài cửa viện liền tụ tập không ít người, lúc này, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy 4 cái vật nặng từ trong biệt viện bị ném ra. Định Nhãn xem xét, cái này 4 người là ai a? Từng cái bị đánh nơi nào còn có nửa điểm hình người, coi là thật mẹ đều nhận không ra. Bất quá mọi người vẫn là lần đầu tiên tự từ trên thể hình nhận ra Khâu Thiên Phách, giờ phút này Khâu Thiên Phách, nơi nào còn có nửa điểm thường ngày phách lối tư thái, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, cả khuôn mặt đều đã bị đánh thành đầu heo, máu thịt be bét, hàm răng cũng không biết bị đánh mất mấy khỏa. Ta qua, cái này ai vậy, ra tay quá hung ác đi, đã nghiền a. Khâu Thiên Phách lại bị đánh thành dạng này, đây là ai làm a, quá khỏe khoắn đi. Vây xem người đều nhích miệng, Khâu Thiên Phách hình tượng này thực sự quá thê thảm, cái này một trương đài heo trên mặt, ít nhất phải chịu có trên 100 quyền đi, còn có mấy cái quyền in ở phía trên đây, coi quyền ấn cường độ cùng hình dáng, có vẻ như còn không chỉ một người xuất thủ. Mọi người nhìn không được ngẩng đầu hướng về trong biệt viện nhìn lại, vừa mới nhìn thấy mấy bóng người chỉ thấy một luồng kình phong từ bên trong thổi ra, đem biệt viện đại môn đóng lại. Phách ca, người nào đem ngươi đánh thành dạng này, là Ngự Tử Hàm bọn họ sao? Lão tử qua báo thù cho huynh. Lúc này, một cái thần đan cảnh đỉnh phong đệ tử chạy tới, người này tên là Trương Nguyên, ngày bình thường cùng Khâu Thiên Phách quan hệ không tệ, vậy mà theo sau lưng Khâu Thiên Phách, vừa mới nghe được Khâu Thiên Phách kêu thảm, lúc này chạy tới, nhìn thấy Khâu Thiên Phách bọn người thảm trạng, cũng là khiếp sợ không thôi. Trương Nguyên khí thế chấn động, liền muốn qua đập nát biệt viện đại môn, sau đó qua đem Ngự Tử Hàm 3 người cầm ra đến hành hung một trận, báo thù cho Phách ca, bất quá Trương này ngọn nguồn vừa đi ra 2 bước, đột nhiên ý thức được không thích hợp. Vội vàng quay thân lần nữa nhìn về phía Khâu Thiên Phách thảm trạng, nhìn không được đánh run một cái. Phách ca đều bị đánh thành dạng này, ta nếu là đi vào, chẳng phải là càng thêm thê thảm, ai nha, xúc động, may mắn kịp thời kịp phản ứng. Trương Nguyên trong lòng âm thầm may mắn, vội vàng đi vào Khâu Thiên Phách trước người, chỉ thấy Khâu Thiên Phách nỗ lực mở ra mắt gấu mèo, đối Trương Nguyên nói ra, gọi. Gọi người, nói cho, thế tử. Khâu Thiên Phách một bên mơ hồ không rõ nói xong. Trong miệng không ngừng phun ra bọt máu, hắn câu nói này vốn phải là nghiến răng nghiến lợi nói ra, nhưng bây giờ răng cửa đều bị đánh mất, muốn cắn đều cắn không thành. Liền Phách ca cũng dám đánh, thật sự là ăn gan hùm mật gấu, ta cái này qua tìm thế tử, hôm nay bất kể là ai, đều để hắn chết rất khó coi. Trương Nguyên nói xong, cả người liền đã biến mất tại nguyên chỗ, qua tìm thế tử hỗ trợ qua. Khâu Thiên Phách quả thực bị tức hư, trong miệng hắn không ngừng phát ra gào thét. Chính mình còn chưa từng có nhận qua loại này uất khí đây, hôm nay mất mặt ném lớn, mình bây giờ hùng dạng tử, chỉ sợ để cho người ta đem miệng đều cho cười lệch ra. Mặt khác 3 cái co đầu rút cổ lấy thân thể, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, bọn họ tuy nhiên đều là cao thủ bên trong cao thủ, nhưng cũng không nhịn được hàn diễn mấy cái kia đột nhiên hành hung, nguyên lực đều bị đánh bạo, muốn nhất thời bán hồi khôi phục đứng lên bước đi, đó là vọng tưởng. Đây là ai đánh a, Ngự Tử Hàm bọn họ nhưng không có dạng này thực lực a. Không phải Ngự Tử Hàm bọn họ, ta vừa mới nhìn đến tốt mấy bóng người ở bên trong, không biết là người nào, bất quá tại cái này Vũ Phủ bên trong dám hành hung Khâu Thiên Phách người, có thể thực sự không nhiều a. Xem đi, thế tử Vũ Nghiêm thế nhưng là một cái không bình thường bao che khuyết điểm ra hỏa, tu vi tuy nhiên so ra kém thiếu phủ chủ cùng Vũ Thông thế tử bọn họ, nhưng cũng đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, so với Khâu Thiên Phách có thể lợi hại hơn nhiều, một hồi Vũ Nghiêm khẳng định sẽ xuất hiện. Không sai, hôm nay đoán chừng có trò vui nhìn. Người bên trong lá gan cũng là thật to lớn, bất quá gặp Vũ Nghiêm, chỉ sợ cũng đến nhận sợ, dù sao thế tử thân phận tại này bày biện đây. Tất cả mọi người đang nghị luận, bọn họ không nhìn thấy người bên trong hình dạng thế nào, nhưng có người xác thực nhìn thấy tốt mấy bóng người, tuyệt đối không chỉ là Ngự Tử Hàm 3 người. Trong lúc nhất thời, khu ký túc xá náo nhiệt lên, Ngự Tử Hàm biệt viện bên ngoài tụ tập rất nhiều người, chờ lấy nhìn một hồi trò vui, đều muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai to gan như vậy, dám ở Vũ Phủ nội đánh Khâu Thiên Phách.
Trong biệt viện, cố nhân gặp nhau, tự nhiên là mừng rỡ, riêng là Ngự Tử Hàm ba người, lần nữa nhìn thấy Giang Trần thật sự là rất hưng phấn, bởi vì Giang Trần xuất hiện, giải quyết Khâu Thiên Phách cái tai họa này. Giang huynh, người tại băng đảo sự tích chúng ta đều nghe nói, thật sự là rất phong cách, liền Thế Tử Vũ Thông đều không phải là đối thủ của ngươi khủng bố a. Ngự Tử Hàm vừa cười vừa nói. Xem ra chúng ta đời này cũng đừng nghĩ đuổi qua Giang sư đệ chân mươi bước. Quan Nhất Vân cười cười, vì Giang Trần trưởng thành mà cao hứng, nhưng cũng khó tránh khỏi có chút đắng chát. Lúc trước Tề Châu ngoại môn thi đấu thời điểm, Giang Trần hoành không xuất thủ, vẫn chỉ là một cái vừa vừa bước vào nhân đan cảnh con tôm nhỏ. Ngày đó đắc tội Nam Bắc Triều, vẫn phải dựa vào chính mình bảo hộ. Vừa mới qua đi không đến thời gian một năm, Giang Trần liền trưởng thành đến để cho mình chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ. Cùng dạng này ưu nghiệt so ra, ai còn dám nói mình là thiên tài. Không muốn nhụt chí, tại Vũ Phủ nội hào hào tu hành, lấy các ngươi thiên phú, tấn thăng chiến linh cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Giang Trần nói ra, Tiểu Vũ cũng thức tỉnh, thật sự là quá tốt, còn có Hàn Diễn sư huynh hiện tại cũng thực lực tăng mạnh, vị này hẳn là Nam Cung Vấn Thiên A. Ngự Tử Hàm nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, băng đảo chi hành đã sớm truyền khắp, không đơn thuần là Giang Trần, liền Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có Đại Hoàng Cẩu danh tiếng cũng truyền ra, bọn họ hiện tại cũng là danh nhân. Nam Cung Vấn Thiên cười cười, đối Ngự Tử Hàm ba người ôm một cái quyền, xem như chào hỏi, hắn cùng ba người cũng chưa quen thuộc, nhưng Giang Trần bằng hữu, này chính là mình bằng hữu. Giang huynh, hiện tại Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông khắp nơi muốn giết ngươi, ngươi tới đây Vũ Phủ, hẳn là lánh nạn đi. Điền Nhất Sơn nói ra, trước mắt mà nói, Vũ Phủ thật là tương đối an toàn địa phương, không nói trước ta, chuyện của ta các ngươi đều biết, ba người các ngươi tại Vũ Phủ nội có vẻ như lăn lộn không được tốt lắm ha. Giang huynh cười nói, từ Khâu Thiên Phách sự tình không khó coi ra, ba người ở chỗ này qua vẫn là tương đối biệt khuất. Ai, Vũ Phủ thiên tài thực sự quá nhiều, thần đan cảnh căn bản là chân đứng không vững, chỉ có chiến linh cảnh cao thủ, mới có thể đứng ở chỗ này vững vàng cước bộ, này Khâu Thiên Phách ngang ngược bá đạo, phía sau lại có Thế Tử Vũ Nghiêm duy trì, rất ít người dám chọc hắn, đồng thời, người này lão tử là hoàng đế tự mình sắc phong quận vương, xuất thân tôn quý, không phải chúng ta có thể so sánh. Quan Nhất Vân thán một tiếng. Bất quá lần này cái kia hỗn đản làm thực sự quá phận, hắn mấy cái người hầu vậy mà đến chiếm trước trụ sở, muốn để cho chúng ta cút ra ngoài, đơn giản lẽ nào lại như vậy, trước đây không lâu chúng ta đánh ba cái kia người hầu, sau đó Khâu Thiên Phách liền đến nháo sự, nếu như không phải là các ngươi kịp thời xuất hiện, ba người chúng ta hôm nay nơi nào sẽ có tốt. Ngự Tử Hàm nghĩ đến đây, tự không nén được giận. Bố khỉ, mấy cái con tôm nhỏ mà thôi, tính toán cái bóng. Không có đánh chết hắn đã coi như là vận khí, đây cũng chính là tại Vũ Phủ, nếu là ở bên ngoài, cậu gia ta đã sớm đại khai sát giới. Đại Hoàng Cẩu không bình thường tức giận, vừa rồi chỉ là cắn chết một cái người hầu, với hắn mà nói, đó là tương đương chưa đủ nghiền. Bất quá đánh Khâu Thiên Phách, này Thế Tử Vũ Nghiêm chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Điền Nhất Sơn có chút lo lắng. Lại một cái Thế Tử sao? Tu vi gì? Giang Trần hỏi. Vũ Nghiêm là thất hoàng gia tiểu nhi tử, bây giờ đang Vũ Phủ nội tu được, bây giờ tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách chiến linh cảnh trung kỳ cũng chỉ là cách xa một bước. Quan Nhất Vân nói ra, chiến linh cảnh sơ kỳ tính toán cái chim A, tiểu trần tử liền chiến linh cảnh trung kỳ Vũ Thông đều kém chút cho giết chết, mà lại, trước khi tới, tiểu trần tử vừa mới giết chết Kiếm Châu hai đại thiên tài, Thượng Quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử, hai người đều là chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ. Hàn Diễn mở miệng nói ra. Ba người đồng thời kinh hô một tiếng, nhìn về phía Giang Trần sắc mặt lần nữa biến, Giang Trần đánh bại Vũ Thông tin tức bọn họ đều nghe nói, nhưng cũng không có tận mắt thấy, mà lại, đánh bại chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ cùng giết chết chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, này hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm A. Thế nhưng là, này Vũ Nghiêm có Thế Tử là thân phận, nơi này là Vũ Phủ, nếu là phát sinh xung đột, không tốt lắm đâu. Điền Nhất Sơn có chút lo lắng. Không cần để ý. Nếu là hắn không đến coi như hắn thức thời, nếu tới, hừ. Ta cũng không quan tâm cái gì Thế Tử thân phận. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn đắc tội với người quá nhiều, ban đầu ở băng đảo bên ngoài, kém chút Liên Vũ nghe được đều cho giết, căn bản không quan tâm một cái tiểu Thế Tử. Ngay tại Giang Trần vừa dứt lời, biệt viện đại môn phát ra tiếng vang trầm trầm, bị một cỗ cậy mạnh ầm vang đánh nát, bốn thân ảnh đồng thời xuất hiện. Bốn người này, ba cái đều là chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, một cái khác là này trước đó đi gọi người Trương Nguyên. Đi đầu một người, người mặc cẩm tú hoa y, long lông mày mắt hổ, mang trên mặt ngạo khí, toàn thân trên dưới tản ra quý tộc khí tức, người này chính là Thế Tử Vũ Nghiêm, mặt khác hai cái chiến linh cảnh sơ kỳ thiên tài,
là Vũ phủ đệ tử, đi theo Vũ Nghiêm cùng đi. Thế tử bên người, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu khuyết người hầu cùng vuốt mông ngựa người, đây cơ hồ là có thân phận người biểu tượng, thật giống như Khâu Thiên Phách bên người cũng nên mang theo mấy cái người hầu một dạng. Cái nào dám đánh bản thế tử người, cho bản thế tử đứng ra. Vũ Nghiêm ánh mắt đảo qua biệt viện bên trong mỗi người, vô cùng phách lối hét lớn một tiếng. Biệt viện chi bên ngoài bóng người thong thả, đều là hướng về trong biệt viện nhìn lại, cũng rốt cục đem người bên trong cho thấy rõ ràng, Ngự Tử Hàm ba người bọn họ đều biết, nhưng cái này đột nhiên xuất hiện mấy người, nhưng chưa từng thấy qua, hiển nhiên không phải võ người trong phủ. Bọn họ không phải vũ phủ người, cũng dám tại vũ phủ nội đánh người, lá gan thật sự là không nhỏ a. Lần này có trò vui nhìn, đám người này lá gan quá lớn, Vũ Nghiêm khẳng định phải thu thập bọn họ. Xem đi, Vũ Nghiêm muốn bão nổi. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, Giang Trần bọn người trong nháy mắt trở thành tiêu điểm, vũ phủ là địa phương nào, đây chính là đẳng cấp cao nhất học phủ, Thánh Vũ Vương triều trọng địa, vũ phủ nội đệ tử ở giữa tranh đấu rất bình thường, nhưng mấy cái ngoại nhân đến vũ phủ nội đánh người dạng này sự tình còn xưa nay chưa từng xảy ra qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai ủng có như thế đảm lượng. Các ngươi không phải vũ phủ người. Vũ Nghiêm ánh mắt quét qua Giang Trần mấy người, lạnh lùng nói ra. Rất nhanh liền là. Giang Trần cười cười, hắn tiện tay cầm lên một chương ghế mây, đặt mông ngồi lên, hai chân chéo nguấy, hoàn toàn là một mặt hưởng thụ bộ dáng. Giang Trần biểu hiện để Vũ Nghiêm lửa giận càng tăng lên, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện con tôm nhỏ, cũng dám ở trước mặt mình như thế làm càn, không chút nào đem chính mình để ở trong mắt, chính mình thế nhưng là đường đường thế tử. Vũ phủ nội người nào thấy mình không được tất cung tất kính, tiểu tử này đơn giản tựu là muốn chết. Hừ, đem người mang tới tới. Vũ Nghiêm lạnh hừ một tiếng, phía sau nhất thời có người đem Khâu Thiên Phách mấy người cho mang tới đến vứt trên mặt đất. Ngự Tử Hàm, nói, đây là ai đánh, ba người các ngươi hỗn đản cũng dám cấu kết ngoại nhân đến gây chuyện, ta xem các ngươi là không muốn tại vũ phủ lăn lộn. Vũ Nghiêm lớn tiếng nói, người là ta đánh, người tốt nhất đừng dùng loại giọng nói này cùng bằng hữu của ta nói chuyện. Còn có, ngươi tốt nhất lập tức để cho người ta dơ lên mấy cái rác rưởi này cút ra khỏi nơi này, bao quát chính ngươi, tại ta không có tức giận trước đó. Giang Trần ngồi tại dây leo trên mặt ghế, hời hợt nói ra. Cái gì? Để Vũ Nghiêm cút ra khỏi nơi này, lỗ tai nghe lầm a? Cái này nha là ai a? Náo tử bị môn cho chen đi, cũng dám như thế nói chuyện với Vũ Nghiêm, đây không phải muốn chết sao? Gia hỏa này nhất định náo tử có bệnh. Một ngoại nhân đi vào vũ phủ còn dám lớn lối như vậy, thật sự là không biết chữ chết, viết như thế nào. Một mảnh xôn xao, liên Vũ Nghiêm sửng sốt, tại cái này vũ phủ nội, có vẻ như còn là lần đầu tiên có người dám dạng này nói chuyện với chính mình. Hỗn trướng, ngươi thì tính là cái gì, lại dám như thế nói chuyện với thế tử, muốn chết. Vũ Nghiêm bên người một cái chiến linh cảnh sơ kỳ đệ tử lớn tiếng quát lớn, hắn thân thể nhoáng một cái, tự xuất hiện tại Giang Trần phủ cận. Bàn tay hắn tinh mang bắn ra bốn phía, đối Giang Trần tựu nắm tới. Cút! Giang Trần nhấc chân chính là một chân, trùng điệp đá vào đệ tử kia trên bụng, người kia phát ra một tiếng kêu thảm, cả người bị đạp bay ra ngoài, giống như một cái vương dạng ghé vào hai trượng có hơn. Lão thiên, gia hỏa này quá khỏe khoắn, nói đánh người tựu đánh người, quá phách lối. Người này đến cái gì đường đi a? Nhìn tuổi còn trẻ, thực lực vậy mà như thế cường thế, Khâu Thiên Phách bị đánh thành như thế. Hiện tại một cái chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ lại bị hắn một chân tựu cho đạp bay. Thật mạnh thực lực a, chỉ sợ Vũ Nghiêm đều không nhất định là đối thủ của hắn a. Không người không sợ hãi, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên, thực sự quá khỏe khoắn. Thấy thế, Vũ Nghiêm khí sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn cũng không phải người ngu, tối thiểu nhất thiếu niên trước mắt này biểu hiện ra ngoài thực lực để hắn cực kỳ kinh hãi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, tại cái này vũ phủ bên trong, ngươi dám đụng đến ta Vũ Nghiêm người. Tựu nhất định phải trả giá đắt, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến xin lỗi, chuyện hôm nay ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, xem như chưa từng xảy ra. Vũ Nghiêm mở miệng nói ra, đây đã là hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ, nếu như là dĩ vãng, hắn tuyệt đối không chỉ có làm cho đối phương quỳ xuống đến xin lỗi đơn giản như vậy. Vì sao không phải ngươi quỳ xuống, là thủ hạ ngươi người trước tiên đập vào ta, muốn nói xin lỗi, cũng cần phải là ngươi mới đúng. Giang Trần khóe miệng hơi hơi dương lên. Giống như Vũ Nghiêm nhân vật như vậy, ngươi căn bản không thể khách khí với hắn, bởi vì hắn hội được đà lấn tới, đối phó dạng này người, liền muốn dùng thủ đoạn đặc thù. Muốn chết! Vũ Nghiêm lần này hoàn toàn giận, trong tay hắn, khanh một tiếng xuất hiện một thanh băng lạnh trường kiếm, chiến linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong khí thế dốc sức tản ra đến, đối Giang Trần vào đầu tựu chém tới, tên trước mắt này hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt,
nếu như Khôn cho hắn biết thế nào là lễ độ, chính mình thế tử thể diện ở đâu, sau này còn như thế nào tại cái này Vũ phủ lăn lộn. Đối mặt Vũ Nghiêm công kích, Giang Trần ngồi tại trên ghế mây vẫn như cũ không nhúc nhích, hắn đại thủ lăng không một chảo, chân long đại thủ ấn lăn lộn mà ra, một cái huyết sắc long chảo trống rỗng xuất hiện, một phát bắt được vọt tới trước Vũ Nghiêm, ném sang một bên. Phù phù. Vũ Nghiêm bị hung hăng đập xuống đất, chỉ cảm thấy bị ngã thất điên bát đảo, toàn thân trên dưới không có không đau địa phương. Lần này, toàn bộ tràng diện đều giống như vỡ tổ một dạng, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy ngồi tại trên ghế mây thiếu niên, trừ rung động vẫn là rung động, tại cái này Vũ phủ bên trong, thực lực mạnh hơn Vũ Nghiêm có, nhưng dám ra tay đánh Vũ Nghiêm, là quá thiếu. Ngươi dám đánh ta? Vũ Nghiêm từ dưới đất bò dậy, một đôi mắt đều biến thành hồng sắc, đây quả thực là muốn lật trời, lại có người dám đánh chính mình, cái này vẫn phải sao? Vũ Nghiêm mang tới mấy cái kia đệ tử lúc đầu đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhưng gặp Vũ Nghiêm đều bị đối phương bị đả thương, chính mình đi lên, chẳng phải là thảm hại hơn, mà lại, đối phương liên Vũ Nghiêm cũng dám đánh, huống chi là bọn họ. Xéo đi nhanh lên, từ nay về sau không cho phép bước vào cái này biệt viện nửa bước. Giang Trần không kiên nhẫn phất phất tay, hắn sợ lại dây dưa tiếp chính mình hội nhìn không được giết cái này thế tử. Tốt, rất tốt, tiểu tử, ngươi có gan, tại cái này Vũ phủ bên trong, dám đánh bản thế tử, ngươi vẫn là thứ nhất, nói cho ngươi, hôm nay ngươi sở tác sở vi, chắc chắn nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới, ngư tử hàm ba người, sau này đều không cần lại lăn lộn. Vũ Nghiêm nghiến răng nghiến lợi phát ra uy hiếp. Giang Trần tiểu bảo tính khí nhất thời liền không nhịn được, hắn thân thể nhoáng một cái đi vào Vũ Nghiêm bên cạnh, một cái bàn tay phiến tại Vũ Nghiêm trên mặt. Vũ Nghiêm mặt bị đập trên mặt đất, sau đó, Giang Trần một phát bắt được Vũ Nghiêm phía sau lưng, dùng lực ném ra biệt viện. A, thế tử. Mấy người hầu kia kinh hãi, vội vàng xông ra biệt viện, đem Vũ Nghiêm từ dưới đất dìu dắt đứng lên, giờ phút này Vũ Nghiêm, nửa gương mặt đều sưng, miệng đều bên cạnh qua một bên, có thể thấy được Giang Trần một cái tát kia nặng bao nhiêu. Giang Trần đảm lượng thật sự là dọa người, rất nhiều người đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, không biết cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, đến tột cùng là thần thánh phương nào, liền thế tử đều không để trong mắt, nói đánh là đánh. Ngươi, có loại báo lên tên ngươi. Vũ Nghiêm mơ hồ không rõ tiếp tục uy hiếp. Giang Trần từ tốn nói, báo ra bản thân danh hào. Oanh! Cái tên này vừa ra, tất cả mọi người lỗ tai đều giống như muốn nổ tung một dạng, cái gọi là như sấm bên tai, đã là như thế à. Giang Trần, trời ạ, hắn cũng là cái kia giết chết thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông vô số thiên tài, Liên Vũ nghe được thế tử đều đánh bại Giang Trần. Khẳng định là hắn, khó trách có mạnh mẽ như thế thực lực cùng đảm lượng, người này cũng là một người điên à, Liên Vũ nghe được thế tử cũng dám đánh, huống chi là một cái Vũ Nghiêm, lần này Vũ Nghiêm thật sự là đá trúng thiết bản. Lợi hại, rốt cục nhìn thấy người thật, cũng không biết hắn đến Vũ Phủ làm gì. Chẳng lẽ là muốn trở thành Vũ Phủ đệ tử sao? Không có khả năng, hiện tại thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông khắp nơi đều muốn giết hắn, Vũ Thông cũng đối căm hận không thôi, Vũ Phủ chắc chắn sẽ không thu lưu Giang Trần, nếu là thu lưu, đơn giản cũng là trong tay một cái đại phiền toái a. Mọi người đang khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng giận mình, hành hung thế tử dạng này sự tình, bình thường người thật làm không được, nhưng nếu như là Giang Trần, vậy nhất định có thể làm ra đến, thiên hạ này, có vẻ như còn không có hắn Giang Trần không dám chọc người. Ngươi chính là Giang Trần. Vũ Nghiêm nỗ lực trừng to mắt, sau đó dùng sắp phóng hỏa ánh mắt nhìn về phía trước nằm trên mặt đất còn tại kêu rên Khâu Thiên Phách, giờ khắc này, hắn hận không thể đem Khâu Thiên Phách chém thành muôn mảnh. Cái này đống cứt chó trước đó vậy mà bất nói cho đối phương biết thân phận, đơn giản rất đáng giận, nếu như Vũ Nghiêm biết đánh Khâu Thiên Phách là Giang Trần, hắn chắc chắn sẽ không chạy đến ra mặt. Giang Trần là nhân vật nào, liền hắn Vũ Thông Đường ca đều bị đánh, huống chi hắn Vũ Nghiêm a, có quan hệ theo như đồn đại Giang Trần hắn cũng nghe nói, nếu là gây gấp, trực tiếp giết chính mình đối phương cũng là làm được. Cái này không phải mình tìm cho mình không thoải mái sao? Chính mình gây người nào không tốt? Hết lần này tới lần khác muốn tới gây tên sát tinh này. Giang Trần, ngươi chờ đó cho ta, chuyện này chưa xong đâu. Vũ Nghiêm lại lưu lại một câu uy hiếp, sau đó nhanh chóng rời đi, hắn sợ mình lưu lại nữa một lát, liền sẽ bị đánh giống như Khâu Thiên Phách, về phần Khâu Thiên Phách, sau này quỳ ở trước mặt mình cũng không thể tha thứ. Nếu như ngay từ đầu biết là Giang Trần, Vũ Nghiêm chắc chắn sẽ không chọc tới, nhưng bây giờ đã gây, chính mình một trận này đánh tơi bời cũng không thể khổ sở uổng phí. Hắn là nhất định phải nghĩ biện pháp lấy lại công đạo, không thì, sau này mình tại Vũ Phủ bên trong, còn như thế nào lẫn vào. Giang Trần lắc đầu, chính mình thật sự là đi tới chỗ nào đều không bình tĩnh,
mới vừa tới đến Vũ phủ, cái mông đều không có ngồi ấm chỗ đâu. Tựu cùng thế tử chơi lên, xem ra dùng không bao lâu, chính mình đến Vũ phủ tin tức liền sẽ mọi người đều biết. Có đôi khi không muốn tìm phiền phức, nhưng phiền phức cuối cùng sẽ không hẹn mà gặp, vây quanh chính mình, cho nên, Giang Trần chỉ có thể dùng quả đấm mình đem những phiền toái này từng cái đánh nát. Đem mấy cái rác rưởi này còn ném ra. Giang Trần chán ghét nhìn một chút vừa mới bị nhấc về trong biệt viện Khâu Thiên Phách mấy người, Ngự Tử Hàm mang trên mặt rực rỡ nụ cười, nắm lên mấy người phía sau lưng lại ném ra. Nhìn cái gì vậy, đều đừng nhìn. Ngự Tử Hàm đối ngoài cửa những đệ tử kia hống một tiếng, nhất thời tan tác như chim muông. Sát Tinh đi vào Vũ phủ, tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Vũ phủ, tin tức không thể nghi ngờ là kình bạo, Kiếm Châu lưỡng đại thế lực vừa mới tuyên bố tất sát lệnh. Mọi người đều coi là Giang Trần muốn tới chỗ trốn hướng, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà đi vào Vũ phủ. Đêm đó, mấy người đoàn tụ một đường, không có chút nào nửa điểm cảm giác cấp bách, riêng là Giang Trần, tốt như chính mình sông lớn như vậy họa, nhiều như vậy cường địch, theo chính mình không hề quan hệ một dạng. Người quen gặp mặt, tự nhiên là vô cùng cao hứng, nói về đoạn thời gian này chuyện phát sinh, tự nhiên là vui cười không ngừng. Giang Trần, ngươi đến Vũ phủ tin tức chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Kiếm Châu qua. Đến lúc đó thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhất định không chịu từ bỏ ý đồ, chỉ sợ cái này Vũ phủ cũng không an toàn a. Ngự Tử Hàm có chút lo lắng nói ra. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tự nhiên sẽ có ứng đối chi pháp, ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Giang Trần cười cười, trên mặt hồn nhiên là không thèm để ý, đối với hắn mà nói, đem bên người những người này đưa đến Vũ phủ đến, hắn mục đích liền đã đạt tới, về phần Vũ Cửu có thể hay không bảo vệ mình. Hắn đều không để ý, chỉ cần Vũ Cửu có thể bảo hộ bên người những người này là được. Giang sư đệ là ta gặp qua lớn nhất yêu nghiệt thiên tài, trời sinh là chính mình đại khí vận người, coi như gặp được lại đại hung hiểm cũng có thể nghênh lưỡi đao hóa giải, lần này chắc hẳn cũng giống như vậy. Quan Nhất Vân vừa cười vừa nói, hắn lời này lại là phát ra từ phế phủ, Giang Trần dạng này thiên tài, thật là hắn cuộc đời ít thấy, cái này cùng nhau đi tới, hắn không biết sáng tạo bao nhiêu kỳ tích, hắn địch nhân vẫn luôn rất cường đại. Nhưng mỗi một lần đều gắng gượng qua đến, mà mạnh mẽ hơn hắn địch nhân, đến sau cùng đều không có kết quả gì tốt. Đó là đương nhiên, không phải vậy hắn có thể để Giang Trần. Hàn Diễn cười to. Bất quá, chúng ta đều đến thời gian dài như vậy, liền thế tử cũng đánh, này Vũ Lãng cũng hẳn phải biết đi, vì sao không tới gặp chúng ta. Nam Cung Vấn Thiên nhớ tới Vũ Lãng. Là như thế này, Vũ Lãng từ băng đảo sau khi trở về, liền trực tiếp bế quan, hiện tại chỉ sợ còn không có xuất quan. Ngự Tử Hàm nói ra, Vũ Lãng từ băng đảo sau khi trở về, liền trực tiếp bế quan tu luyện qua, vẫn luôn không tiếp tục xuất hiện. Vũ Lãng tại băng đảo nội cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt, lần này bế quan tu luyện, hẳn là sẽ có nhất định đề bạt. Giang Trần nói ra, Vũ Lãng chi như vậy vội vàng bế quan, có hai nguyên nhân, bên trong một cái là mình đạt được chỗ tốt, một cái khác là bị Giang Trần cho kích thích, thân là Vương Triều Thế Tử, Vũ Phủ Thiếu Phủ Chủ, chiến linh cảnh trung kỳ thiên tài cao thủ. Còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp cái gì đả kích, nhưng lần này băng đảo chuyến đi, lại bị Giang Trần biểu hiện cho thật sâu đả kích. Bố khỉ, này Vũ Cửu vậy mà cũng không xuất hiện, không phải là không muốn quản chúng ta à. Nếu là Vũ Cửu mặc kệ chúng ta tại Vũ Phủ bên trong, liền không có an toàn có thể nói. Đại Hoàng Cầu phiền muộn nói ra, hắn lúc đầu nghĩ đến biết Giang Trần đến Vũ Phủ về sau, Vũ Cửu hồi trước tiên đi ra gặp nhau, nhưng cái này đều đi qua thời gian dài như vậy, một điểm động tĩnh đều không có. Yên tâm đi, Cửu ca không phải như thế người. Giang Trần cười cười, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, hắn tuệ nhãn thức châu, nhìn người bản sự cũng không phải bình thường người có thể so sánh, Vũ Cửu là dạng gì người, hắn nhìn nhất thanh nhị sở, một cái tránh thức tính tình bên trong người, mãi mãi cũng là trọng nghĩa khí. Giang Trần đi vào Vũ Phủ, đồng thời hành hung thế tử tin tức, giống như một đạo long quyển phong một dạng, cấp tốc truyền bá ra ngoài, không đơn thuần là Vũ Phủ bên trong, còn trước tiên truyền đến Kiếm Châu. Ngay tại lúc đó, Kiếm Châu tin tức cũng truyền đến Vũ Phủ bên trong, lớn nhất kình bạo tin tức tự nhiên là Giang Trần đại náo Thiên Nguyên Sơn, đánh giết thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đệ nhất thiên tài. Cái này hai làm theo tin tức va chạm, khiến cho toàn bộ Kiếm Châu cùng Vũ Phủ đều sôi trào lên, thậm chí đã truyền đến Thánh Vũ Vương Triều bên trong, Giang Trần cái tên này trở thành mỗi người đều muốn thảo luận tồn tại, đây là một cái hỗn thế ma vương, 1000 năm đều chưa từng xuất hiện một cái, tối thiểu nhất Đông Đại Lục còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Nương, này Giang Trần thật sự là một cái nhân vật hung ác a, liền thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử đều bị hắn giết, nghe nói người này hiện tại tu vi vẫn chưa tới chiến linh cảnh, chẳng qua là thần đan cảnh đỉnh phong mà thôi, thật là yêu nghiệt a. Thực lực cường hãn cũng coi như, mấu chốt nhất là gia hỏa này đảm lượng a,
thực sự quá lớn, trên cái thế giới này giống như không có hắn không dám chọc người một dạng, hành hung thế tử, đánh giết thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông thiên tài, đây là muốn đem Đông Đại Lục đều cho lật trời tiết tấu a. Đúng vậy a, rất hung tàn, lúc này mới thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nếu như tấn thăng đến chiến linh cảnh cái kia còn đến, đến lúc đó chẳng phải là chỉ có chiến vương cao thủ mới có thể chế phục hắn, toàn bộ thánh vũ vương triều mới có mấy cái chiến vương a, tiểu tử này sẽ không phải là thánh nhân chuyển thế đi. Vũ phủ mỗi trong khắp ngõ ngách đều đang bàn luận Giang Trần cái tên này. Nghe nói, Giang Trần qua vũ phủ, còn hành hung thế tử, thật sự là hỗn thế ma vương a. Thật không biết hắn là thế nào chạy đi, Kiếm Châu đã bị lưỡng đại thế lực cho phong tỏa ngăn cản, hắn giết chết thượng quan Nhất Thanh cùng Huyền Ngọc Tử về sau, vậy mà như thế cấp tốc liền chạy đến vũ phủ bên trong, dạng này tốc độ thật là khiến người ta kinh hãi a. Quan trọng hơn là, gia hỏa này vừa mới đến vũ phủ, chuyện thứ nhất cũng là hành hung thế tử. Ông trời a, thiên hạ này, còn có Giang Trần không dám làm sự tình sao? Ngay tại lúc đó, Kiếm Châu tình huống cũng giống như vậy, mỗi trong khắp ngõ ngách đều đang đàm luận Giang Trần, Kiếm Châu đã bị hoàn toàn phong tỏa, hoàn toàn cũng là một cái lồng giam, liền một con ruồi đều không bay ra được, mục đích chính là vì cái này Giang Trần, nhưng Giang Trần lại trong bất chi bất giác đã đến vũ phủ. Thượng quan gia tộc nội. Gia chủ, để tiểu tử kia chạy mất, hắn vậy mà trực tiếp qua vũ phủ, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái chiến linh cảnh trưởng lão vô cùng tức giận nói ra. Lúc trước vũ phủ ra sức bảo vệ Huyền Nhất Môn, đã nói lên Giang Trần cùng vũ phủ có quan hệ, chỉ sợ là cùng phủ chủ quan hệ mật thiết, không thì Giang Trần sẽ không ở thời điểm này qua vũ phủ. Nếu như là lời như vậy, cũng có chút không dễ làm, nhưng Giang Trần giết chúng ta thượng quan gia tộc nhiều người như vậy, còn giết chúng ta đệ nhất thiên tài là thượng quan Nhất Thanh, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy tính toán a. Từng cái chiến linh cảnh trưởng lão đều là tức giận không thôi. Hiện tại tổn thất không đơn thuần là gia tộc thiên tài tinh anh, còn có gia tộc uy nghiêm. Nhất định không thể tính như vậy, ta ngày mai liền đi vũ phủ, cháu của ta mất mạng đúng không có thể cứ như vậy chết vô ích, ta nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh, đừng nói là vũ phủ cửu hoàng gia, liền xem như vũ hoàng đế, cũng phải cấp chúng ta thượng quan gia tộc một cái công đạo. Thượng quan Ưng dựng râu trừng mắt, thượng quan Nhất Thanh là hắn tôn tử, hắn lửa giận đã nhanh muốn thiêu đốt. Gia chủ thượng quan Thắng một mặt âm trầm ngồi tại vị trí trước, Giang Trần qua vũ phủ, nếu như cửu hoàng gia muốn bảo đảm, này tựu có chút phiền phức, thượng quan gia tộc coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể không cấp cửu hoàng gia mặt mũi. Lúc này, đại trưởng lão thượng quan Thanh Minh từ chỗ ngồi đứng lên, hắn trong đại sảnh đi qua đi lại, sau đó, trong mắt lộ ra một đạo hàn mang, hắn nhìn về phía thượng quan Thắng, mở miệng nói ra, gia chủ, kẻ này nhất định phải mau chóng diệt trừ, trong gia tộc đã đem Giang Trần tin tức từng điều tra. Kẻ này vừa mới xuất hiện tại Tề Châu thời điểm, chẳng qua là nhân đan cảnh sơ kỳ mà thôi, bây giờ vẫn chưa tới thời gian một năm, tựu từ nhân đan cảnh sơ kỳ trưởng thành đến thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Dạng này tốc độ phát triển, không thể nghi ngờ là không bình thường dọa người hơn là, hắn bây giờ có được lấy có thể chém giết chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ thực lực, nói cách khác, chỉ có chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ tự mình xuất thủ, mới có thể giết chết Giang Trần, cho nên, chúng ta bắt buộc thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành đứng lên tựu đưa vào chỗ chết. Nếu để cho tiếp tục trưởng thành, chỉ sợ dùng không bao lâu, chúng ta thượng quan gia tộc muốn báo thù đều khó có khả năng. Thậm chí toàn cả gia tộc đều muốn hủy tại tiểu tử này trong tay. Thượng quan Thanh Minh một lời nói giống như một quả bom một dạng nổ tung, để ở đây tất cả mọi người mãnh liệt thanh tỉnh, bao quát gia chủ thượng quan Thắng. Không sai, thượng quan Thanh Minh nói quá đúng, Giang Trần chính thức có thể sợ không phải trước mắt hắn chiến lực, mà chính là hắn tiềm lực cùng tấn cấp tốc độ, nhanh đến để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị trình độ. Nếu như bây giờ không đem diệt trừ, cho đối phương trưởng thành thời cơ, muốn lại diệt trừ, chỉ sợ cũng khó, cái gọi là nuôi hổ gây họa, Giang Trần sớm muộn cũng sẽ trở thành thượng quan gia tộc lớn nhất mối họa lớn. Gia chủ, đại trưởng lão nói không sai, không thể lại để cho tiểu tử kia tiếp tục trưởng thành tiếp, sau này đối với chúng ta uy hiếp quá lớn. Có người lớn tiếng nói. Tốt, ta hiện tại liền đi tìm Vạn Kiếm Tông tông chủ, sáng sớm ngày mai tiến về vũ phủ, cho cửu hoàng gia làm áp lực. Ta tin tưởng cửu hoàng gia cũng phải biết cái gì nhẹ cái gì nặng, sẽ không vì một tên tiểu tử đắc tội chúng ta hai đại thế lực. Thượng quan Thắng bỗng từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó, hắn thân thể nhoáng một cái liền từ trong đại sảnh biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ hai, thiên cương sáng, vũ phủ sơn môn bên ngoài liền tới 5-6 đường trước hoành thân ảnh. Giang Trần, cút ra đây cho ta. Một cái dường như sấm sét tiếng vang đột nhiên tại toàn bộ vũ phủ sơn thượng bầu trời vang lên, hồi âm khuấy động, chấn động khiến người sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, đây là ai, sáng sớm ngay tại ngoài sơn môn hô to gọi nhỏ. Hướng về phía Giang Trần đến,
rất có thể thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân đến, chúng ta đi ra xem một chút. Vũ phủ thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua, cái kia Giang Trần hôm qua mới đến, hôm nay tự có đại chuyện phát sinh. Nguyên bản yên lặng vũ phủ trong nháy mắt sôi trào lên, lần lượt từng bóng người bắn ra, hướng về sơn môn bên ngoài bay đi. Giờ phút này, Ngự Tử Hàm trong biệt viện, mấy người nghe được cái này kêu to, sắc mặt cũng đều là biến đổi. Người này công lực thâm hậu, chỉ sợ ít nhất là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, dám ở vũ phủ bên ngoài hô to gọi nhỏ, chỉ sợ là thượng quan gia tộc gia chủ đến. Hàn Diễn sắc mặt khó coi nói ra. Đi thôi, đi ra xem một chút. Giang Trần cũng là một mặt âm trầm, nhanh chân đi ra biệt viện, hướng về vũ phủ sơn bên ngoài bay đi. Giờ phút này, vũ phủ sơn trên không, đã lơ lửng không ít người, tại sơn môn bên ngoài, xuất hiện 6 cái cường thế vô cùng người, 6 người này, vậy mà toàn bộ đều là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, đi đầu 2 người, nhìn đều là chừng 40 tuổi, bên trong một cái Bá Khí Uy Vũ chính là Thượng Quan Thắng, một cái khác, thân thể mặc áo xanh, bạch đái đai lưng, thân thể gầy gò, nhưng một đôi mắt lại cực sáng ngời, người này chính là Kiếm Châu một cái khác bá chủ, Vạn Kiếm Tông tông chủ, Thiên Cương Nhất. 6 người này, tùy tiện ra tới một cái, đều là bá chủ bên trong bá chủ, tùy tiện dầm chân một cái cũng có thể làm cho Kiếm Châu run rẩy tồn tại, Thượng Quan gia tộc đại trưởng lão Thượng Quan Thanh Minh, một cái khác là Thượng Quan Ưng, Vạn Kiếm Tông trừ Thiên Cương Nhất bên ngoài, cũng tới mặt khác 2 cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ. Giờ phút này, 6 người lăng không chiến lực, khí thế vô song, sát khí ngang dọc, xem xét cũng là tìm đến sự tình, dám ở Vũ Phủ Sơn ngoài cửa phóng xuất ra như sát khí này, chỉ sợ cũng chỉ có Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông cao thủ mới phải làm đến. Nhìn a, là Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông nhân, liền Thượng Quan gia tộc gia chủ cùng Vạn Kiếm Tông tông chủ đều tự mình xuất hiện, là vì Giang Trần mà đến. Cái này Giang Trần thật sự là rất có thể gây chuyện, Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất vốn là lớn nhất đại đối đầu, hiện tại vì một thiếu niên vậy mà liên hợp đến cùng một chỗ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng a? Đúng vậy a, bây giờ 2 đại cự đầu đều xuất hiện, chỉ sợ không ai có thể giữ được Giang Trần, liền xem như Vũ Hoàng Đế cũng phải cấp cái này 2 đại cự đầu mấy cái phần mặt mũi. Tiếng nghị luận nổi lên 4 phía, nhìn người tới trận doanh về sau, không có người không khiếp sợ, đối phương tuy nhiên chỉ có 6 người, nhưng năng lượng lại là cự đại. Giang Trần đây, để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Thiên Cương Nhất thanh thế chấn thiên, hôm qua Thượng Quan Thắng chủ động tìm chính mình, cũng làm cho hắn ý thức được đánh giết Giang Trần tầm quan trọng đã lửa xém lông mày, cho nên hôm nay không tiếc cùng Thượng Quan Thắng liên hợp đến đây vũ phủ, thế tất yếu đem Giang Trần diệt trừ. Ta ở chỗ này, Giang Trần nghênh ngang đi tới, Hàn Diễn đám người cũng không có ở đi theo phía sau, mà là xa xa ở phía sau xem chừng, đây là Giang Trần ý tứ, dạng này cục diện, vẫn là không muốn đem bọn hắn liên lụy vào tương đối tốt, hết thảy ân oán đều chính mình tiếp tục chống đỡ. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần người thật, nói thật, Giang Trần hình tượng, cùng mọi người trong tưởng tượng chênh lệch không nhỏ, trong lòng bọn họ, Giang Trần dạng này hỗn thế ma vương, coi như không có 3 đầu 6 tay, cũng cần phải cao to lực lưỡng, cao lớn vạm vỡ mới đúng, không nghĩ tới lại là một cái tuấn tú thiếu niên. Hắn cũng là Giang Trần A, nhìn giống như chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng, thật sự là thiếu niên thiên tài A. Ai có thể nghĩ tới dạng này một cái khuôn mặt vô hại thiếu niên, lại là một cái sát nhân cuồng ma. Hắn vì sao muốn đến vũ phủ, chẳng lẽ là ở chỗ này có chỗ ỷ lại sao? Nhưng lúc này đi tới, chẳng phải là muốn chết. Rất nhiều người chỉ trỏ. Ngươi chính là Giang Trần. Thượng Quan Thắng nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt còn như dao, xem ra muốn đem Giang Trần ngàn đao bầm thây. Không sai, ta chính là Giang Trần, các ngươi đến tìm ta có việc sao? Giang Trần không mặn không nhạt nói ra nhìn, để cho người ta không thể không bồi phục hắn dũng khí cùng bá lực, đối mặt 6 cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, còn có thể cam đoan mặt không biến sắc tim không đập, giống như đứng ở trước mặt mình chỉ là phổ thông 6 người một dạng, vẹn vẹn phần này tính cách, cũng làm người ta khuất phục a. Ngươi là Giang Trần liền tốt, chết đi cho ta. Thiên Cương Nhất không nói hai lời, lên tựu xuất thủ, hắn đại thủ hướng về phía trước tìm tòi, một mực hư huyễn thủ trưởng đối Giang Trần vào đầu tựu bao phủ xuống. Chiến linh cảnh đỉnh phong thực lực dốc sức tản ra đến, toàn bộ vũ phủ sơn trên không đều phiêu đáng vô hình áp lực, làm cho lòng người bên trong cảm giác đến vô cùng khó chịu. Giang Trần hơi híp cặp mắt, hắn đứng ở nơi đó cũng không có tránh né, bởi vì hắn biết, có người cũng nên hiện thân, mà lại, lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù có thiên thánh kiếm nơi tay, cũng hoàn toàn không phải chiến linh cảnh hậu kỳ đối thủ. Thiên Cương Nhất, đến ta vũ phủ động thủ giết người, không tốt lắm đâu. Đúng lúc này,
Một cái thanh âm hùng hậu từ vũ phủ nội vang lên, đồng thời, một chương hư huyễn đại thủ trống rỗng xuất hiện, cùng thiên cương nhất đại thủ đụng vào nhau, đem ngăn cản lại tới. Sau một khắc, một cái như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại Giang Trần bên cạnh, người này xuất hiện cực quỷ dị, giống như một đạo huyễn ảnh một dạng, rất nhiều người đều không nhìn thấy hắn là như thế nào xuất hiện. Người này một thân trường bào màu vàng óng, đầu đội búi tóc, nhìn chừng 40 tuổi, uy mãnh bá khí, không phải Vũ Cửu là ai? Cửu ca. Giang Trần đối Vũ Cửu cười cười, là hắn biết, Vũ Cửu khẳng định hội hiện thân. Huynh đệ a, ngươi trưởng thành thật sự là vượt quá ca ca đoán trước, lão ca rất là vui mừng a, bất quá ngươi đây cũng quá có thể gặp rắc rối. Vũ Cửu nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn đầy tán thưởng, từ luyện ngục thời điểm là hắn biết Giang Trần không phải kẻ tầm thường, sớm muộn cũng sẽ tránh thức trưởng thành, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn là xem thường Giang Trần tốc độ phát triển thực sự quá nhanh. Nhưng tán thưởng thuộc về tán thưởng, nghĩ đến Giang Trần trong khoảng thời gian này chỗ làm sự tình, Tiểu Liên Vũ Chính cũng không nhịn được lắc đầu, cảm giác được một trận tê cả da đầu. Cái gì, cửu ca, huynh đệ? Hai người xưng hô cùng quan hệ làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt lộn xộn, đó là ai? Đây chính là Vũ Cửu A, đường kim cửu hoàng gia, Vũ Phủ Phủ Chủ, một cái thân phận đều là cao cao tại thượng, để cho người ta cao không thể chạm, toàn bộ Đông Đại Lục, có mấy người có tư cách xưng hô Vũ Cửu một tiếng cửu ca, lại có bao nhiêu người có thể để Vũ Cửu xưng hô huynh đệ? Ta thiên A, Giang Trần vậy mà theo Phủ Chủ đại nhân xưng huynh gọi đệ, sao lại có thể như thế đây? Ngưu bức A, thật sự là quá ngưu bức. Khó trách Giang Trần lớn lối như thế, tuyệt không sợ hãi thượng quan thắng cùng thiên cương nhất, nguyên lai hắn có phủ chủ chỗ dựa a. Đơn giản hiện ra mắt của ta, liền phủ chủ đều đi ra, nhưng thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đồng thời làm áp lực, liền xem như phủ chủ, chỉ sợ áp lực cũng không nhỏ a. Tất cả mọi người chấn kinh, Giang Trần vậy mà cùng phủ chủ xưng huynh gọi đệ, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng a. Quá khỏe khoắn. Hậu phương Ngự Tử Hàm khó mà ức chế kích động, hắn đến Vũ Phủ thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết phủ chủ, bây giờ thấy phủ chủ tự mình ra tay trợ giúp, mấy người tâm nhất thời buông ra tới. Mà Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất bọn người tựa hồ đã sớm dự liệu được Vũ Cửu sẽ xuất hiện, cho nên cũng không biểu hiện quá mức ngoài ý muốn, trước khi tới, bọn họ tự đoán được gặp được một màn này. Thượng Quan Thắng bái kiến Cửu Hoàng gia. Thiên Cương Nhất bái kiến Cửu Hoàng gia. Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất đồng thời đối Vũ Cửu ôm một cái quyền, xem như đánh một cái bắt chuyện. Hai vị không cần phải khách khí, ta biết mục đích các ngươi hôm nay đến, nhưng muốn giết Giang Trần, lại là không được. Vũ Cửu đi thẳng vào vấn đề nói ra, liên tục cho thấy thái độ mình. Cửu Hoàng gia, cái này Giang Trần giết chúng ta hai đại thế lực nhiều thiên tài như vậy, hôm qua càng là chém giết Kiếm Châu hai đại thiên tài đứng đầu, mà lại nghiêm trọng xúc phạm chúng ta hai đại thế lực uy nghiêm, bút chướng này nhất định phải tính một chút. Thượng Quan Thắng thái độ vô cùng cường thế. Giang Trần đối các ngươi hai đại thế lực tạo thành tổn thất, bản hoàng gia hội đền bù tổn thất các ngươi. Về phần Giang Trần, hắn là bản hoàng gia anh em kết nghĩa, các ngươi muốn giết hắn, vẫn là quên đi. Vũ Cửu lời nói rất lợi hại rõ ràng nhất, còn kém một câu các ngươi về nhà tắm một cái ngủ đi. Cửu Hoàng gia, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao tốt, không muốn bởi vì một tên tiểu bối thương tổn giữa chúng ta hòa khí, Giang Trần chỗ phạm phải. Chỉ có thể dùng mệnh đến đền bù tổn thất, chúng ta hôm nay đến đây, chính là muốn mạng hắn, còn mời Cửu Hoàng gia không ngăn cản. Thiên Cương Nhất mở miệng nói ra. Hừ, ta nếu là không đồng ý đây, các ngươi muốn như thế nào? Chẳng lẽ còn dám ở nơi này Vũ Phủ ta động thủ không thành? Vũ Cửu lạnh hừ một tiếng, mạng hắn đều là Giang Trần cứu, hiện tại có người muốn Giang Trần mệnh, vậy đơn giản cũng là đánh rắm, chính mình là tuyệt đối sẽ không cho phép. Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất sắc mặt biến vô cùng khó coi, bọn họ không nghĩ tới Vũ Cửu thái độ vậy mà như thế cường ngạnh, nhưng ở Vũ Phủ nội động thủ, bọn họ còn không có to gan như vậy lượng. Chúng ta tự nhiên không dám cùng Cửu Hoàng gia động thủ, nhưng chuyện này chúng ta là nhất định phải đòi lại một cái công đạo, nếu như Cửu Hoàng gia kiên trì ngăn cản, chúng ta chỉ có thể tiến về Thánh Vũ Vương Triều gặp mặt Vũ Hoàng đế, cầu Võ Hoàng đế làm chủ. Thượng Quan Thắng lớn tiếng nói, tốt, vậy các ngươi liền đi tìm Hoàng thượng đi. Vũ Cửu cái này vừa nói, Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất đều sửng sốt, bọn họ lúc đầu coi là đem Vũ Hoàng đế rời ra ngoài có thể hù sợ Vũ Cửu, lại không nghĩ rằng Vũ Cửu thái độ vậy mà như thế cường thế, xem ra bọn họ hôm nay muốn tại Vũ Phủ nội sát Giang Trần là không thể nào. Cửu Hoàng gia, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nghe nói tiểu tử này còn đắc tội thập hoàng gia thế tử, hôm qua hành hung thất hoàng gia tiểu nhi tử, nếu quả thật nháo đến Thánh Vũ Vương Triều bên trong,
chỉ sợ cửu hoàng gia cũng bảo đảm bất giang trần. Thiên cương nhất trong ngôn ngữ đã có lửa giận, nếu như đối phương không phải vũ cửu, hắn chỉ sợ đã trực tiếp xuất thủ, chỗ nào sẽ còn đứng ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Hừ, ta lặp lại lần nữa, Giang Trần chính là anh em kết nghĩa ta, hắn đã từng cứu mạng của lão tử, người nào cũng đừng hòng tại trước mặt lão tử giết hắn, trừ phi trước hết giết ta, đừng nói là giết mấy người, liền xem như hắn đem trời chọc ra một cái lỗ thủng, ta cũng cho hắn lấy, các người muốn giết hắn là không được, muốn đi tìm hoàng thượng thì cút nhanh lên. Vũ Cửu lạnh hừ một tiếng, cho dù đối phương là thượng quan thắng cùng thiên cương nhất, cũng là một điểm thể diện cũng không lưu lại, liền cút chữ nói hết ra. Huynh đệ, chúng ta trở về uống rượu. Vũ Cửu một phát bắt được Giang Trần cánh tay, hai người thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hướng về Vũ Phủ Nội bay đi, lưu lại một mặt lửa giận sáu người, Giang Trần trên mặt toát ra một tia cảm động, Vũ Cửu câu kia thiên chọc ra một cái lỗ thủng cũng cho mình đỉnh lấy, quả thực để Giang Trần cảm động, đây mới là huynh đệ a. Phủ chủ quá khỏe khoắn đi. Ngự Tử Hàm chỉ cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Ha ha, không nghĩ tới cái này vì phủ chủ cũng là huyết tính người a, tính cách này ta thích, khó trách tiểu Trần tử đối với hắn như thế tín nhiệm. Nam Cung Vấn Thiên cũng là cười ha ha, Vũ Cửu quá như bức, một điểm mặt đều bất vứt cho thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông, lôi kéo Giang Trần trực tiếp đi, đem sáu người sửng sốt phơi ở chỗ này. Đó là đương nhiên, ban đầu ở luyện ngục bên trong, ta cùng tiểu Trần Tử có thể cứu qua Vũ Cửu mệnh, nếu như không có chúng ta, Vũ Cửu hiện tại đã chết tại độc sát trong không gian, bây giờ tiểu Trần Tử có khó khăn, hắn tự nhiên muốn ra mặt ngăn cản. Đại Hoàng Cầu lung lay cái đuôi to, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Vũ Cửu vậy mà cường thế đến trình độ như thế này. Thượng quan thắng cùng thiên cương nhất các loại người khí thế hừng hực mà đến, lại mũi dính đầy cho, mặc cho bọn họ thân phận tôn quý, nhưng Vũ Cửu cũng là một chút mặt mũi không cho, trực tiếp lôi kéo Giang Trần đi. Đối mặt tình huống như vậy, muốn giết Giang Trần là không thể nào, trừ phi bọn họ cùng Vũ Cửu đánh một trận chiến, nhưng nói như vậy, tính chất tự hoàn toàn biến, Vũ Phủ thế nhưng là Thánh Vũ Vương Triều thành lập căn cơ, đại náo Vũ Phủ, liền xem như bọn họ cũng không có dạng này đảm lượng, huống chi, cửu hoàng gia thân phận tôn quý, chính là hoàng thân quý tộc, thật đánh nhau, Giang Trần chưa chắc có thể giết chết, bọn họ còn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Gia chủ, Thiên Tông chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thượng quan ưng nhìn về phía thượng quan thắng cùng thiên cương nhất, mở miệng nói ra, hắn nghiến răng nghiến lợi, so với ai khác đều muốn giết chết Giang Trần, vừa mới Giang Trần rõ ràng đang ở trước mắt, lại không có cơ hội giết chi vì cháu mình báo thù, loại tâm tình này là tương đương để cho người ta buồn bực. Không nghĩ tới này Giang Trần cùng cửu hoàng gia quan hệ vậy mà như thế mật thiết, đã từng còn đã cứu cửu hoàng gia tánh mạng, chúng ta muốn ở chỗ này giết Giang Trần, cơ hồ là không thể nào. Thiên cương nhất cau mày nói, trước khi đến bọn họ lúc đầu nghĩ đến lấy thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông áp lực khiến cho Vũ Cửu giao ra Giang Trần, bất tham gia bên trong, lại chỗ nào nghĩ đến Vũ Cửu thái độ vậy mà như thế cường thế, hoàn toàn đem Giang Trần sự tình xem như việc của mình mà đối đãi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể qua Thánh Vũ Vương Triều. Thượng quan thắng một mặt âm trầm. Thật muốn qua Thánh Vũ Vương Triều à, làm một cái tiểu tử qua phiền phức Vũ Hoàng đế sợ rằng sẽ không cao hứng đi. Thượng quan Thanh Minh có chút lo lắng nói ra, nhất định phải tìm Vũ Hoàng đế, không thì, cửu hoàng gia bảo hộ Giang Trần, chúng ta căn bản không có thời cơ giết Giang Trần, một khi để Giang Trần trưởng thành, không may chính là chúng ta. Thiên Cương Nhất nói, không sai, chúng ta đi trước Thánh Vũ Vương Triều tìm thập hoàng gia cùng thất hoàng gia, ban đầu ở băng đảo thời điểm, Giang Trần kém chút liên Vũ nghe được thế tử đều cho giết, hôm qua lại hành hung thất hoàng gia tiểu nhi tử Vũ Nghiêm, đây đối với hai vị quyền cao chức trọng hoàng gia tới nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại khiêu khích, tin tưởng bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy Giang Trần tiếp tục trưởng thành. Thượng quan thắng khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Đi, lập tức qua Thánh Vũ Vương Triều. Thiên cương nhất nói xong, cái thứ nhất hướng về Thánh Vũ Vương Triều phương hướng bay đi, đồng thời, người khác cũng theo sau, rất nhanh biến mất tại Vũ Phủ Sơn trên không. Cái này sáu tên hỗn đản sẽ không thật qua Thánh Vũ Vương Triều đi. Nhìn qua sáu người biến mất phương hướng, Hàn Diễn nhìn không được hí hư nói. Xem ra bọn họ đã dưới tất sát tiểu Trần Tử quyết tâm, lần này nhận cửu hoàng gia ngăn cản, muốn đi Thánh Vũ Vương Triều tự mình tìm kiếm Vũ Hoàng đế. Ngự Tử Hàm cau mày nói, nếu như Vũ Hoàng đế nhúng tay việc này, Trần ca ca chẳng phải là nguy hiểm. Yên Thần Vũ cũng là một mặt lo lắng. Được, đều khác nghĩ nhiều như vậy, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, tiểu tử kia không dễ dàng như vậy chết, mà lại Vũ Cửu khẳng định hội ra sức bảo vệ tiểu Trần Tử. Đại Hoàng Cầu nói ra, ta cảm thấy cửu hoàng gia Thánh Vũ Vương Triều địa vị có lẽ vẫn là cực cao, tối thiểu nhất muốn so hắn hoàng gia cao một chút,
không thì, cũng sẽ không để hắn đến đảm đương chức vị phủ chủ này. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, đến lúc này, bọn họ cũng chỉ có đem hy vọng đều đặt ở Vũ Cửu trên thân. Vũ phủ chỗ sâu, Giang Trần cùng Vũ Cửu nhìn nhau hai cười, một bên đứng đấy Huyền Dạ, giờ phút này Huyền Dạ, bây giờ đã là chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, so với tại luyện ngục thời điểm, mạnh mẽ không ít, nhưng Huyền Dạ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, lại là chậm rãi rung động, sau cùng chỉ lắc đầu, trên cái thế giới này chắc chắn sẽ có một chút kỳ tích xuất hiện, tỉ như người thiếu niên trước mắt này. Giang Trần huynh đệ, nhớ ngày đó tại luyện ngục, ngươi vẫn chỉ là một cái mới vừa tiến vào thần đan cảnh mao đầu tiểu tử, vì đánh giết địa ma thú, không thể không tề tâm hiệp lực, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi vậy mà trưởng thành đến trình độ như thế này, ta thật sự là không nói gì. Huyền Dạ nói ra, ban đầu là chính mình chỉ dẫn Giang Trần tiến về Cực Nhạc đảo, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Giang Trần từ ở nước ngoài trở về, chiến lược liền đã vượt xa chính mình. Không sai, Huyền Dạ hiện tại tuy nhiên tấn thăng làm chiến linh cảnh trung kỳ, nhưng lấy hắn thiên phú, cùng thượng quan nhất thanh Huyền Ngọc Tử so ra, còn kém rất nhiều, Giang Trần liền thượng quan nhất thanh cùng Huyền Ngọc Tử đều có thể giết chết, huống chi là Huyền Dạ. Còn phải đa tạ Huyền huynh chỉ điểm, không thì, ta cũng sẽ không tiến về. Giang Trần đối Huyền Dạ ôm một cái quyền, cảm kích lời nói lại là phát ra từ trong nội tâm, Huyền Dạ giống như Vũ Cửu, đều trợ giúp chính mình không ít, riêng là Huyền Dạ, nếu như không phải hắn biết mình qua Cực Nhạc đảo, chính mình tự sẽ không gặp phải Nam Cung Vấn Thiên, tự vô pháp đạt được Cửu Dương Thánh Thủy, nói như vậy, Yên Thần Vũ tự vô pháp thức tỉnh. Đệ muội có thể thức tỉnh, cũng là thật đáng mừng. Vũ Cửu vỗ vỗ Giang Trần bả vai, hôm qua Giang Trần đến Vũ Phủ, hắn mặc dù không có hiện thân, nhưng lại biết nhất thanh nhị sở, đồng thời đã biết Yên Thần Vũ chỗ. Đến, huynh đệ chúng ta rất lâu không gặp, hôm nay hảo hảo uống một chén. Vũ Cửu cởi mở nói ra. Sau đó, ba người chỉ là uống rượu nói chuyện phiếm, căn bản không có nhắc lên thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông sự tình, về phần Giang Trần hôm qua vừa tới tựu đánh thế tử, Vũ Cửu cũng căn bản không nói, bởi vì trong mắt hắn, đây mới thực sự là Giang Trần, nếu như Vũ Nghiêm ức hiếp đến trước mặt Giang Trần còn không phản kháng, đó còn là Giang Trần à. Phủ chủ, ta nhìn thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông đã qua Thánh Vũ Vương Triều, không biết Vũ Hoàng đế có thể hay không nhúng tay à. Huyền Dạ cuối cùng đem đề tài dẫn tới phía trên này, trong ngôn ngữ tràn đầy lo lắng. Không sao, có ta ở đây, ta võ chín huynh đệ, ai cũng không động đậy. Vũ Cửu tự uống một chén, không thèm để ý chút nào nói ra, hắn đã từng nói, coi như Giang Trần đem thiên cho chọc ra một cái lỗ thủng, chính mình cũng có thể cho đứng vững. Ha ha, vậy cũng đúng, lấy Cửu Hoàng gia thân phận, bảo trụ Giang huynh đệ dễ như trở bàn tay. Huyền Dạ cười nói, Cửu ca, ta có một chuyện muốn nhờ. Giang Trần đột nhiên nói ra. Huynh đệ cứ nói. Vũ Cửu nói. Lần này thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông qua Thánh Vũ Vương Triều, khẳng định hội liên hợp thất hoàng gia còn có thập hoàng gia, đến lúc đó nhất định kinh động Vũ Hoàng đế, bằng vào ta làm những chuyện kia, chỉ sợ Cửu ca ngươi cũng sẽ vô cùng khó xử, cho nên, Cửu ca rất không cần phải bảo đảm ta chỉ hy vọng Cửu ca có thể bảo vệ tốt ta hôm qua mang đến mấy người, về phần ta bản thân, ha ha. Trời đất bao la, ta Giang Trần chỗ nào đều có thể đi được, thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông muốn giết ta. Cũng là muôn vàn khó khăn. Giang Trần nói ra, đây là hắn hôm nay tới đây Vũ Phủ chủ yếu mục đích. Bọn họ đi vào Vũ Phủ, sau này sẽ là Vũ Phủ người, ta quay đầu liền để Huyền Dạ cho bọn hắn Vũ Phủ đệ tử thân phận. Về phần ngươi, hiện tại cũng là Vũ Phủ người, mà lại là ta Vũ Cửu anh em kết nghĩa, ngươi này đều không cần qua, tự an tâm tại cái này Vũ Phủ nội tu được chính là, ta xem ai có thể động tới ngươi. Vũ Cửu vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chỉ là... Giang Trần nhíu mày, bởi vì hắn biết, chuyện này sẽ không quá đơn giản, thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông khẳng định là cùng chính mình không chết không thôi, cái này lưỡng đại thế lực chính là Thánh Vũ Vương Triều lớn nhất phụ thuộc, liền xem như Vũ Hoàng đế, cũng không thể không quan tâm. Giang huynh đệ, có kiện sự tình ngươi khả năng không biết, Cửu Hoàng gia thân phận cùng hắn cực kỳ Hoàng gia cũng không đồng dạng, hắn tại Thánh Vũ Vương Triều bên trong nói lời phân lượng, cũng không phải hắn Hoàng gia có thể so sánh. Huyền Dạ cười nói, há, Giang Trần sững sờ, có quan hệ Thánh Vũ Vương Triều sự tình, hắn có thể một điểm không biết. Trăm năm trước, Thánh Vũ Vương Triều có hai đại thiên tài, một cái là đương kim Vũ Hoàng đế, một cái khác cũng là chúng ta Cửu Hoàng gia, lúc trước băng đảo xuất hiện, nhưng không có ai biết bên trong đến tột cùng có cái gì, là phúc là họa, cho nên, Thánh Vũ Vương Triều quyết định chi từ đông đảo hoàng tử làm bên trong tuyển ra một cái tiến về băng đảo, cứ như vậy, lúc trước người đầu tiên tuyển cũng là Cửu Hoàng gia. Bởi vì Cửu Hoàng gia tại lúc ấy là đông đảo hoàng tử ở trong thiên phú tối cao một cái. Nhưng sau cùng Vũ Hoàng đế khát vọng đạt được một cái cơ hội như vậy,
cửu hoàng gia liền đem danh ngạch tặng cho hắn. Hắn tại băng đảo nội đạt được thiên đại cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đến mức về sau trở thành chiến vương cao thủ cấp bậc, làm bây giờ vũ hoàng đế. Huyền Dạ mở miệng nói ra, cho nên, vũ hoàng đế cảm kích cửu hoàng gia tình nghĩa, liên vũ phủ đô giao cho cửu hoàng gia quản lý, cửu hoàng gia tại vũ hoàng đế tâm bên trong phân lượng, này cũng không phải bình thường hoàng gia có thể so sánh. Nghe Huyền Dạ nói, Giang Trần lúc này mới chợt hiểu, nan quan vũ cửu như thế vênh váo trùng thiên, nguyên lai hắn trăm năm trước còn cùng vũ hoàng đế có như thế một mối liên hệ. Thật sự là đáng tiếc, lấy cửu ca thiên phú, nếu như trăm năm trước tiến vào băng đảo, nói không chừng hiện tại vũ hoàng đế cũng là cửu ca. Giang Trần cười nói, ai nói không phải đây, cái này hoàng vị lúc đầu liền hẳn là cửu gia. Huyền Dạ thực vì vũ cửu đuổi tới tiếc hận. Huyền Dạ, ngươi hôm nay lời nói có chút nhiều, ta đối làm hoàng đế không có nửa điểm hứng thú. Vũ cửu phất phất tay, trăm năm trước sự tình, hắn không muốn nhắc lại. Một trận này uống rượu, Giang Trần cùng vũ cửu trọn vẹn uống một ngày một đêm, một mực uống đến sáng ngày thứ hai, đột nhiên, một đạo kim sắc linh phù từ trong hư không phiêu đáng đi ra, rơi vào vũ cửu phụ cận. Nhìn thấy cái này linh phù, vũ cửu hơi hơi nhíu mày, hắn cong ngón búng ra, một đạo quang mang từ chính mình đầu ngón tay bắn ra mà ra, rơi vào trên linh phù nhất thời hóa thành một đạo đạo quang mang tiến vào vũ cửu trong đầu. Không nghĩ tới vũ hoàng đế thật muốn nhúng tay chuyện này. Vũ cửu nhíu mày. Cửu gia, chuyện gì phát sinh? Huyền Dạ hỏi. Vũ hoàng đế triệu kiến, để cho ta mang theo Giang Trần liền có thể chạy tới Thánh Vũ Vương Triều, xem ra chuyện này vẫn là kinh động vũ hoàng đế. Vũ cửu nhíu mày. Cửu gia, làm sao bây giờ, nếu như mang theo Giang Trần về Thánh Vũ Vương Triều, Giang Trần có thể bị nguy hiểm hay không? Huyền Dạ lo lắng nói. Có ta ở đây, người nào cũng không thể thương tổn huynh đệ của ta, chuyện này kinh động vũ hoàng đế, vừa vặn thừa dịp hôm nay có cái giải quyết, huynh đệ, người theo ta đi một chuyến Thánh Vũ Vương Triều. Vũ cửu nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần hơi hơi nhíu mày, nói thật, cái này Thánh Vũ Vương Triều hắn không muốn đi, hắn việc của mình bản thân cũng không muốn dựa vào ngoại nhân, cho dù cường đại hơn nữa địch nhân, chính hắn cũng có thể một mình giải quyết, coi như tạm thời giải quyết bất, sau này cũng có thể giải quyết, hắn lúc đầu nghĩ đến như vậy cao chạy xa bay. Chờ ngày sau tu vi tinh tiến trở lại, nhưng vũ cửu thịnh tình, lại không tốt ngụy. Huynh đệ, ta biết ngươi không muốn tìm quá nhiều phiền phức, ngươi hôm nay tới đây vũ phủ mục đích, chỉ là đem bằng hữu của ngươi giao phó cho ta, sau đó ngươi cao chạy xa bay, nhưng ở đông đại lục mảnh này cương vực bên trên, khắp nơi đều là Thánh Vũ Vương Triều thiên hạ, không thể trốn đi đâu được, lão ca ta cái mạng này là ngươi cứu, hiện tại liền xem như liều mạng cũng phải bảo đảm ngươi. Vũ cửu dùng vô cùng trịnh trọng cùng chân thành ngữ khí nói ra. Tốt, ta liền theo ngươi đi Thánh Vũ Vương Triều một chuyến. Giang Trần gật gật đầu, quyết định theo Vũ Cửu đi một chuyến Thánh Vũ Vương Triều. Thánh Vũ Vương Triều làm đông đại lục thống trị, Giang Trần sớm tối là muốn tiếp xúc, hôm nay dứt khoát trước hết đi một chuyến, có Vũ Cửu tại, tối thiểu nhất có thể cam đoan tính mạng mình không lo, coi như coi là thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Giang Trần cũng có thủ đoạn mình ứng phó. Đi. Vũ Cửu thả người nhảy lên, đằng không mà lên, hướng về Thánh Vũ Vương Triều phương hướng bay đi. Giang Trần theo sát về sau, lăng không mấy cái dậm chân liền đuổi kịp Vũ Cửu, hai người sóng vai mà đi, trong chớp mắt tựu ra Vũ Phủ Sơn. Trên đường đi, hai người nhanh như điện chớp, Vũ Cửu có ý đem chính mình tốc độ giảm xuống, sợ Giang Trần theo không kịp chính mình tiết tấu, nhưng hắn nhìn Giang Trần một mặt khí định thần nhàn, nơi nào có nửa điểm cố hết sức bộ dáng, trong lòng nhìn không được chấn kinh. Giang huynh đệ tuy nhiên chiến lược bất phàm, nhưng cùng ta ở giữa còn là có cực lớn chênh lệch, không nghĩ tới tốc độ như thế chi mau lẹ. Ta lại đề thăng một chút tốc độ, nhìn hắn có thể hay không đuổi kịp. Vũ cửu khóe miệng tràn ra mỉm cười, lúc này tốc độ tăng lên, trong chớp mắt đem Giang Trần vung ra phía sau, bất quá, vũ cửu còn chưa kịp đắc ý, chỉ thấy Giang Trần mấy cái lấp lóe tựu lại đuổi theo. Cửu ca, không bằng ngươi ta so tài một chút cước lực như thế nào? Giang Trần cười nói. Vũ cửu sững sờ, Giang Trần lại muốn theo chính mình so cước lực, đây quả thực là tìm tai vạ. Tốt, hai ta tựu so một lần. Để ta nhìn ngươi tên thiên tài này tại phương diện tốc độ đến tột cùng có bao nhanh. Vũ cửu cởi mở nói ra, Giang Trần chỉ bất quá thần đan cảnh đỉnh phong, chính mình thế nhưng là chiến linh cảnh đỉnh phong, giữa hai bên chênh lệch một cái đại cảnh giới, ba cái tiểu cảnh giới, đây là không được đền bù chênh lệch, Vũ cửu có thể không tin tại dạng này chênh lệch phía dưới, Giang Trần có thể đuổi kịp chính mình. Siêu siêu. Thế là, tại xa xa cuối chân trời, hai bóng người giống như lưu tinh một dạng gào thét mà qua, cái này hai bóng người một trước một sau. Khi thì giao thế trao đổi vị trí, lưu lại một phim trường trường tàn ảnh. Mà theo hai người tốc độ không ngừng so đấu, Vũ cửu tránh thức khiếp sợ,
Hắn một mặt kinh hãi nhìn lấy bên cạnh Giang Trần. Giang Trần tốc độ vậy mà có thể cùng chính mình sánh vai cùng, khó phân sản sản nhau. Loại tình huống này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Vũ Cửu đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Huynh đệ, ngươi vừa rồi thi triển thân phận, vậy mà có thể quấy hư không khí lưu, xem ra lão ca ta trước đó còn là xem thường ngươi, tốc độ ngươi, lại nhưng đã đủ để cùng ta sánh ngang, nếu như chờ ngươi đạp vào chiến linh cảnh, chỉ sợ tại phương diện tốc độ lập tức liền siêu việt ta. Vũ Cửu giận mình nói ra, trong ngôn ngữ mang theo không che giấu chút nào tán thưởng. Cửu ca tu vi cũng là khôi phục thần tốc, tin tưởng dùng bất bao lâu thời gian, liền có thể thành là chân chính chiến vương. Giang Trần cười cười, hiện tại Vũ Cửu đã khôi phục lại năm đó điên phong trạng thái, chỉ nửa bước đều đã bước vào chiến vương cảnh giới, chỉ cần một cơ hội, liền có thể một bước lên trời, nhưng một bước này cũng không phải dễ dàng như vậy phóng ra. Giang Trần đã từng chỉ điểm qua Vũ Cửu quân chiến chi đạo tu luyện, nhưng hiện tại xem ra, Vũ Cửu cũng không có đem để ở trong lòng, không thì, hiện tại chỉ sợ đều đã tấn thăng chiến vương, nhưng Giang Trần cũng không nói cái gì, con đường tu luyện, vẫn là muốn theo dựa vào chính mình qua tìm tòi cùng nắm lấy, dùng Vũ Cửu thiên tư, sớm muộn cũng sẽ minh bạch chính mình nơi mấu chốt. Về phần phương diện tốc độ, Giang Trần có thể dùng độc bộ thiên hạ để hình dung, lang ảnh cửu biến mặc dù là trong chiến đấu sử dụng chiến pháp, nhưng ở phương diện tốc độ cũng cho mình cực trợ giúp lớn, quan trọng hơn là không gian độn. Vừa mới Vũ Cửu cảm nhận được Giang Trần kéo theo hư không lưu động, chính là Giang Trần thi triển không gian độn duyên cớ, nếu như không có không gian độn này môn thân pháp duy trì, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, là không thể nào đuổi kịp chiến linh cảnh đỉnh phong Vũ Cửu. Mà muốn đem không gian độn uy có thể chân chính thi triển đi ra, nhất định phải đạt được chiến vương cảnh giới, lĩnh ngộ không gian chi lực mới được. Giang Trần kiếp trước dựa vào không gian độn độc bộ thiên hạ, phương diện tốc độ không ai bằng. Năm đó Giang Trần kiêu ngạo nhất nhất chiến chính là hắn chiến hoàng cảnh đỉnh phong thời điểm, dựa vào không gian độn thân pháp chạy thoát ba cái tiểu thánh cấp không còn cao hơn tay truy sát. Từ Vũ Phủ đến Thánh Vũ Vương Triều khoảng cách cũng không xa, dùng Vũ Cửu cùng Giang Trần tốc độ, nửa giờ thời gian liền có thể đến. Thánh Vũ Vương Triều, chính là toàn bộ Đông Đại Lục siêu cấp bá chủ, địa vị bất có thể dung chuyển, xa xa nhìn lại, Thánh Vũ Vương Triều cũng là một tòa quái vật khổng lồ, chiếm một diện tích ngàn dặm. Vàng son lộng lẫy cung điện san sát, nơi này bình thường nhất kiến trúc đều tràn đầy tôn quý khí tức. Đại khí, rộng rãi, tôn quý, xa hoa. Đây chính là đối Thánh Vũ Vương Triều tốt nhất hình dung, đứng tại Thánh Vũ Vương Triều bên ngoài, liền có thể cảm thụ được tòa này Vương Triều cao cao tại thượng khí thế, để cho người ta nhìn không được sinh ra khuất phục chi ý. Huynh đệ, đây chính là Thánh Vũ Vương Triều, toàn bộ Đông Đại Lục tôn quý nhất trung tâm nhất địa phương, ngươi cảm giác như thế nào? Vũ Cửu chỉ Thánh Vũ Vương Triều nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy tự ngạo. Xác thực là không tệ, có hoàng tộc khí thế. Giang Trần gật gật đầu, nếu như là bình thường thiếu niên đi vào Thánh Vũ Vương Triều phụ cận, sớm đã bị Thánh Vũ Vương Triều khí thế cho khuất phục, chỉ sợ muốn khung núm nói không ra lời. Nhưng Thánh Vũ Vương Triều ở trong mắt Giang Trần, lại là xa hoa có thừa, tích xúc không đủ, nơi này kiến trúc thật là nhất lưu, nhưng so với Thần Châu những chánh thức đó siêu cấp đại thế lực đến, chênh lệch lập tức hiển lộ ra. Loại kia thâm trầm tích xúc, xa không phải Thánh Vũ Vương Triều có thể so sánh, một chút truyền thừa xa xưa cổ lão môn phái, đều có thánh nhân tỏa chấn, tùy tiện một đạo thánh tức cũng có thể kéo theo cả môn phái khí thế. Đi thôi, chúng ta đi gặp Vũ Hoàng Đế. Vũ Cửu Lăng không dậm chân, hướng về Thánh Vũ Vương Triều nội đi đến. Phía trước người nào, cũng dám tại Thánh Vũ Vương Triều trên không phi hành. Hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, tiếp theo, trọn vẹn hơn 10 đạo quang trụ phóng lên tận trời. 10 cái người mặc hoàng kim chiến giáp thủ vệ ngăn trở Vũ Cửu cùng Giang Trần đường đi, đi đầu một người, nhìn 30-40 tuổi, trưởng uy Vũ Hùng Tráng, tu vi lại nhưng đã đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ. Đầu lĩnh kia khí thế hừng hực, bất quá khi hắn nhìn người tới bộ mặt thật sự về sau, mặt trong nháy mắt lộ ra kinh sợ thần sắc đến, lúc này không dám có nửa điểm lãnh đạm, đối Vũ Cửu sâu khom người thi lễ, không biết Cửu Hoàng gia trở về, còn xin thứ tội. Tốt, không trách ngươi. Vũ Cửu phất phất tay. Mang theo Giang Trần lăng không bay qua, này 10 cái hoàng kim thủ vệ khom người thi lễ, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Tại Thánh Vũ Vương Triều bên trong, coi như là bình thường chiến linh cảnh cao thủ, cũng không có phi hành quyền lợi. Ở chỗ này, được hưởng phi hành đặc quyền người, thực sự không nhiều, nhưng Vũ Cửu chính là này không nhiều người bên trong đặc thù nhất một cái, đương triều Cửu Hoàng gia, người nào dám đắc tội. Đây là Thánh Vũ Vương Triều hoàng kim thủ vệ, mỗi cái đều là tinh anh, mỗi một cái hoàng kim thủ vệ. Đều phải đi qua sinh tử khảo nghiệm mới có thể tiến vào, Vũ Phủ những thiên tài kia, rất nhiều sau khi đi ra đều là hoàng kim thủ vệ. Vũ Cửu giới thiệu nói, thật là một chi cường hãn thủ vệ. Giang Trần gật gật đầu.
Thánh Vũ Vương Triều nội cao thủ không phải ngươi có thể tưởng tượng, Hoàng Kim Thủ Vệ là Thánh Vũ Vương Triều cọc tiêu, liền xem như Vũ Phủ Thiên Tài, muốn Hoàng Kim Thủ Vệ, cũng phải đi qua trùng điệp khảo nghiệm. Lãng Nhi cũng là Hoàng Kim Thủ Vệ bên trong một thành viên, bây giờ Hoàng Kim Thủ Vệ thống lĩnh, là đương triều thái tử. Vũ Cửu giới thiệu nói, Vũ Hoàng Đế Nhi Tử. Giang Trần theo miệng hỏi, không sai, thái tử mới là Thánh Vũ Vương Triều chính thức đệ nhất thiên tài, năm nay chỉ bất quá 35 tuổi, tu vi tựu đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ, bây giờ trường khống Hoàng Kim Thủ Vệ, càng là dưới nhất đại hoàng đế không có hai nhân tuyển. Nâng lên thái tử, Vũ Cửu cũng không nhịn được tán thưởng. Thánh Vũ Điện, chính là Thánh Vũ Vương Triều trung tâm đại điện, ngày bình thường nghị sự địa phương, Vũ Cửu mang theo Giang Trần đi thẳng tới Thánh Vũ Điện đại môn trước đó, cho dù đến nơi đây, Vũ Cửu không ngừng lại hành tẩu, bay thẳng hơn vài chục giai hoàn toàn dùng thượng đẳng nham thạch chế tạo thềm đá, đi vào Thánh Vũ Điện trong đại điện. Thánh Vũ Điện trang chút vàng son lộng lẫy, đại khí vô song, trước đại điện mặt, hai cái tráng kiện xa hoa long trụ chừng cao khoảng 10 trượng, mỗi một cái long trụ bên trên điêu khắc một đầu thần dũng hoàng kim long. Long đầu hướng ra ngoài, rất sống động, nhiếp nhân tâm phách. Tại Thánh Vũ Điện phía trước nhất, một tòa cao lớn hoàng kim long ghế dựa, tản ra tia sáng chói mắt, giờ phút này, trên long ỷ ngồi ngay thẳng một người nam tử, người này tuổi tác nhìn cùng Vũ Cửu không sai biệt lắm, mặt ngoài nhìn lại đều là chừng 40 tuổi, hắn người mặc một bộ hoàng kim long bào, hung hiểm một khỏa cự đại long đầu, đỉnh đầu mang theo chói mắt hoàng quan, biểu dương hắn tôn quý. Người này mặt như đao tước, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng. Không giận tự uy, vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, cũng làm người ta nhìn không được sinh lòng sùng bái, người này chính là Thánh Vũ Vương Triều Vũ Hoàng Đế, Đông Đại Lục chính thức siêu cấp bá chủ. Giang Trần sau khi đi vào, ánh mắt trước tiên rơi vào Vũ Hoàng Đế trên thân, đây là hắn trọng sinh đến nay gặp được lớn nhất cao thủ mạnh mẽ, lấy hắn cảm chi lực, có thể cảm ứng được Vũ Hoàng Đế bên cạnh tùy ý dập dờn không gian ba động, đó là cảm ngộ ra không gian chi lực biến hóa, đây mới thực là chiến vương cao thủ. Trừ cái đó ra, trong đại điện còn đứng lấy mười mấy người, mỗi một cái đều là thân mang hoa phục, tản ra tôn quý khí tức, bên trong sáu người Giang Trần nhận biết, chính là hôm qua Vũ Phủ Sơn bên ngoài đại hống đại khiếu thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông Nhân, còn lại những cái kia, hắn không nhận ra cái nào, nhưng những người này mỗi một cái đều chính mình chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, mà lại, có thể xuất hiện ở đây người, thân phận đều là một cái so một cái tôn quý, không có một cái nào hạng người bình thường. Giang Trần không biết những người này, nhưng từ những người này nhìn chính mình ánh mắt bên trong, hắn có thể cảm nhận được một cỗ không che giấu chút nào địch ý, cái này khiến Giang Trần nhìn không được nhăn đầu lông mày đến, loại này không khỏi địch ý để hắn không bình thường chán ghét. Quan trọng hơn là, Giang Trần từ những người này ánh mắt bên trong, còn cảm nhận được đối Vũ Cửu một tia địch ý cùng bài xích, nếu như Giang Trần không có đoán sai, những người này cũng đều là Thánh Vũ Vương Triều Hoàng gia. Từng đạo mang theo kinh nghi ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, mấy vị Hoàng gia cũng không nghĩ tới. Gần nhất đem chọn cái Đông Đại Lục náo xôn xao nhân vật chính, vậy mà như thế tuổi trẻ. Oanh! Sau một khắc, một cỗ cường hãn uy áp giống như long quyển phong một dạng từ ở đây mỗi một vị chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ trên thân bắn ra mà ra, hướng về Giang Trần nhảy đè mà đến, trong chớp mắt, Giang Trần liền trở thành trung tâm phong bạo. Đối diện với mấy cái này uy áp, Giang Trần nhếch miệng lên, tràn ra một tia cười nhạt, hắn tựu đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có nửa điểm khó chịu cảm giác. Tựa hồ những này uy áp đối với hắn không có nửa điểm tác dụng một dạng. Loại tình huống này Liên Vũ Hoàng Đế đều kinh nghi, nhìn không được đối Giang Trần nhìn nhiều vài lần, phải biết, 10 cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ liên hợp lại phóng xuất ra uy áp cũng không phải đùa giỡn, bình thường người căn bản ngăn cản không nổi, nhưng Giang Trần lại phảng phất người không việc gì một dạng, mà lại, nơi này chính là Thánh Vũ Điện, bất luận cái gì một người trẻ tuổi đến nơi đây, đều muốn khúm núm, hoảng sợ mất hồn mất vía huống chi còn có chính mình cái này Vũ Hoàng Đế ở đây. Nhưng người thiếu niên trước mắt này từ khi đi vào đại điện tụ khí định thần nhàn, cùng đi vào một cái chợ bán thức ăn không hề khác gì nhau, vẹn vẹn cái này một phần tính cách, tựa xa không phải bình thường thiên tài có thể so sánh. Hừ, các ngươi đây là ý gì, coi ta Lão Cửu không tồn tại à? Vũ Cửu giận, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn tràn ra, đem những uy áp đó toàn bộ ngăn cản trở về, ánh mắt của hắn lạnh lùng, quét mắt một vòng trên đại điện những người kia, sau đó nhìn hướng lên phía trên Vũ Hoàng Đế. Hoàng thượng, Giang Trần ta mang đến. Vũ Cửu đối Vũ Hoàng Đế ôm một cái quyền xem như hành lễ. Huynh đệ, gặp qua Hoàng thượng. Vũ Cửu thấp giọng nói với Giang Trần. Giang Trần nụ cười trên mặt không giảm, học Vũ Cửu bộ dáng, đối Vũ Hoàng Đế ôm quyền nói, Giang Trần gặp qua Hoàng thượng. Đồ hỗn trướng, gặp đương kim Hoàng thượng vậy mà không quỳ xuống, muốn chết sao? Một người đối Giang Trần hét lớn một tiếng,
Người này từ khi sau khi đi vào nhìn Giang Trần tựu cực kỳ không vừa mắt, Giang Trần suy đoán, người này hẳn là thất hoàng gia cùng thập hoàng gia bên trong một vị. Lão thập, Giang Trần vừa tới Thánh Vũ Vương Triều, không hiểu quy củ cũng không tới phiên ngươi đến hô to gọi nhỏ. Vũ Cửu hét lớn một tiếng, đồng thời cũng làm cho Giang Trần minh bạch đối phương quả nhiên là thập hoàng gia thân phận, Vũ Thông lão tử, ngày đó mình tại băng đảo kém chút Liên Vũ nghe được giết, thập hoàng gia thầm hận chính mình đó cũng là bình thường. Hừ, quả nhiên là sơn giá thôn phu, hiện tại biết quy củ, tranh thủ thời gian quỳ xuống đi. Một người khác hừ một tiếng, không cần đoán, như thế vội vã nhằm vào Giang Trần, nhất định là thất hoàng gia, Giang Trần tại Vũ phủ hành hung thất hoàng gia tiểu nhi tử Vũ Nghiêm, này bằng với là hoàn toàn không đem thất hoàng gia để ở trong lòng, chẳng khác gì là tại đánh thất hoàng gia mặt. Giang Trần trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn biểu hiện trên mặt bất biến, lần nữa đối Vũ hoàng đế ôm một cái quyền, lại không có chút nào quỳ xuống ý tứ, nói đùa, thiên hạ đệ nhất thánh cho một cái chiến vương quỳ xuống, hắn thụ được tốt hay sao hả? Giờ khắc này, trong đại điện bầu không khí đột nhiên ngưng động, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Vũ hoàng đế tâm tình thượng xuất hiện một tia chấn động, tại cái này Thánh Vũ điện, hắn cũng là cao cao tại thượng tồn tại, hôm nay một thiếu niên cũng dám không cho mình quỳ xuống, không thể nghi ngờ là quét Vũ hoàng đế mặt mũi a. Đồ hỗn trướng, dám đối hoàng thượng vô lễ, vẻn vẹn đầu này cũng đủ để diệt ngươi cửu tộc. Thất hoàng gia chỉ Giang Trần cái mũi hét lớn. Lão thất, Giang Trần chính là ta anh em kết nghĩa, ngươi tốt nhất khách khí với hắn điểm. Vũ Cửu thái độ cường thế, bất quá hắn cũng không nghĩ tới Giang Trần lại không cho Vũ hoàng đế quỳ xuống, cứ như vậy sẽ để cho Vũ hoàng đế đối Giang Trần ấn tượng giảm bớt đi nhiều, là cực kỳ bất lợi. Một bên Thượng Quan Thắng cùng Thiên Cương Nhất không nói lời nào, nhưng trên mặt tất cả đều là nụ cười đắc ý, trong lòng bọn họ, cái này Giang Trần không biết trước người, đắc tội Vũ hoàng đế, chỗ nào còn có thể có tốt. Tốt, Vũ hoàng đế phất phất tay, ra hiệu Vũ Cửu cùng Vũ Thất Đình chỉ cãi lộn. Ngươi chính là Giang Trần. Vũ hoàng đế ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Chính là, không biết hoàng thượng triệu kiến tại hạ, cần làm chuyện gì. Giang Trần không kiêu ngạo không tự ti, mở miệng nói ra. Quả nhiên là tuổi nhỏ anh tài a, có thực lực có dũng khí, chấm thích người thiếu niên như vậy. Vũ hoàng đế ra ngoài ý định vậy mà tán dương Giang Trần đến, loại chuyển biến này để Vũ Cửu trong lòng đột nhiên vui vẻ, chỉ cần Vũ hoàng đế đối Giang Trần ấn tượng tốt, cũng là chuyện tốt. Người khác lại là biến sắc, bọn họ lúc đầu coi là Vũ hoàng đế lại bởi vì Giang Trần vô lễ mà xử phạt hắn, lại không nghĩ tới Vũ hoàng đế không có chút nào tức giận. Nhưng Giang Trần cảm chi lực hà mẫn duệ, hắn rõ ràng từ Vũ hoàng đế trên thân cảm nhận được đối với mình dị dạng tâm tình, Vũ hoàng đế tuyệt đối không phải chân chính ưa thích chính mình, làm một cái hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không ưa thích một cái đối với mình vô lễ người, bởi vì dạng này người cao cao tại thượng quen rồi, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm chính mình uy nghiêm. Giang Trần, nghe nói ngươi giết Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông rất nhiều người, bây giờ liền Thượng Quan gia chủ hòa Vạn Kiếm Tông tông chủ đều tự mình tìm tới chấm, ngươi có cái gì tốt nói? Vũ hoàng đế từ tốn nói. Hoàng thượng, đây là Giang Trần cùng Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông ở giữa ân oán, còn mời hoàng thượng không nên nhúng tay. Vũ Cửu đối hoàng thượng ôm quyền nói. Hừ, Vũ Cửu, ngươi dựa vào cái gì đối hoàng thượng khoa tay múa chân, hoàng thượng quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng, toàn bộ Đông Đại Lục, còn không có hoàng thượng đừng để ý đến sự tình, mà lại, năm đó sự tình là hoàng thượng bản sự của mình, ngươi không muốn luôn cảm thấy mình rất lợi hại không tầm thường. Vũ Thất lớn tiếng nói. Nghe lời như vậy, Giang Trần có một loại muốn đi lên đem vị này thất hoàng gia miệng cho xé nát tâm tư, hắn thật sâu minh bạch đế vương quyền mưu, Vũ hoàng đế chính là đệ nhất anh kiệt, lớn nhất không thích người khác nhắc lên cũng là trăm năm trước Vũ Cửu để cho mình danh ngạch chuyện này, tốt giống như chính mình cái này hoàng đế là Vũ Cửu cho một dạng, chuyện này nhất định sẽ trở thành Vũ hoàng đế tâm bên trong ngạnh, sách một lần liền sẽ để hắn không cao hứng một lần, lại thêm Vũ Cửu bản thân chính là huyết tính người. Thái độ cường thế, ngược lại là cho người ta một loại giành công tự ngạo cảm giác, mà loại tình huống này nếu là lâu dài, Vũ hoàng đế tâm bên trong liền sẽ đối Vũ Cửu ngay từ đầu cảm kích dần dần diễn biến thành chán ghét, thậm chí xuất hiện địch ý, mà trước mắt loại tình huống này, là lớn nhất không nên sách chuyện này. Ta chỉ là luận sự. Vũ Cửu thái độ vẫn như cũ cường thế. Tốt, coi như Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông ân oán là bọn họ tư nhân ân oán, vậy ngươi Vũ Cửu vì sao muốn liên lụy đi vào, để chính bọn hắn giải quyết chẳng phải là càng tốt hơn. Vũ Thất nói rõ là cùng Vũ Cửu đối đầu, hắn mấy vị hoàng gia đứng ở một bên lạnh lùng xem kịch. Giang Trần đột nhiên cảm thấy, Vũ Cửu cùng những này hoàng gia ở giữa quan hệ, tựa hồ cũng không được tốt lắm. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, đầu tiên, Vũ Cửu tính cách cho phép, hắn đặc tính, toàn dựa vào bản thân yêu thích làm việc,
dạng này người vốn là không thích hợp chơi quyền quý. Mặt khác, Thánh Vũ Vương triều hoàng gia nhiều như vậy, lại vẫn cứ để Vũ Cửu trưởng khống Vũ Phủ, mà lại, Vũ Cửu biến mất 10 năm, Vũ Phủ chỉ là tìm một cái đại diện phủ chủ, bây giờ Vũ Cửu trở về, lập tức một lần nữa chấp trưởng Vũ Phủ, cái này khiến mấy vị hoàng gia tâm lý tự nhiên không thoải mái. Nói cho ngươi Vũ Thất, Giang Trần từng tại luyện ngục bên trong đã cứu mệnh ta, hắn hiện tại là ta anh em kết nghĩa, ta tự nhiên giúp hắn. Vũ Cửu nói, hừ, này Giang Trần kém chút sát hại Vũ Thông, vừa tới Vũ Phủ tự hành hung Vũ Nghiêm, hoàn toàn không đem thế tử để ở trong mắt, đây chính là khinh nhờn hoàng uy, không được tha thứ tử tội. Thập hoàng gia hừ lạnh nói, cùng Vũ Cửu đối chọi gay gắt. Người trẻ tuổi đều là có hỏa tính, Vũ Thông cùng Vũ Nghiêm đánh bất quá Giang Trần, chỉ có thể nói bọn họ bản sự không tốt, huống chi, Giang Trần lại không có giết chết bọn hắn. Vũ Cửu nói, hoàng thượng, ta thượng quan gia tộc cho tới nay đều là vì Thánh Vũ Vương triều làm việc, bây giờ ta thượng quan gia tộc muốn giết một cái cửu nhân, lại làm cho cửu hoàng gia ngăn cản, đây đối với chúng ta thượng quan gia tộc có phải hay không quá không công bằng, xin hoàng thượng xem ở ta thượng quan gia tộc một lòng vì hoàng thất phân thượng, xử lý việc này. Thượng quan Thắng đối Vũ hoàng đế sâu khom người thi lễ. Ta Vạn Kiếm Tông đối hoàng thất từ trước đến nay cũng là đã nói là làm, bây giờ ta tông môn trưởng lão bị giết, thiên tài bị trảm, liền đệ nhất thiên tài Huyền Ngọc Tử đều chết tại người này trong tay, đây là không được hóa giải ân oán, hy vọng cửu hoàng gia không muốn tham dự, để chúng ta đến từ chính mình giải quyết. Thiên Cương Nhất cũng mở miệng, kiếm này châu hai đại cự đầu, đồng thời đến cho Vũ hoàng đế làm áp lực. Thật là khiến người ta đau đầu a, lão cửu, ngươi nhìn việc này. Vũ hoàng đế đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Cửu. Hoàng thượng, ta Vũ Cửu hôm nay tựu một câu, thể sống chết ra sức bảo vệ Giang Trần, mệnh ta đều là Giang Trần cho, người nào muốn giết hắn, cũng là cùng ta Vũ Cửu không qua được. Vũ Cửu khí thế mạnh mẽ, thái độ không hề nhượng bộ chút nào. Vũ hoàng đế nhàu nhíu mày, hai đầu lông mày hiện lên một tia không thích, Vũ Cửu ngay trước nhiều người như vậy như thế nói chuyện với chính mình, cái kia chính là không nể mặt chính mình a. Khiếu. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến một tiếng bén nhọn minh khiếu. Sau đó, một cái mọc đầy kim sắc vũ mao ưng từ bên ngoài bay vào được, rơi xuống Vũ hoàng đế trên bờ vai, kim ưng trong miệng phát ra từng đạo thanh âm, rơi vào Vũ hoàng đế trong tai, sau đó, kim ưng trước chiếc cánh này lần nữa rời đi. Vũ hoàng đế ánh mắt lần nữa rơi vào Giang Trần trên thân, mở miệng nói ra, Giang Trần, hiện ở một bên muốn giết ngươi, một bên muốn bảo đảm ngươi, chấm cũng rất khó làm, chấm vừa mới nhận được tin tức, Đông Đại Lục có một chỗ xa xôi địa phương, bởi vì là không gian xuất hiện vết nứt. Hiện ra đại lượng không gian yêu thú, những này không gian yêu thú khắp nơi tàn phá bừa bãi, tàn sát sinh linh, chấm hiện tại phái ngươi đi chém giết không gian yêu thú, đồng thời tu bổ vết nứt không gian, chỉ cần ngươi có thể làm đến. Chấm tự xá miễn trước ngươi sở hữu sai, như thế nào? Vết nứt không gian. Giang Trần sững sờ. Không sai, từ khi trăm năm trước thiên hạ đệ nhất thánh kiếm Trảm Thương Khung, bổ ra tiên giới đại môn về sau, thánh nguyên đại lục tự nhận cực lớn tác động đến, không gian bình chướng lỏng. Thường xuyên hồi hiện ra một chút quái vật, bất quá lần này có vẻ như so sánh nghiêm trọng, sẽ có chiến linh cảnh không gian yêu thú xuất hiện, mà lại số lượng không ít, người nhiệm vụ không đơn thuần là muốn chém giết những này không gian yêu thú, còn muốn tu bổ vết nứt không gian. Vũ hoàng đế mở miệng nói ra, không được. Vũ Cửu kém chút nhảy dựng lên, hoàng thượng, cái này căn bản là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, những hung mãnh đó không gian yêu thú liền không nói, tu bổ vết nứt không gian. Trừ phi lĩnh ngộ ra không gian chi lực chiến vương xuất thủ mới có thể làm được, Giang Trần hiện tại chỉ có thần đan cảnh, đừng nói tu bổ vết nứt không gian, coi như tới gần, cũng có thể bị vết nứt không gian nuốt chửng lấy mất. Khó trách Vũ Cửu phản ứng lớn như thế, dạng này nhiệm vụ, chiến vương phía dưới căn bản là không có cách hoàn thành, không có lĩnh ngộ ra không gian chi lực, căn bản là không có cách tu bổ vết nứt không gian, nếu là tới gần, thậm chí muốn bị vết nứt không gian trực tiếp thôn phệ hết, tiến vào vô biên không gian loạn lưu bên trong. Coi như không bị loạn lưu cho rào sát, cũng phải bị vây chết ở bên trong. Mà lại, còn có cường đại không gian yêu thú, hung ác mà bạo ngược, cực hung hiểm, gần 100 năm đến, Đông Đại Lục cũng xuất hiện qua mấy cái lần vết nứt không gian tình huống, nhưng xuất hiện không gian yêu thú tình huống rất ít, số lượng cũng không nhiều, đều bị Thánh Vũ Vương triều chiến vương cao thủ cho tu bổ. Lần này tình huống rõ ràng muốn so dĩ vãng nghiêm trọng, liền chiến linh cảnh không gian yêu thú đều xuất hiện, đây chính là trước đó chưa từng có sự tình. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tu bổ vết nứt không gian, cũng không phải một chuyện dễ dàng, loại tình huống này, chỉ có Vũ Hoàng đế hoặc là Thánh Vũ Vương triều nội chiến vương cao thủ tự mình xuất thủ, mới có thể giải quyết, liền xem như để hắn Vũ Cửu tự mình đi, đối vết nứt không gian cũng là bất lực, hiện tại Vũ Hoàng đế đem như vậy một kiện gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ giao cho Giang Trần.
cái này theo để Giang Trần đi chịu chết không hề khác gì nhau. Lão Cửu, Hoàng thượng nhân nghĩa, không có trực tiếp xử phạt Giang Trần, chỉ là để hắn đi hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, cái này đã cho đủ mặt mũi ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không vừa lòng? Thất hoàng gia lớn tiếng nói, trên mặt hắn toát ra cười lạnh, rất lợi hại hiển nhiên, nhiệm vụ này đến tột cùng có bao nhiêu gian nan, hắn so với ai khác đều rõ ràng, lấy Giang Trần chỉ là thần đan cảnh hậu kỳ tu vi, làm sao có thể với tu bổ vết nứt không gian, chỉ muốn tới gần, lập tức liền muốn bị vết nứt không gian nuốt chửng lấy mất, chết không có chỗ chôn. Một cái nhiệm vụ mà thôi, lão thất, cho ngươi đi, ngươi có thể hoàn thành à? Vũ Cửu giận không kềm được. Hoàng thượng cách làm như thế, chúng ta thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cần Giang Trần có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, giữa chúng ta ân oán, liền xóa bỏ. Thượng quan Thắng mở miệng nói ra, hiện tại xem ra, Vũ Hoàng đế vẫn là đứng tại bọn họ bên này. Không được, nhiệm vụ này căn bản không có biện pháp hoàn thành, còn mời Hoàng thượng thu hồi nhận mệnh. Vũ Cửu đối Vũ Hoàng đế lần nữa ôm quyền, nhiệm vụ này là tuyệt đối không thể tiếp, bởi vì coi như Giang Trần có thủ đoạn thông thiên, cũng không thể hoàn thành. Lão Cửu A, chấm kim khẩu ngọc ngôn, nói ra lời nói há có thu hồi đạo lý, chỉ cần Giang Trần hoàn thành nhiệm vụ này, dĩ vãng sự tình liền xóa bỏ, đương nhiên, Giang Trần cũng có thể không chấp nhận nhiệm vụ, nói như vậy, chấm liền muốn cho thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông một cái công đạo. Vũ Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, chậm rãi nói ra. Hoàng thượng, Vũ Cửu còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Giang Trần kéo lại cánh tay, nếu như lại tranh chấp xuống dưới, sẽ chỉ ra thân Vũ Hoàng đế cùng Cửu Hoàng gia ở giữa mâu thuẫn, hiện tại mặt ngoài xem ra, Vũ Cửu cùng Vũ Hoàng đế ở giữa tình như thù túc, tương kính như tân, có lẽ tại Vũ Cửu tâm lý cũng cho rằng như thế, nhưng Giang Trần lại biết, Vũ Hoàng đế đối Vũ Cửu sớm đã có khúc mắc, nếu như đem cái này khúc mắc cần phải móc ra phóng đại, đối Vũ Cửu không có nửa điểm chỗ tốt. Vũ Hoàng đế dù sao cũng là chiến vương cao thủ, thống trị Đông Đại Lục bá chủ, hắn tôn uy là không dung ngoại nhân khiêu khích, cho dù là Vũ Cửu cũng không được, Vũ Hoàng đế mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý khẳng định cực kỳ bất mãn ý, thật giống như trước đó Giang Trần đối với mình không quỳ lạy một dạng. Hoàng thượng, không biết cái này vết nứt không gian địa điểm ở nơi nào? Giang Trần mở miệng hỏi, tu bổ vết nứt không gian, hắn hiện tại xác thực không có năng lực như vậy, nhưng trước mắt loại tình huống này trước hết đáp ứng. Chờ rời đi Thánh Vũ Vương Triều, chính mình tự cao chạy xa bay, tu luyện có thành tựu về sau lại trở lại. Đông Đại Lục Thiên về khu vực, một cái tên là Khởi Nguyên Sơn Mạch địa phương. Vũ Hoàng đế nói ra. Cái gì, Khởi Nguyên Sơn Mạch? Nguyên bản một mặt bình tĩnh Giang Trần nghe được Khởi Nguyên Sơn Mạch bốn chữ này, nhất thời kinh hô lên. Không sai, không gian yêu thú không ngừng tàn phá bừa bãi, bây giờ truyền đến tin tức, toàn bộ Khởi Nguyên Sơn Mạch sắp bị hủy diệt, cho nên... Giang Trần ngươi nếu là qua, động tác nhất định phải nhanh. Vũ Hoàng đế nói ra. Được, ta cái này tiến về, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lần này. Giang Trần nghiêm sắc mặt, quay người tự hướng về Thánh Vũ Điện Chi đi ra ngoài, vết nứt không gian xuất hiện, tại lúc đầu không có quan hệ gì với hắn sự tình, nhưng bây giờ lại biến thành vô cùng khẩn cấp, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Khởi Nguyên Sơn Mạch bốn chữ này, đây là nhà mình. Giang Trần thật sâu minh bạch Khởi Nguyên Sơn Mạch xa xôi, tại này một mảnh địa vực. Một cái thiên đan cảnh cũng là cao cao tại thượng tồn tại, nếu như hung tàn bạo ngược không gian yêu thú tiến vào Xích Thành cùng Thiên Hương Thành, Yên gia cùng Giang gia như thế nào chống cự. Cho nên, chuyện này hắn chẳng những sẽ không oán trách Vũ Hoàng đế, sẽ còn cảm kích Vũ Hoàng đế, cảm kích Vũ Hoàng đế đem trọng yếu như vậy tin tức nói với chính mình, cho dù đây không phải một cái nhiệm vụ, Giang Trần cũng nhất định phải trở về, lập tức chạy trở về, không cho phép nửa điểm trì hoãn, bởi vì hắn trì hoãn không tầm thường, nơi đó có hắn thân nhân, trọng yếu nhất thân nhân. Tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm sơ suất, bất luận cái gì bất kết quả tốt, Giang Trần đều không chịu đựng nổi. Chờ một chút, Vũ Hoàng đế thanh âm vang lên lần nữa. Hoàng thượng còn có cái gì muốn bàn giao? Giang Trần nhíu mày. Chấm muốn thanh minh một chút, nhiệm vụ lần này, Thánh Vũ Vương Triều cùng Vũ Phủ sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, hết thảy đều muốn dựa vào chính ngươi đi hoàn thành. Vũ Hoàng đế mở miệng nói ra, lời này kỳ thực nói là cho Vũ Cửu nghe. Để Vũ Cửu không được nhúng tay nhiệm vụ lần này. Tốt. Giang Trần đáp ứng một tiếng, nhanh chân rời đi Thánh Vũ Điện. Vũ Cửu ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau cùng phẫn nộ rời đi, đuổi theo Giang Trần cước bộ. Giang Trần sảng khoái đáp ứng, ngược lại để Thánh Vũ Điện tất cả mọi người đều thất kinh. Không ai từng nghĩ tới Giang Trần thái độ hồi chuyển biến nhanh như vậy. Tốt, các ngươi cũng đi xuống đi. Nếu như Giang Trần lần này hoàn thành nhiệm vụ, giữa các ngươi ân oán tự xóa bỏ. Vũ Hoàng đế đối mọi người nói. Sau đó, hắn chậm rãi từ trên long ỷ đứng lên,
thân hình hắn dần dần biến phai mờ, sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới tiểu tử kia thật tiếp nhận dạng này nhiệm vụ, đơn giản chính là mình muốn chết à. Thất hoàng gia cười lạnh nói. Hoàng thượng nói nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ, ân oán tự xóa bỏ, bất quá, hắn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ à, ha ha. Thập hoàng gia cũng là một mặt đắc ý. Chỉ có chiến vương cao thủ mới có thể tu bổ vết nứt không gian, tự coi như chúng ta liên thủ cũng không thể nào làm được. Giang Trần nếu quả thật đi sửa vết nứt không gian, tất nhiên sẽ bị vết nứt không gian nuốt chửng lấy mất, chết không có chỗ chôn. Thượng quan Thắng cười ha ha. Tiểu tử kia sẽ không phải mượn cơ hội đào tẩu đi. Thượng quan Ưng có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, không người nào dám vi phạm hoàng thượng chỉ lệnh, trừ phi hắn là thật không muốn sống, không thì, toàn bộ Đông Đại Lục đều không có chỗ cho hắn ẩn thân. Thất hoàng gia tự tin vô cùng nói ra. Một bên khác, làm Vũ Cửu đi ra Thánh Vũ Điện thời điểm, Giang Trần đã bay ra Thánh Vũ Vương Triều. Giang huynh đệ vì sao như thế vội vàng? Vũ Cửu không hiểu, vội vàng thi triển cấp tốc đuổi kịp Giang Trần. Huynh đệ, ngươi vì sao muốn đáp ứng, nhiệm vụ này không có khả năng hoàn thành, ta nhìn ngươi vẫn là trực tiếp cao chạy xa bay đi, tiểu vũ bọn họ ta sẽ giúp ngươi hảo hảo bảo hộ. Vũ Cửu bay đến Giang Trần bên cạnh, mở miệng nói ra. Đa tạ cửu ca hảo ý. Ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Khởi Nguyên Sơn Mạch. Giang Trần thần sắc vô cùng ngưng trọng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi có nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ? Vũ Cửu có chút giận mình, trong mắt hắn, Giang Trần vẫn luôn là một cái vô cùng bình tĩnh người, coi như đối mặt Vũ Hoàng đế cũng có thể chấn định tự nhiên, nhưng giờ phút này lại biểu hiện như thế vội vàng, đây không phải Giang Trần làm người a? Không có nắm chắc, nhưng ta tất cần trở về, bởi vì ta cũng là từ Khởi Nguyên Sơn Mạch đến, nơi đó có ta nhà. Có ta thân nhân, ta nhất định phải trở về, bất luận cái gì tổn thất ta đều không chịu đựng nổi. Giang Trần nói ra. Cái gì? Vũ Cửu kinh hô một tiếng, giờ mới hiểu được Giang Trần vì sao như thế vội vàng. Đối với Giang Trần lai lịch, rất nhiều người cũng không biết, Vũ Cửu cũng không ngoại lệ, bởi vì Khởi Nguyên Sơn Mạch thực sự rất xa xôi đến để cho người ta không đáng kể. Ai có thể nghĩ tới Giang Trần dạng này thiên tài khoáng thế, vậy mà đến từ nhỏ như vậy một cái xa xôi địa phương. Vũ Cửu cũng rốt cuộc minh bạch Giang Trần vì sao muốn như thế bức thiết đón lấy cái này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Khởi Nguyên Sơn Mạch rất xa xôi, coi như lấy tốc độ ngươi, cấp tốc phía dưới chí ít cũng cần mấy cái ngày thời gian mới có thể đến đạt, không gian yêu thú đã bắt đầu hủy diệt Khởi Nguyên Sơn Mạch, chờ ngươi sau khi trở về, chỉ sợ cái gì đều muộn. Vũ Cửu nói ra, biết được Giang Trần đến từ Khởi Nguyên Sơn Mạch về sau, Vũ Cửu không có khả năng lại ngăn cản Giang Trần, hắn cùng với Giang Trần thời gian không dài. Nhưng lại biết Giang Trần là một cái trọng tình trọng nghĩa người, huống chi Khởi Nguyên Sơn Mạch bên kia là Giang Trần thân nhân, nếu như xuất hiện sơ suất, Giang Trần chỉ sợ phải lập tức bạo tẩu. Giang Trần nhíu mày không nói gì, Vũ Cửu nói hắn không bình thường rõ ràng, từ Thánh Vũ Vương Triều đuổi tới Khởi Nguyên Sơn Mạch, coi như hắn thi triển không gian độn, tốc độ cao nhất phía dưới, cũng cần mấy ngày sự kiện tài năng đến lúc đó, chỉ sợ hết thảy đều xong, hơn vạn dặm Khởi Nguyên Sơn Mạch muốn hoàn toàn luân hãm, xích thành một vùng sinh linh đồ thán. Hậu quả khó mà lường được. Làm sao bây giờ, Giang Trần lòng nóng như lửa đốt. Nhưng hắn duy nhất có thể làm, liền là mau chóng trở về, nỗ lực phi hành. Huynh đệ, ta chỗ này có một chương không gian phù, không thể trực tiếp truyền tống đến Khởi Nguyên Sơn Mạch, nhưng lại có thể đưa ngươi truyền tống đến Tề Châu biên cảnh. Vũ Cửu nói ra. Nghe vậy, Giang Trần con mắt nhất thời sáng lên, Vũ Cửu thân là cửu hoàng gia, thân phận tôn quý, trong tay ủng có không gian phù cũng rất bình thường. Không gian phù là chiến vương cao thủ mới có thể chế tạo ra đến, nhưng chế tạo không gian phù, đối chiến vương cao thủ tiêu hao rất nhiều, cho nên đồng dạng chiến vương cao thủ cũng sẽ không hao tổn tâm thần qua luyện chế không gian phù, điều này sẽ đưa đến không gian phù chân quý, mà lại không gian phù truyền tống khoảng cách là hữu hạn. Nhưng Giang Trần nếu như đạt được Vũ Cửu không gian phù, vậy liền không giống nhau, nếu như có thể đem chính mình truyền tống đến Tề Châu biên cảnh chỗ, Giang Trần chỉ cần nửa giờ liền có thể vượt qua Khởi Nguyên Sơn Mạch. Trở lại xích thành một vùng. Đa tạ cửu ca. Giang Trần đối Vũ Cửu ôm một cái quyền, bây giờ vô cùng khẩn cấp, hắn cũng sẽ không khách khí với Vũ Cửu. Không gian thú bạo ngược hung tàn, lão ca ta không thể tùy ngươi cùng đi, nhưng ngươi cũng là cần trợ thủ, trước tiên theo ta về Vũ Phủ, mang lên ngươi trợ thủ. Vũ Cửu nói ra. Giang Trần gật gật đầu, chính mình xác thực cần trợ thủ, không gian yêu thú số lượng chỉ sợ không ít, chính mình một người căn bản giết không nổi, mà lại, nếu như không gian yêu thú lan đến gần xích thành một vùng, chắc chắn sinh linh đổ thán, thiên hương thành cùng xích thành đều muốn không gánh nổi, hắn cần trợ thủ đánh giết không gian yêu thú. Hàn Diễn cùng đại hoàng cầu bọn họ cũng là nhân tuyển tốt nhất,
Mà lại, Yên Thần Vũ cũng thật lâu chưa có về nhà, bây giờ Yên Thần Vũ đã là chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, nếu như nàng xuất hiện tại Xích Thành, có thể cam đoan Yên gia bình an vô sự. Rất nhanh, Giang Trần cùng Vũ Cửu một lần nữa trở lại Vũ Phủ, trực tiếp hạ xuống Ngự Tử Hàm trong biệt viện. Trần ca ca, ngươi trở về. Yên Thần Vũ nhìn thấy Giang Trần trở về, trên mặt vẻ u sầu nhất thời quét sạch. Tiểu Trần tử, Hoàng thượng có không có làm khó ngươi? Hàn Diễn hỏi. Không cần nói nhảm nhiều lời, ta tiếp nhận Vũ Hoàng đế nhiệm vụ, khởi nguyên sơn mạch xuất hiện vết nứt không gian, đại lượng không gian yêu thú tuôn ra hiện ra, tàn phá bừa bãi khởi nguyên sơn mạch, ta hiện tại phải lập tức chạy trở về đánh giết không gian thú, tu bổ vết nứt không gian, nếu là chậm chút, Xích Thành một vùng chắc chắn sinh linh đổ thán. Giang Trần trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì? Nghe vậy, Yên Thần Vũ cùng Đại Hoàng Cầu đồng thời kinh hô một tiếng, riêng là Yên Thần Vũ, sắc mặt đều biến tái nhợt. Tại trong óc nàng trong nháy mắt ảo tưởng ra này một mảnh đã từng dưỡng dục qua chính mình địa phương sinh linh đồ thán bộ dáng, ảo tưởng ra Yên Vũ lâu biến thành phế tích, ảo tưởng đến chính mình phụ thân tán thân không gian thú trong miệng. Yên Thần Vũ không dám tiếp tục suy nghĩ, nàng một phát bắt được Giang Trần cánh tay, Trần ca ca, nhanh lên, chúng ta nhanh lên trở về đi. Tiểu Vũ yên tâm, không có việc gì. Giang Trần vẹn vẹn nắm chặt Yên Thần Vũ ngọc thủ, hắn không bình thường lý giải Yên Thần Vũ giờ phút này tâm tình. Bởi vì hắn tâm tình cũng tốt không bao nhiêu, Giang Trấn Hải là hắn trọng sinh đến nay duy nhất tân nhân, cái này lão tử vì chính mình, cam nguyện giao ra bản thân hết thảy. Giang Trần chưa bao giờ trải nghiệm qua loại kia nồng đậm cha con tình, hắn tuyệt đối không thể để cho Giang Trấn Hải xuất hiện mảy may sơ suất. Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có Ngự Tử Hàm bọn người lại là sừng sốt, không biết Yên Thần Vũ vì sao đột nhiên biến kích động như thế. Tiểu Trần Tử, gần trăm năm nay, Thánh Nguyên Đại Lục trải qua thường xuất hiện vết nứt không gian. Nhưng muốn tu bổ vết nứt không gian, vậy cũng là chiến vương cao thủ mới được, nhiệm vụ này, cơ hồ là không thể nào hoàn thành a. Hàn Diễn nói ra, các ngươi biết cái đích gì, khởi nguyên sơn mạch là Tiểu Trần Tử cùng Tiểu Vũ nhà, bọn họ thân nhân đều ở nơi đó, không thể xuất hiện vấn đề gì. Đại Hoàng Cầu trừng Hàn Diễn liếc một chút, mở miệng nói ra. T. Nghe vậy, mọi người hít sâu một hơi, giờ mới hiểu được Giang Trần vì sao tiếp nhận Vũ Hoàng đế vô lễ như thế nhiệm vụ. Nguyên lai nguyên nhân căn bản ở chỗ này, nếu như là lời như vậy, coi như Vũ Hoàng đế bất điều động nhân vật, Giang Trần cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến về khởi nguyên sơn mạch chấn áp không gian thú. Cùng Giang Trần tiếp xúc thời gian lâu dài, mọi người đều biết Giang Trần làm người, hắn đối với địch nhân thủ đoạn độc ác, nhưng là một người trọng tình trọng nghĩa, đối thân nhân, đối huynh đệ, đối với bằng hữu, tình nghĩa mãi mãi cũng đặt ở vị thứ nhất. Tiểu Trần tử người nhà chính là chúng ta người nhà, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này lên đường đi. Nam Cung Vấn Thiên khí thế chấn động, bản thân hắn cũng là một cái không chịu ngồi yên người, hắn hôm nay tới đây Đông Đại Lục, vốn chính là lịch luyện đến, nếu để cho hắn một mực đợi tại Vũ Phủ, đoán chừng có thể biệt xuất bệnh đến. Huynh đệ, đây là không gian phù, lần này đi nhất định phải cẩn thận, tận lực không nên tới gần vết nứt không gian, đem thân nhân cứu ra liền tốt. Vũ Cửu lật bàn tay một cái, lấy ra một đạo kim sắc linh phù nội truyền ra dập dờn không gian chi lực. Vũ Cửu chỉ là nhắc nhở Giang Trần cứu người là được, về phần này vết nứt không gian, không cần thiết qua quản, trừ phi chiến vương cao thủ tự mình xuất thủ, không thì, không có khả năng tu bổ vết nứt không gian. Ầm ầm, tại Vũ Cửu khống chế xuống, không gian phát ra một tiếng oanh minh, biến thành nhất tôn hư huyễn môn hộ. Đi, Giang Trần lôi kéo Yên Thần Vũ tay thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào hư huyễn trong môn hộ biến mất không thấy gì nữa, Đại Hoàng Cầu mấy người lập tức theo sau. Làm tất cả mọi người sau khi tiến vào, cánh cửa kia mới hoàn toàn biến mất. Vũ Cửu nhìn qua biến mất môn hộ, trên mặt hiện ra một tia vẻ lo lắng, hôm nay không thể bảo vệ tốt Giang Trần, cái này khiến hắn cảm giác đến trên mặt thật mất mặt. Khởi nguyên sơn mạch. Nơi này chỗ xa xôi, thiên địa nguyên khí mỏng manh, cùng Đông Đại Lục chánh thức Đại Châu so ra chênh lệch không phải một điểm hai điểm, cái này một vùng núi tuế nguyệt đã lâu, nỗi yêu thú hoành hành, bụi cây trọng sinh. Nhưng giờ phút này khởi nguyên sơn mạch lại là mặt khác một phen tràng cảnh. Ầm ầm, liên tục không ngừng oanh minh thanh âm từ khởi nguyên sơn mạch trên không phát ra, tại khởi nguyên sơn mạch ở trung tâm trên không, một mảnh chừng mấy chục dặm phương viên hắc sắc nồng vụ mênh mông cuồn cuộn, phía trên sấm sét vang dội, âm phong gào thét, tại hắc vụ che đậy nội bộ, có từng đầu sen lẫn thành giống như mạng nhện vết nứt, từ những cái kia trong cái khe sông ra, là cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực. Tại hắc vụ phía dưới, khởi nguyên sơn mạch đã không có một ngọn cỏ. Cả mặt đất đều bị vết nứt không gian thôn phệ hết, xuất hiện một cái sâu không thấy hố to, thường xuyên có bùn đất từ trong hầm sông ra, tiến vào vết nứt không gian bên trong. Mà giờ khắc này khởi nguyên sơn mạch,
bị phá hủy địa phương tuyệt đối không chỉ là điểm này, trong vòng nghìn dặm khởi nguyên sơn mạch, hơn phân nửa đều bị hủy diệt, sở hữu cây cối đều bị phá hủy, rất nhiều nơi giấy lên lửa lớn rừng rực. Hống hống. Khởi nguyên sơn mạch bên trong, khi thì có để cho người ta dùng mình thú hống truyền ra, có thể nhìn thấy, từng đầu chừng hơn một trượng đến cao cự đại yêu thú ở trong dãy núi hoành hành không sợ, tàn sát hắn yêu thú, chúng nó hút hắn giống loài máu tươi, đến tăng cường thực lực mình. Những này yêu thú chính là không gian thú, chúng nó bản thân sinh tồn là dị độ không gian bên trong, thể trạng cường tráng, bạo ngược khủng bố, bình thường yêu thú căn bản ngăn cản không nổi bọn họ công kích, lại thêm khởi nguyên sơn mạch nội yêu thú đẳng cấp đều tương đối thấp, rất lợi hại vừa mới thêm xuất hiện liền bị không gian thú cho xé thành phấn vụn. Toàn bộ khởi nguyên sơn mạch nội khắp nơi đều là huyết tinh chi địa, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập trên không, khói đen cuồn cuộn, đại hỏa tràn ngập, nơi này đã không còn là Tú Lệ sơn mạch, mà chính là một mảnh tu la địa ngục. Đông. Nhất tôn hai trượng đại tiểu không gian thú ầm vang từ trong cái khe không gian đụng tới, rơi vào trong hố sâu, sau đó một cái nhảy xa liền nhảy ra, không gian này thú hô hấp trên cái thế giới này không khí về sau, nhất thời hưng phấn dùng hai tay đánh chính mình bộ ngực, dùng loại phương thức này để diễn tả mình hưng phấn. Không gian thú số lượng cũng không có giống như Giang Trần tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ có thể nói so dĩ vãng vết nứt không gian thêm mà thôi, phải biết, muốn từ dị độ không gian nổi xuyên qua không gian vết nứt đi tới, bản thân cũng không phải một chuyện dễ dàng, rất nhiều không gian thú tại đi ra thời điểm gặp không gian loạn lưu công kích, trực tiếp bị vỡ nát. Dù vậy, không gian thú số lượng cũng không phải số ít, từ vết nứt không gian xuất hiện đến bây giờ, đi tới không gian thú, chỉ sợ cũng có 1000 số lượng, không thì, khởi nguyên sơn mạch sẽ không luân hãm nhanh như vậy. To như vậy khởi nguyên sơn mạch, toàn bộ sinh linh gần như diệt tuyệt, mà không gian thú bạo ngược tàn sát cũng không có vì vậy mà đình chỉ, đại lượng không gian thú tràn vào xích thành một vùng. Giờ phút này, cái này một mảnh chính mình 28 tòa thành trì khu vực, cũng lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, theo đại lượng không gian thú không ngừng tràn vào, những người ở đây quả thực bị đại ương. Hống hống. A à. Không gian thú nổ hống thanh âm cùng mọi người tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp cùng một chỗ, phòng ốc sụp đổ, đại hỏa đầy trời, không ít thành trì đều dần dần luân hãm, nơi này tu sĩ căn bản ngăn cản không nổi khủng bố không gian thú, một chút bạo ngược không gian thú giết người về sau liền xương cốt đều ăn hết, tàn bạo tới cực điểm. Tề Châu biên cảnh chỗ, hư không đột nhiên chấn động run run, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là Giang Trần bọn người, bọn họ từ không gian phủ đi sau khi đi ra, không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp hướng về khởi nguyên sơn mạch phương hướng bay đi. Nhanh như điện chớp, tất cả mọi người tốc độ đều nhanh đến cực hạn, từ nơi này đến khởi nguyên sơn mạch đã không bao xa, lấy tốc độ bọn họ, dùng bất nửa giờ thời gian, liền có thể trực tiếp đem khởi nguyên sơn mạch cho vượt qua, đi vào xích thành một vùng. Giang Trần cùng Yên Thần Vũ khắp khuôn mặt là vội vàng, bọn họ tâm, đã sớm bay đến xích thành một vùng qua. Rất nhanh, Giang Trần bọn người tiến vào khởi nguyên sơn mạch, xa xưa liền thấy khởi nguyên sơn mạch ở trung tâm trên không vết nứt không gian, bọn họ phi hành tại khởi nguyên sơn mạch trên không, nhìn qua phía dưới bị nghiêm trọng phá hủy sơn mạch, mọi người sắc mặt đều là kịch biến. Những này không gian thú rất bạo ngược, đã đem toàn bộ sơn mạch gần như phá hủy, nơi này sinh linh đều trở thành chi thực trong miệng bọn họ. Đại Hoàng Cầu nhìn không được mắng một tiếng. Mau nhìn, còn không ngừng có không gian thú từ trong cái khe không gian xông ra, đó là thần đan cảnh không gian thú. Hàn Diễn chỉ vết nứt không gian phía dưới. Hống. Cái kia vừa mới lao ra không gian thú, phát hiện Giang Trần bọn người, điên cuồng xông lại. Chết. Ngự Tử Hàm một ngựa đi đầu, ầm vang nhất quyền đánh ra, nện ở không gian kia thú đầu sọ phía trên, không gian phát ra một tiếng kêu thảm, đầu lâu tại chỗ bị đánh bảo. Lúc này, càng ngày càng nhiều không gian thú phát hiện Giang Trần bọn họ, mười mấy đầu không gian thú điên cuồng xông lại. Không biết sống chết đồ, vật. Giang Trần một mặt lãnh khốc, hắn đối mười mấy đầu không gian thú đột nhiên hét lớn một tiếng, khủng bố ưng khiếu cửu thiên âm ba hóa thành một đạo đường sắc bén dao nhọn xông ra, trong chớp mắt đem mười mấy đầu không gian thú bao phủ lại. Mười mấy đầu không gian thú phát ra kêu thảm, một đầu từ trên không ngã quỵ, toàn bộ chết thảm, đây chính là Giang Trần thực lực. Giết những này không gian thú, theo nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Trần ca ca, khởi nguyên sơn mạch đã luân hãm, xích thành một vùng chỉ sợ cũng gặp bất chắc. Yên Thần Vũ vô cùng lo lắng nói ra. Đại Hoàng, A Nan, các ngươi hai cái lưu lại, giữ vững cái này vết nứt không gian, ra tới một cái giết một cái, A Diễn, Tử Hàm, các ngươi theo ta chạy tới xích thành một vùng chém giết không gian thú cứu người. Giang Trần trong nháy mắt làm tốt chiến đấu phân phối. Vết nứt không gian tạm thời không có cách nào tu bổ, Giang Trần tạm thời cũng không có tâm tư,
đem Đại Hoàng cùng Nam Cung Vấn Thiên lưu tại nơi này, đi ra bao nhiêu không gian thú đều không đủ giết. Tốt. Nam Cung Vấn Thiên cùng Đại Hoàng cầu đáp ứng một tiếng, một trái một phải thủ tại vết nứt không gian hai bên, Giang Trần mang theo Yên Thần Vũ cùng Hàn Diễn mấy người, bay về phía Xích Thành một vùng. Toàn bộ Khởi Nguyên Sơn Mạch đều loạn, khói lửa cuồn cuộn, huyết tinh chi khí tràn ngập, Đại Hoàng cầu cùng Nam Cung Vấn Thiên lưu tại vết nứt không gian nơi đó chém giết đi ra không gian thú, Giang Trần mấy người đã bay ra Khởi Nguyên Sơn Mạch. Đứng ở cái địa phương này, đã có thể rõ ràng nhìn thấy Xích Thành một vùng tình huống, phóng tầm mắt nhìn tới, 28 thành khắp nơi đều là khói đặc cổn động, không gian thú đã công kích đến mỗi một thành trì bên trong. Lão Thiên, không gian này thú quy mô không khỏi quá lớn, mà lại mạnh mẽ, cái này một mảnh địa vực rất xa xôi, thiên địa nguyên khí mỏng manh, căn bản không có cao thủ xuất hiện, không gian thú ở chỗ này tàn phá bừa bãi, đối vùng này tới nói, đơn giản cũng là hủy diệt tính đả kích. Nhìn qua cuồn cuộn khói đặc, Hàn Diễn nhìn không được hí hư nói. Tiểu Vũ, ngươi lập tức chạy về Xích Thành, ta về Thiên Hương Thành. Giang Trần đối Yên Thần Vũ nói ra. Tốt, Trần ca ca cẩn thận. Yên Thần Vũ trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa, nàng đã có chút không kịp chờ đợi, nàng sợ mình chậm một chút nữa, Yên Vũ lâu sẽ xuất hiện khó mà đánh giá tổn thất. A Diễn, Tử Hàm, Nhất Vân, Nhất Sơn, bốn người các ngươi chia ra bốn đường, tiến về khác biệt thành trì, nhìn thấy không gian thú một mực đánh giết, không lưu người sống, có thể cứu bao nhiêu người cứu bao nhiêu người. Giang Trần đối Hàn Diễn bốn người mở miệng nói ra, hắn đã từng sinh tại mảnh đất này, đã từng cũng ở nơi đây có ân ân oán oán. Nhưng vậy cũng là dĩ vãng sự tình, bây giờ hắn Giang Trần trở về, cảm thấy không cho phép nhìn thấy cái này một mảnh thổ địa hủy diệt tại không gian thú trong tay, nơi này đã từng là quê hương của hắn. Tốt! Bốn người đồng thời ứng một tiếng, sau đó hóa thành bốn đạo quang ảnh phân biệt hướng về bốn cái phương hướng khác nhau bay đi, bốn người hiện tại cũng là thần đan cảnh đỉnh phong tu vi, mà lại thiên phú chắc tuyệt, chỉ cần không gặp được chiến linh cảnh không gian thú, căn bản tìm không thấy đối thủ, mỗi một cái đều có thể một mình gánh vác một phương. Đây cũng là Giang Trần vì sao muốn đem bốn người tách ra nguyên nhân. Cha, chống đỡ a. Giang Trần khẽ cắn môi, cả người giống như lưu tinh một dạng mau lẹ, nhanh chóng hướng lên trời Hương Thành phương hướng mà đi, ven đường bên trong gặp được không gian thú đều chưa kịp xuất thủ đánh giết, hắn nhất định phải trước tiên chạy về Thiên Hương Thành, trở lại Giang gia, vững tin Giang Trấn hám an nguy. Thiên Hương Thành. Từ khi Giang Trần diệt Mộ Dung Thế Gia về sau, nơi này chính là Giang gia độc đại. Mà theo lúc trước Giang Trần cùng nhau diệt Xích Thành Lý Gia, Thiên Hương Thành Giang Gia danh tiếng cũng theo đó truyền bá ra ngoài, Thiên Hương Thành nghiêm chỉnh trở thành vùng này đại thành đệ nhất ao, nhưng giờ phút này Thiên Hương Thành lại hoàn toàn không có ngày thường phồn hoa, mà diễn biến thành một cái tu la địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, toàn bộ Thiên Hương Thành đều đã hoàn toàn lâm vào hắc ám cùng hỗn loạn bên trong, phòng ốc cùng kiến trúc đã bị hủy diệt một nửa, trên đường phố khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, những hung tàn đó không gian thu bốn phía tàn phá bừa bãi. Gặp người tự giết, có hung tàn không gian thú chừng cao hơn hai trượng, hai tay mang theo một cái người cánh tay, máu tươi chảy đầm đìa cắn xé, huyết tinh tới cực điểm, tràng diện để cho người ta kinh dị buồn nôn. Đi mau a, tiến vào thành chủ phủ chúng ta tự an toàn. Thành chủ phủ có cao người thủ hộ, chúng ta đều đến thành chủ phủ qua, những quái vật này rất hung tàn. Nhanh lên, thành chủ phủ đại môn đã rộng mở. Thiên Hương Thành mọi người đều lâm vào trước đó chưa từng có trong khi hoảng loạn. So sánh với Đông Đại Lục những đại châu đó tới nói, Thiên Hương Thành bên này tu sĩ, cũng là tối hạ đẳng phàm nhân, nhân đan cảnh cao thủ đều là số ít, nơi nào thấy qua dạng này các mặt xã hội, càng thêm chưa từng gặp qua nhiều như vậy hung tàn quái vật. Đến lúc này, tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào thành chủ phủ bên trên, từ khi cái kia Giang gia thiếu gia rời đi về sau, thành chủ phủ cũng là một mảnh phồn vinh cảnh tượng, thành chủ Giang Trấn Hải càng là giống như ăn mãnh dược một dạng liên tục đột phá, bây giờ đã là thiên đan cảnh hậu kỳ cao thủ. Có thể đối phó đại lượng không gian thú, quan trọng hơn là thành chủ phủ có một vị chánh thức đại yêu cao thủ. Nghe nói ngày đó Xích Thành nhất chiến Giang Trần công tử thu phục một đầu hắc ưng đại yêu, cái này đại yêu vô cùng lợi hại, so thành chủ Giang Trấn Hải đều lợi hại nhiều, cái này thứ không gian thú đột kích, vị này đại yêu đủ để một mình đảm đương một phía. Trong phủ thành chủ, giờ phút này đã chật ních người, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ kinh hoàng, bọn họ tụ tập cùng nhau, toàn thân run rẩy. Thành chủ phủ tứ phía thành tường đều đã bị không gian thú san bằng, giờ phút này, trong phủ thành chủ cao thủ đều đang cùng không gian thú kịch chiến. Luyện đan sư Chu Bắc Thần phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn một cánh tay bị một cái không gian thú xinh xinh xé toang, thành chủ phủ thương vong cũng cực kỳ thảm trọng, những phổ thông đó hộ vệ, đối đầu không gian thú liền là chết. Hống! Này xé toang Chu Bắc Thần cánh tay không gian thú lại phát ra một tiếng gào thét,
nó ngửi được máu tươi vị đạo, hướng về Chu Bắc Thần điên cuồng công kích mà đi. Nương, ta muốn chết. Chu Bắc Thần kêu rên một tiếng, hắn mắt nhắm lại, đã chuẩn bị tiếp nhận tử vong. Này! Đúng lúc này, một tiếng khẽ cha vang lên, một đạo hàn quang từ một bên xông ra, đó là một thanh trường kiếm sắc bén, một chút đem không gian kia thú đầu cho đâm xuyên. Một cái vóc người hùng tráng thân ảnh ngăn tại Chu Bắc Thần trước người, chính là Giang Chấn Hải. Giang Chấn Hải khi lấy được Giang Trần truyền cho hắn huyền nguyên công về sau, tu vi ngày càng tinh tiến, nhảy lên ngàn dặm, như hôm nay đan cảnh hậu kỳ tu vi, đã là cái này xích thành một vùng đệ nhất cao thủ. Bắc Thần, ngươi không sao chứ? Giang Chấn Hải nhìn lấy bị xé toang cánh tay Chu Bắc Thần, trên mặt không che giấu chút nào lửa giận. Thành chủ, ta không sao, bất quá tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn muốn xong đời. Những quái vật này quá lợi hại, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, hắc ưng đã bị dây dưa kéo lại, chúng ta sớm muộn xong đời a. Chu Bắc Thần nhìn qua thành chủ phủ bên ngoài càng ngày càng nhiều không gian thú, một cỗ trước đó chưa từng có tim đập nhanh cùng tuyệt vọng. Tại thành chủ phủ trên không, một cái lão giả đang cùng ba con thần đan cảnh không gian thú kịch chiến, lão giả này trong miệng không ngừng phát ra minh khiếu, khi thì hình người, khi thì biến thành thương ưng, chính là lúc trước bị Giang Trần thu phục hắc ưng. Giang Trần lúc trước truyền thụ cho hắc ưng thiên yêu thánh thuật, đối hắc ưng trợ giúp thực sự quá lớn, bây giờ đã đạt tới thần đan cảnh trung kỳ, thiên yêu thánh thuật chính là một môn chính thức yêu tộc thánh thuật, hắc ưng nếu là có thể đem hoàn toàn lĩnh ngộ, sau này thành làm một đời yêu vương cũng không phải là không được. Ầm ầm, khắp nơi đều là chiến đấu ba động, hắc ưng lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong, nhưng bị không gian thú dây dưa kéo lại, hắn nhưng căn bản đằng không xuất thủ đến giúp đỡ người khác, mà không gian thú số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Loại cục diện này bất sẽ kéo dài quá lâu, một đạo thăng bằng bị đánh phá, đối khắp cả thành chủ phủ thậm chí toàn bộ thiên hương thành người mà nói, đều là tận thế, là hoàn toàn tuyệt vọng. Giết! Giang Chấn Hám không lo được nhiều như vậy, chỉ có thể tay cầm chiến binh giết đi qua, đến bây giờ, xích thành một vùng sở hữu thành trì đều luân hãm, không chỉ là thiên hương thành một chỗ, coi như muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn, duy nhất có thể làm cũng là giết. Coi như sau cùng chính mình vẫn lạc, cũng nhất định phải giết nhiều một chút không gian thú kiếm lời hồi vốn đến. Hống hống. Bạo ngược không gian thú càng ngày càng nhiều, chừng mấy chục con xuất hiện tại thành chủ phủ bên ngoài, không gian thú người đến nhân loại ở đây khí tức, muốn tới nơi này ăn no nê. Phốc. Rất nhanh, Giang Chấn Hải liền chịu không được, không gian thú số lượng quá nhiều, mà lại một cái so một cái mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là đối thủ, Giang Chấn Hải trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Trên thân nguyên lực đã nhanh muốn hao hết, hắn thân thể lui lại, bị Giang gia mấy cái tên hộ vệ chặn lại. Thành chủ, làm sao bây giờ? Giang Thành hiện tại chỉ là nhân đan cảnh tu vi, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, nhưng còn chưa chết, giờ phút này, Giang gia người liên căn tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua hướng bọn họ từng bước một đi tới không gian thú, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Ai, không nghĩ tới ta Giang Chấn Hám sẽ chết tại những quái vật này trong tay. Đáng tiếc ta tối hậu quan đầu cũng không thể gặp lại Trần Nhi liếc một chút. Giang Chấn Hám một mảnh thống khổ, cho dù chết, hắn cũng sẽ không nhắm mắt, hắn một tiếng này sở hữu tâm huyết đều tại Giang Trần trên thân, bây giờ sống còn khẩn yếu quan đầu, Giang Chấn Hám suy nghĩ trong lòng, toàn bộ đều là Giang Trần. Ta cũng muốn thiếu gia. Giang Thành khóc lên, nghĩ đến ban đầu ở Thiên Hương Thành thời điểm, chính mình theo sau lưng thiếu gia vuốt mông ngựa, thật sự là thoải mái đến không được. Như kim thiên hương thành nguy cơ sớm tối, lại không thể gặp thiếu gia một mặt. Nếu như thiếu gia ở đó, nhất định có thể cải biến cục diện này. Chu Bắc Thần cũng là một mặt thống khổ, ở thời điểm này, tất cả mọi người tâm lý suy nghĩ, đều là cái kia không gì làm không được thiếu niên áo trắng, chính là thiếu niên kia, cải biến vùng này bố cục, sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Khặc khặc, mấy cái không gian thú nhìn qua Giang Chấn Hải bọn người, trong miệng phát ra khặc khặc âm hiểm cười thanh âm. Chúng nó từng bước một hướng về Giang Chấn Hải bọn người ức hiếp, tựa hồ nhìn thấy nhân loại trong mắt tử vong trước hoảng sợ, đối bọn nó tới nói là một loại cực đại hưởng thụ. Xong, thành chủ đều muốn xong, thiên hương thành xong, chúng ta toàn xong. Làm sao bây giờ a, ta còn không muốn chết a. Những này đáng giận quái vật, chết không yên lành a. Nguyên bản trốn vào thành chủ phủ mọi người cũng đều tràn ngập tuyệt vọng, rất nhiều người gào khóc. Khiếu. Lúc này, hắc ưng phát ra một tiếng minh khiếu. Hắn cố nén tiếp nhận ba cái kia không gian thú nhất kích, bay đến Giang Chấn Hải phụ cận, thiết dực quét ngang, đem phía trước mấy cái không gian thú cho miểu sát. Chạy mau! Hắc ưng quay đầu đối Giang Chấn Hải quát to một tiếng, Giang Chấn Hải trên mặt lộ ra cười khổ, lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chạy, chạy chỗ nào, đã không đường có thể chạy, chỉ có thể chờ chết ở đây. Đông đông đông! Lúc này,
Lại một đầu cường hãn không gian thú xuất hiện, không gian này thú thân cao tới 3 trượng, giống như cự tháp, tốc độ nó cực nhanh, trong chớp mắt đi vào hắc ưng phụ cận, một bàn tay đánh ra. Không tốt. Hắc ưng nói thầm một tiếng không tốt, đối phương là thần đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong không gian thú, chính mình căn bản ngăn cản không nổi, cho dù hắn đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là bị không gian thú một bàn tay cho đập bay. Khạc khạc. Không gian thú âm hiểm cười liên tục, đột nhiên nhô ra một trương đại thủ, chậm rãi hướng về Giang Chấn Hải chộp tới. Xong. Tất cả mọi người nản lòng phách trí, lần này hoàn toàn xong, hắc ưng đều bị đánh thương tổn, bọn họ mất đi lớn nhất ỷ vào, chỉ có thể đối mặt tử vong. Xoát. Đúng lúc này, một đạo bóng trắng còn giống như quỷ mị xuất hiện trước người Giang Chấn Hải. Hết tập 17.